chương 221, ngọn lửa đỏ thấm. Chiếc kia Audi pipic màu trắng lao đi trong hoàng hôn đỏ rực vung vẫy trên bầu trời thành phố. Đường khả hình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn thẳng phía trước mặt, quay vô lăng cho xe chạy thẳng tới phía trước, gió lớn thổi bay tóc ngắn trên trán anh, lại nhìn thấy hai mắt anh lóe lên đùa cợt mập mờ, ánh mắt người này không đứng đắn đều khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi, tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, Hả, anh rất cưng chiều đáp lời, nắm chặt tay lái, nhanh chóng xoay tròn 360 độ, quẹo cua chạy nhanh ra phía trước. Tôi thấy Tổng Giám Đốc tưởng ngày ngày đều rất bận rộn, tại sao anh giống như cả ngày lẫn đêm cũng không có chuyện gì làm. Đường Khả Hinh nghi ngờ hỏi. Bận rộn như vậy làm gì? Lúc làm việc thì tập trung làm việc, giờ tan việc, thoải mái vui đùa, như vậy mới hưởng thụ cuộc sống chứ? Chẳng lẽ đến già mới muốn đi hưởng thụ trời xanh mây trắng? Khi đó, chỉ còn lại ký ức làm sao giống như phong cảnh lúc này huống chi tôi muốn chính là hiệu suất không cần bận rộn cho xong chuyện phải trải nghiệm công việc mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn chấm ngoặc kép trang hạo nhiên chậm rãi lỏng chân ga lái xe về phía trung tâm thành phố chạy vào một đường hoa quế rất thơm khả hinh cười vui vẻ nhắm mắt lại hưởng thụ hương hoa trang hạo nhiên biết cử động của cô liền giảm chân ga cho xe chạy chậm tới trước điện thoại di động reo lên. Trang Hạo Nhiên đè tai nghe Bluetooth, đáp lời, ừm. Thư ký người anh rút báo cáo cho anh về tình hình khách sạn, anh chăm chú lắng nghe, tay lại nắm chặt vô lăng chạy về phía trước, vừa lái vừa dùng lưu loát tiếng anh trả lời cho thư ký, anh nói tiếng anh rất tốt, không làm ra vẻ, chỉ nói rất tự nhiên nhưng giọng điệu thật hấp dẫn, khả hình không nhịn được mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, lại phát hiện ví tiền rơi khỏi cái hốc nhỏ, cô liền đưa tay cầm lên chuẩn bị trả lại vị trí trước xe, nhưng ngón cái đẻ vào ví tiền màu đen, phát hiện bên trong có một tấm hình. Là một cô gái hơn 30 tuổi, vô cùng nữ tính, có đôi mắt lai, to tròn sâu thẳm, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày, mái tóc xoăn dài đen nhánh, mặc bộ quần áo yếm màu xanh dương, hết sức cá tính đang cầm ly cà phê màu trắng, tựa người trước một bức tranh, nhìn về phương xa, hai mắt lộ ra nụ cười mơ hồ, xung quanh đều là màu sắc thiên nhiên cùng cỏ vẽ lung tung lộn xộn. Đường Khả Hinh nhìn tấm hình này ngây người một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ví tiền đặt ở trong hộp tối phía dưới tay lái đường khả hinh quay đầu nhìn trang hạo nhiên đã nói xong điện thoại yên lặng lái xe cô đột nhiên không nhịn được cười nói đây chính là bạn gái họa sĩ anh yêu sao tại một buổi sáng sớm nào đấy để lại cho anh một dấu môi son sau đó anh trần chuồng chạy đuổi theo nhưng không quay lại trang hạo nhiên mỉm cười nói không lớn không nhỏ nhanh như vậy đã dám hỏi tới chuyện riêng của cấp trên Audio điện tử võ tấn bền. Đường khả hình cúi đầu, không dám lên tiếng. Đúng vậy, để lại cho tôi một dấu môi son, cô ấy đi ngay, Trang Hạo Nhiên nói. Đường khả hình có chút không hiểu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, chậm rãi lái tới trước, vừa lái vừa nói, cô ấy là cô gái mà tôi muốn kết hôn nhất trong cuộc đời. Đường Khả Hinh nghe vậy có chút tiếc nuối nói, anh đã thích chị ấy như vậy, tại sao không đi tìm chị ấy trở về? Nếu như chị ấy thật yêu anh, chị ấy sẽ trở về. Cô ấy không phải là cô gái bình thường, sẽ không quyết định tùy tiện. Trang Hạo Nhiên lại chuyển sang hướng bên trái, đột nhiên nói, cô có thời gian thì học lái xe đi. À, Đường Khả hình không theo kịp suy nghĩ chớp nhoáng của anh, cô không kịp nghĩ, ngạc nhiên hỏi, tại sao? Anh quốc đường xá rất nhiều nhưng đều là đường đơn và đường một chiều, khác với đường ở quốc nội, quẹo trái quẹo phải, tôi không quen. chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nói xong, rốt cuộc lái xe dừng ở trước một cửa hàng nào đó trong một phố xá sầm uất. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hàng hai tầng lầu ở trước mặt, nhìn thấy áp phích cao ba thước, có một cô gái mặc váy cúp ngực màu trắng, giống như từ thiên đường đi tới, sau lưng xòe đôi cánh thiên sứ, mộng mơ nhìn về phía trước, cô nhìn cô gái kia, Bàng Hoàng quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chúng ta tới đây làm gì? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cởi dây nịt an toàn nghiêm túc nói xuống xe đường khả hình không hiểu ra sao cởi dây nịt an toàn cũng đi xuống xe nhìn vào bên trong cửa hàng có đại sảnh màu tím rất trang nhã có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng đang cúi đầu nói chuyện cô bước đôi chân hơi đau nhìn trang hạo nhiên cầm hộp điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn hệ thống báo động sau đó mui xe bị khóa lại một chiếc xe mercedes màu bạc cũng dừng bên lề nhưng khi nhìn thấy chiếc audi pipic, vội vàng tránh xa mấy cây số mới đổ xe Đường khả hình có chút buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hảo Nhiên mặc áo sơ mi đen, thản nhiên đi vào trong cửa hàng, anh mặc áo sơ mi trắng và áo sơ mi đen có hai hương vị khác nhau rõ ràng. Lúc anh mặc áo sơ mi đen lộ ra chút cuồng dã cô vội vàng bước đi theo phía sau lưng anh, đi vào đại sảnh có ánh đèn thủy tinh mộng ảo, quản lý cửa hàng đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lập tức chào hỏi, Tổng Giám Đốc Trang. Ừ, Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt, liếc mắt nhìn bày trí trong cửa hàng, liền cùng đường khả hình đi lên đại sảnh lầu 2, sàn nhà màu đen bong loáng, trang trí ánh đèn nhỏ màu vàng và vách tường màu tím, có hiệu quả tạo ra không gian thật bí ẩn. Đường khả hình lọt vào trong cảnh tượng này, thật tò mò nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên im lặng tay cầm cổ tay của cô, đi theo quản lý dẫn đường, đi vào một căn phòng tối gần trăm mét vuông, đang lúc khả hình nghi ngờ, quản lý đứng ở bên cửa, tay nhấn công tắc mở một cái, căn phòng vốn tối đen, đột nhiên từng vị trí sáng lên màn hình TV, trong màn hình đều là những cô gái xinh đẹp, trên người có hình xăm xinh đẹp mộng ảo hoặc hình xăm không chính thống, vô cùng xinh đẹp. Có người xăm hình con rồng nhỏ trên tay, có người xăm đóa hoa hồng trước ngực, thậm chí có người xăm trên đùi, hoặc có hình xăm là đôi cánh màu trắng. Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, nhìn từng bức ảnh trên vách tường, đưa mắt nhìn thật lâu, mới sâu kín nói cô có nghĩ tới phải cảm ơn vết thương của cô hay không đường khả hinh không có lên tiếng vẫn ngây ngốc nhìn từng hình ảnh xinh đẹp trong vách tường nói tại sao tôi phải cảm ơn nó bởi vì nó cho cô một cơ hội khác được tỏa sáng xinh đẹp trang hạo nhiên mỉm cười xoay người nhẹ nắm bả vai của cô đẩy cô đi về phía giữa sảnh triển lãm để cho cô nhìn từng hình xăm xinh đẹp của mỗi người ở trước mặt mới nói xem đi có muốn để cho thân thể của cô có thêm một loại màu sắc khác hay không? Đường Khả Hinh hơi chấn động, từ chối, liền vội vàng lắc đầu, căng thẳng nói, tôi không muốn. Thân thể là do cha mẹ sinh ra, tôi bị người khác tổn thương, đó là bởi vì tôi bị động, như bây giờ, không phải tôi phá hư làn da vốn có của mình sao? Tôi không muốn, tôi rất yêu bản thân mình. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới sâu kín nói, vậy cô có thể nói cho tôi biết lúc cô bị thương nguyên nhân bởi vì chính mình hay không? Ánh mắt đường khả hình chợt lóe nhớ tới nhiều năm trước, hình ảnh cô gái nhỏ hoạt bát, ôm chai rượu đỏ làm nhiều chuyện kích động, hai mắt của cô đột nhiên ứa lệ, người hơi rung nhẹ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, sâu kín nói với cô chân chính đối mặt với bản thân mình rất đáng sợ, bởi vì nó giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh xấu xí nhất, yếu đuối nhất, thất bại nhất của mình, cho dù là ai cũng không muốn đối mặt với mình, nhưng chỉ cần cô dũng cảm vượt qua nó, cô sẽ phát hiện, cuộc sống không có gì đặc biệt, ngoại trừ chết chóc. Đường khả hình trừng to mắt, ẩn hiện ánh sáng trói lọi, hơi thở càng lúc càng gấp rút. Từ phía sau trang hạo nhiên đột nhiên ôm khẽ đường khả hình vào trong ngực, thậm chí cúi xuống dán mặt vào mặt cô, tay nhẹ xoa bả vai của cô, ngón cái khẽ quét qua vết sẹo trên vai cô, chậm rãi nói, dũng cảm lên, đối mặt với vết sẹo của mình, thêm vào cho nó một chút màu sắc xinh đẹp, cô sẽ phát hiện, thật ra mọi chuyện trong cuộc sống chẳng qua cũng chỉ như thế. Cuối cùng có một ngày, cô tự nguyện hướng về phía mọi người thổ lộ tất cả chuyện xưa, mà người yêu thích cô, nhất định sẽ nắm tay của cô đi đến hạnh phúc cuối cùng. Đường khả hình xoay người ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào hỏi có không? Mặc dù tôi vẫn kiên cường nhưng tôi thật sự không biết, rốt cuộc trong tương lai tôi có thể có hạnh phúc hay mờ mịt. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn cô rơi lệ rất đáng thương, đột nhiên mỉm cười, đau lòng vươn tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi đầu cảm tính khàn khàn nói sẽ có đứa ngốc sẽ hạnh phúc chỉ cần cô sẵn lòng cố gắng sẵn lòng thay đổi một chút để cho cuộc sống và quá khứ của mình khác đi có một chút khác lạ cuối cùng cô sẽ từ từ thay đổi bản thân mình hãy tin tôi chấm ngoặc kép đôi mắt to của đường khả hình ngập nước chớp mắt một cái nước mắt lăn xuống ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Trang hạo nhiên đột nhiên nắm chặt bả vai đường khả hình xoay người của cô nhìn sang những hình ảnh xinh đẹp trước mặt, lại nói, vì cuộc sống của mình, tìm kiếm một chút màu sắc để cho nó vĩnh viễn đi cùng với cô. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình trợn to mắt, sâu kín nhìn về phía những hình xăm xinh đẹp, mặc dù trong lòng vẫn có chút kháng cự, nhưng hai mắt cô vẫn chậm rãi nhìn thoáng qua mỗi bức hình, có hình xăm giống như phượng hoàng bay, có hoa văn giống như hoa hồng xinh đẹp buổi sớm mai, còn có hình xăm giống như thanh đao nhọn hai tròng mắt của cô dần dần di chuyển, rốt cuộc nhìn thấy một bức ảnh duy nhất xăm trên thân thể người, cô không nhịn được nhìn hình xăm kia kia dưới ánh đèn màu trắng, phản chiếu ngọn lửa đỏ thấm. Giống như đang thiêu đốt hừng hực, trong lòng của cô chấn động mạnh, chớp mắt một cái nhìn ngọn lửa kia cảm nhận rõ ràng nó có một đôi cánh màu vàng, giấu ở trong ngọn lửa đỏ thấm. Cô lập tức bị bức ảnh 2D hấp dẫn, thậm chí yêu thích hình xăm này, chỉ về phía nó nói tôi thích cái này. Rất thích, Trang hạo nhiên nhìn theo bức ảnh cô chỉ, nhanh chóng chớp mắt ngạc nhiên, có chút không thể tin nổi nói cô nhất định muốn cái đó sao. Ừm, đường khả hình lập tức mỉm cười gật đầu, giống như thấy được màu sắc kiếp trước của mình, gật đầu chắc chắn. chương 222, trái tim nhỏ kích động. Ánh đèn trùm màu vàng chiếu sáng trong gian phòng màu tím trang nhã, càng tăng thêm hiệu quả huyền bí hiếm thấy. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, sau khi tắm xong, Đường Khả Hinh mặc áo ngủ màu trắng đi vào gian phòng trang nhã có thể giấu kín bí mật của người ta. Cô nhìn ngay chính giữa có một ghế nằm màu tím, trên bàn bên cạnh để một bó hoa sen, ngâm trong bình thủy tinh trong suốt, trong một chiếc ly đế cao tỏa ra một mùi thơm làm say lòng người, chắc chắn đồ uống bên trong là rượu cốc tai. Cô có chút căng thẳng. Mời cô chờ một chút, chuyên gia xăm của chúng tôi sẽ tới ngay. Chấm ngoặc kép, nhân viên cẩn thận đóng cửa lại, lui ra ngoài, dọc theo hành lang dài, nhanh chóng đi về phía đại sảnh, đi qua sảnh triển lãm, liếc nhìn vào trong mới biến mất ở trước cửa. Trang hạo nhiên vẫn có chút không tin nổi nhìn ngọn lửa đỏ thấm, bật cười, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài nhanh chóng chuyển đến, anh có thể nghe thấy người tới, bước chân nặng nề, bước về phía trước hết sức bình tĩnh và kiên quyết, anh không nhịn được xoay người nhìn thấy một bóng dáng biến mất ở cửa, chỉ còn lại mái tóc dài phất phới, anh khẽ cau mày, không khỏi bước ra sảnh triển lãm, đã thấy có người đi vào phòng của đường khả Hinh đóng cửa lại. Trong tay tinh xuyên cầm cái dương nhỏ bằng hợp kim nhôm của mình nhìn cô gái mềm mại ở trước mặt, cô đang khoác áo ngủ, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt của cô bình tĩnh, không hề gợn sóng gọi, chào cô. Đường khả hình hơi căng thẳng xoay người, thấy trước mặt là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, người mặc áo yếm màu trắng, quần jean ống đứng màu xanh dương, mái tóc dài đen nhánh đến giữa eo, khuôn mặt có chút lạnh lùng làm cho khả hình có cảm giác cực kỳ căng thẳng cô chớp mắt. Tinh xuyên nhìn vẻ mặt cô, trên mặt không trói buộc xẹt qua nụ cười, mang theo mấy phần lười biếng, giống như một người chị hỏi cô sợ sao. Đường khả hình nhìn cô có chút thay đổi, trong lòng hơi bình tĩnh, nhưng vẫn nắm chặt áo ngủ, thở dốc nói tôi. Tôi hơi căng thẳng, chấm ngoặc kép. Tinh xuyên đặt cái giường ở trên ghế dựa, mới chậm rãi nói, đừng căng thẳng, những cô gái tuổi trẻ tuổi muốn xăm, trong tương lai, nếu cô không muốn nữa, có thể xóa nó chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn cô từ trong dương lấy ra máy xăm, cùng các loại dao nhỏ, mở ngăn kéo trong gian phòng tối, lấy ra các loại mực nước, hỏi trước khi đến, có uống rượu hay không? Không có, chấm ngoặc kép. Hiện tại buông lỏng thân thể chưa? Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình yếu ớt trả lời. Nếu như quá mệt mỏi, không thích hợp xăm, tinh xuyên nói. a à. chấm ngoặc kép, đường khả hình cẩn thận đáp lời. Tinh Xuyên ngừng mắt nhìn bức tranh một chút, mới lấy ra mực nước tương ứng, rót vào đường ống phun máy xăm, nói, đã tắm rửa khử trùng rồi sao? Vâng, nằm xuống đi, nằm ở trên ghế dựa màu tím. Chấm ngoặc kép, Tinh Xuyên nói. Đường khả hình quay đầu, nhìn về phía ghế nằm, tâm trạng cô vẫn có chút căng thẳng, nhưng vẫn bước từng bước đi về phía ghế nằm, ngồi xuống, đôi tay nắm chặt áo ngủ, xoay người nhìn về phía cô. Tinh Xuyên chuẩn bị xong tất cả, liền đẩy cái bàn nhỏ đến bên đường khả hình, đứng ở trước mặt của cô, đôi tay nhẹ chống nạnh, nhìn xuống cô một cái, mới ngồi ở trên ghế nhỏ bên cạnh ghế nằm, nói với cô, xoay người lại, nằm ở trên ghế dựa, không nên tùy tiện lộn xộn, nếu như đường nét có chút sai lệch, hiệu quả sẽ giảm đi ít nhiều. Đường khả hình yên lặng nằm ở trên ghế. Sắc mặt của tinh xuyên đột nhiên cứng lại, đôi tay nhẹ nhàng đưa về phía bả vai của khả hình, kéo nhẹ áo ngủ màu trắng của cô xuống, lộ ra bả vai trắng nõn, Nhìn vết sẹo màu hồng sau vai, làn ra hết sức mỏng, cô cao mày nhìn vết sẹo nói, vết sẹo này muốn che lại, không dễ dàng đây. Lần này xăm hình rất có thể sẽ thất bại, hơn nữa xuống màu sẽ rất đau đớn. Cô có thể chịu được sao? Đường khả hình cắn chặt răng, gật đầu một cái. Tinh xuyên lại nhìn cô một cái, mới nói, vậy bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không lên tiếng, hai mắt nhắm lại, mặt tựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tinh Xuyên im lặng cầm dao nhọn, cắm vào trong máy xăm, nhấn nút tay cầm, dao nhọn nhanh chóng chuyển động, cô chậm rãi nhìn về phía bả vai mềm mại của Đường Khả Hinh, khẽ cúi người xuống, chậm rãi phủ ở trên người của cô, ánh mắt lộ ra kỳ lạ, cái cằm hấp dẫn nhẹ cọ qua bả vai của Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, hơi căng thẳng như người. Đôi mắt lạnh lung của Tinh Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Khả Hinh, bả vai nhẵn bóng thơm mát, thân thể tỏa ra mùi thơm cơ thể tự nhiên, mới sâu kín hỏi tại sao thích ngọn lửa này. Hai mắt đường khả hình xoay tròn, hơi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt nói, bởi vì... Bởi vì, có một loại cảm giác khó hiểu, cảm giác nói không ra lời, giống như cảm thấy trời sinh nó là thuộc về tôi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt lạnh lùng của tinh xuyên chợt lóe trong đầu càng không ngừng hoạch định hình xăm, lại đào mắt nhìn bã vai trắng nõn của khả hình ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng thật là mê người. Cô không lên tiếng, đột nhiên rất lưu luyến bả vai nhẵn bóng thơm mát có vết sẹo màu hồng vừa vặn dùng cái cằm nhẹ nhàng lướt qua da thịt của cô sắc mặt của đường khả hinh đỏ bừng lập tức có chút căng thẳng thả lỏng chấm ngoặc kép tinh xuyên nói xong hai mắt chợt lóe lên tìm đúng điểm đột nhiên tay đè mạnh bả vai khả hinh nhắm vết sẹo nhỏ dài cầm máy xăm chích vào trên da thịt vẻ mặt đường khả hinh nhăn nhó thầm kêu một tiếng nắm chặt áo ngủ rơi xuống đau đến đổ mồ hôi hột Tiếng máy xăm chuyển động, không ngừng vang lên trong căn phòng. Có vài thứ, không ngừng bị phá hủy, càng không ngừng hình thành. Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua. Trang hạo nhiên ngồi ở phòng vip nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ, anh liền đứng lên, đôi tay cắm nhẹ vào túi quần, đi ra hành lang, đứng ở đại sảnh lầu 2 nhìn ánh đèn neon phía ngoài cửa sổ. Âm thanh trong căn phòng tối đen hoa lệ đã dừng lại. Trên trán tinh xuyên dịn mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn ngọn lửa đỏ thấm trên bả vai Đường Khả Hinh ở trên da thịt trắng như tuyết của cô giống như đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa đỏ thấm ẩn giấu đôi cánh màu vàng đang muốn di động bay ra cô cười hài lòng vươn tay dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên trán nhìn gò má Đường Khả Hinh mệt mỏi dịn mồ hôi nói được rồi chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh đau đến toàn thân mệt mỏi sâu kín mở mắt sau đó nhìn tinh xuyên dùng hai tấm gương chiếu dọi ngọn lửa màu đỏ thẫm sau lưng cô hai mắt của cô trợn to, thậm chí có cảm giác kích động, hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ ngọn lửa sinh động hấp dẫn bám thật chặt vào trên vai trái của mình. Rất đẹp, rất nhiệt tình, rất ấm áp, rất ấm áp, cô đột nhiên nở nụ cười cảm động, trong hốc mắt đầy tràn nước mắt. Tinh xuyên nhìn nét mặt của đường khả hình, mỉm cười hỏi thích không? Thích, chấm ngoặc kép, đường khả hình vươn tay, dùng ngón tay ngọc thon dài, muốn quét nhẹ ngọn lửa đỏ thấm, nhưng tinh xuyên lại nắm chặt tay của cô nói, hiện tại không thể sờ vào chấm ngoặc kép chấm. Đường Khả hình rất cảm động nhìn ngọn lửa này, lần đầu tiên cảm nhận được, thay đổi, cuộc sống thật đáng quý, cô thở dài một hơi, cảm thán ngọn lửa này quá xinh đẹp. Tinh Xuyên mỉm cười để gương xuống, sau đó nhẹ kéo lên áo ngủ trắng tinh cho cô, nói có thể, thay quần áo đi ra ngoài. Đường Khả hình chậm rãi đứng dậy, quấn dây áo ngủ bên hông xong, nhìn về phía Tinh Xuyên đang dọn dẹp dụng cụ, cô rất biết ơn mỉm cười nói Tinh Xuyên, cảm ơn chị. Chấm ngoặc kép. Tinh Xuyên nhìn cô một cái, mới mỉm cười nói, không cần khách sáo. Rất ít người chọn loại hình xăm này, hôm nay hiếm có cơ hội để cho tôi thử thách bản thân mình. Chấm ngoặc kép. Thật sao, đường khả hình có chút không dám tin hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, Tinh Xuyên dọn xong thuốc màu, mới mỉm cười nói, hình xăm 170 ngàn không phải là hình xăm bình thường. À, đường khả hình khiếp sợ kêu lên, 170 ngàn. Đắt như thế, Tinh Xuyên mỉm cười chỉnh sửa các đồ vật khác, mới nói, đây là thuốc màu đẹp nhất trên thế giới, hơn nữa tôi cũng rất quý. Chấm ngoặc kép. Lúc này đường khả hình mới ý thức mình thất lễ, liền nói với cô, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Không có gì, thay quần áo đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Tinh Xuyên cười nói. Đường khả hình im lặng xoay người đi vào gian phòng thay đồ, thay quần áo của mình, nhớ tới ngọn lửa đỏ thấm trên bả vai mình, cô rất vui vẻ, rất cảm động mỉm cười đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tinh Xuyên vẫn còn cẩn thận thu dọn đồ đạc, cô không dám quấy rầy nữa, đẩy cửa đi ra, vừa vặn nhìn ở đầu kia hành lang thật dài, Trang Hạo Nhiên tựa bên hành lang, nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, cũng không còn kiên nhẫn, cô đột nhiên cười, nhẹ nhàng gọi tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gọi, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đã đứng ở hành lang, đang mỉm cười nhìn mình, anh cười một tiếng, lập tức bước nhanh đi tới nhưng đột nhiên thấy một cửa phòng mở ra một lần nữa, một phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn, chừng hơn 30 tuổi đi ra khỏi phòng, mái tóc dài bồng bềnh, cái loại xinh đẹp, cá tính hấp dẫn từ trong xương, hai mắt anh đột nhiên lóe lên hình trái tim màu hồng, sau đó nhấp nháy nhấp nháy, cả trên đỉnh đầu bay ra trái tim màu hồng, anh thật kích động đi tới. Đường Khả Hinh cũng rất kích động nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cặp mắt lóe lên đỏ rực, mù, lướt qua bên cạnh cô, đi về phía cô gái xinh đẹp cực kỳ hấp dẫn chín chắn ở sau lưng cô. Đường Khả Hinh ngây người quay đầu lại, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, người nọ đã đi tới trước mặt của chuyên gia xăm hình, rất đẹp trai phong độ, tao nhã, thân sĩ hấp dẫn. Cất tiếng chào hi, cô bật cười. Nghe tiếng hi này, cô nổi da gà, tức giận đến không nói nên lời. Mới vừa rồi mình còn tin tưởng người đàn ông này rất muốn cưới người nào đó làm vợ, cho rằng anh là một người đàn ông thâm tình. Tinh Xuyên rất lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, chỉ khẽ gật đầu, liền đưa tay hất mái tóc thật dài trên trán, mái tóc quyến rũ ảo ảo chảy xuống, rũ xuống trên bờ vai nhỏ nhắn. Trang Hạo Nhiên nhìn đến ngây người, hai mắt mang hình trái tim màu hồng lại nhấp nháy nhấp nháy, trái tim mong manh nhảy lên nhảy xuống thình thịch, nhảy đến nổi anh muốn chết. Tiểu thư, xin hỏi cô họ gì? Trang Hạo Nhiên vừa đụng đến chị gái xinh đẹp, đầu óc của anh đã hoàn toàn không còn sang suốt, thần chí thất thường, nhìn Tinh Xuyên rất tình thâm chân thành giống như nhìn vợ của mình. Tinh Xuyên, Tinh Xuyên ngẩng đầu lên, đáp lời, nhìn bộ dáng hoa si của người đàn ông trước mặt, cô đã sớm quen như thường. A, à, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thở một hơi thật sâu, rốt cuộc giống như ba ngàn năm trước, Xuyên không qua ba ngàn năm sau, rất chân tình nói, tôi vừa nghe đến cái tên này, tôi liền cảm giác, giống như mấy ngàn năm trước tôi đã biết cô, đời này kiếp này, tôi tới tìm cô, Đường khả hình chắt lưỡi một tiếng, hơi khinh bỉ. Tinh xuyên có chút nhàm chán nhìn người đàn ông trước mặt, nói cảm ơn anh đã vượt qua 3.000 năm tìm đến tôi. Nhưng tôi không có thời gian lãng phí 3.000 năm với anh, tôi muốn đi ký hóa đơn, hẹn gặp lại. Cô cất bước muốn đi khỏi. Trang hạo nhiên tiếp tục chặn đường cô lại, giống như cô vừa đi, phải 3.000 năm sau mới có thể gặp nhau. Có chút thâm tình cười nói, tiểu thư, chờ cô 3.000 năm, có thể để lại số điện thoại, mời cô ăn một bữa cơm hay không? Suốt cuộc tinh xuyên có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói, ai cũng từ 3.000 năm trước tới tìm tôi, ai cũng nói muốn mời tôi ăn cơm, vậy không phải tôi ăn no quá rồi chết sao? Xin đừng ngăn cản tôi, tôi muốn đi ký hóa đơn. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn lưu luyến không rời ngăn chặn cô. Đường khả hình không thể nhịn được nữa, đưa chân lên, ra sức đạp một cước trên chân của Trang Hạo Nhiên. À. Trang hạo nhiên đau nhói, gào khóc một tiếng, quay đầu nhìn về phía đường khả hình kêu lên cô làm gì đấy. Đau chết rồi. Tinh xuyên cất bước đi trước, đi tới đại sảnh. Trang hạo nhiên lập tức xoay người, xa xôi nhìn theo bóng lưng của tinh xuyên, hưởng thụ xương cốt khêu gợi, eo thon, thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót khêu gợi mơ hồ hiện ra trong áo yếm của cô. Cái mông tròn lẳng, không chút uốn éo nhưng rất hấp dẫn, đôi hai chân thon dài, ẩn dưới quần rộng rãi, tùy ý đong đưa, hai mắt của anh lại lóe lên trái tim màu hồng, sáng lấp lánh. Đường khả hình cắn chặt răng, nhìn người này vừa đụng đến chị thì thần kinh thất thường, cô thật sự là không thể nhịn được nữa kêu tổng giám đốc. Anh cố ý dẫn tôi tới đây nơi này xăm, nói là suy nghĩ cho tôi, thật ra là vì chuyên gia xăm hình này chứ. Trang hạo nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía đường khả hình rất nghiêm túc nói, sẽ không. Làm sao cô nghĩ như vậy? Nếu như tôi biết có một phụ nữ xinh đẹp ở chỗ này, tôi sớm dẫn cô tới xăm rồi đường khả hình trợn to hai mắt không nói nên lời vươn tay chỉ vào người này tức giận đến ngón tay run rẩy nói anh 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 thật quá đáng cô không nói thêm lời nào lập tức xoay người đi khỏi trang hạo nhiên nhìn cô đi khỏi lập tức căng thẳng theo sau mới nói cô chờ tôi một chút đừng đi nha cô đến trước quầy đứng một lát tôi đi tính tiền để tôi trò chuyện với cô gái đẹp kia một chút nữa không cần anh Đường khả hình thật sự tức giận đến hết ý kiến, xài bước đi về phía trước, vừa đi vừa tức giận đến phòng má, mình mới vừa ở trong phòng, đau đến nửa chết nửa sống, còn nghĩ người ở bên ngoài có lo lắng ỉnh hay không, trong lòng có chút mềm yếu muốn dựa vào người này. Nhưng đàn ông đều không thể tin, rất ghê tởm, ghê tởm muốn chết. Trang hạo nhiên đuổi theo ra trước quầy tính tiền, chuyên gia xăm hình xinh đẹp đã không thấy, anh gấp gáp hỏi thăm mới biết, người phụ nữ này gọi là tinh xuyên, là chuyên gia xăm tốt nhất, bình thường xăm 100 ngàn trở xuống, cô cũng không nổi tiếng, hơn nữa là người cổ quái cực kỳ lạnh lùng, trong hoàn cảnh bình thường, không nói chuyện với khách, ngay cả có lần, có một khách nam mê vẻ đẹp của cô, đưa tay sờ cái mông cô một chút, bị cô vặn gảy xương tay, Trang Hạo Nhiên nghe được chuyện này, trong đôi mắt mang hình trái tim của anh lại nhấp nháy nhấp nháy. Cuộc đời anh yêu thích nhất loại phụ nữ có cá tính này, yêu thích biết bao nhiêu. chương 223, tôi chán ghét anh. Mặc dù thời gian đã hơn 11 giờ đêm, nhưng bóng đêm vẫn náo nhiệt. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm điện thoại, từ trong tiệm xăm hình đi ra, mở cửa xe cho đường Khả Hinh, mới nói với Tô Lạc Hoành, lập tức điều tra một người phụ nữ tên Tinh Xuyên ở cửa hiệu Star cho tôi. Tôi muốn tất cả tài liệu của cô ấy, bao gồm chiều cao, cân nặng, tính tình, sở thích, chủ yếu nhất chính là điện thoại của cô ấy. Đường Khả Hinh không nói ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, tức giận ngồi vào trong xe. Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng đóng cửa lại, sau đó cầm điện thoại, nhanh chóng vòng qua thân xe, đi tới ghế lái ngồi xuống, nhanh chóng nói: "Rốt cuộc cậu đang làm gì mà ồn ào vậy?" Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ cầm điện thoại, đi vào đại sảnh khách sạn, tức giận nói: "Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, mới vừa uống rượu với anh Kiệt xong trở lại, anh bảo tôi làm sao điều tra cho anh?" Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này liền tức giận, giống như người khác uống rượu sẽ phá hủy hạnh phúc cả đời của anh nổi giận nói, bốn tên khốn kiếp này, mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm uống rượu, có định ngủ chung hay không? Tối nay hôn lưới chưa? Không có việc gì dính chung một chỗ, một ngày nào đó xảy ra chuyện thì làm thế nào? Chẳng lẽ các người thật muốn ở chung một chỗ sao? Đó không phải là cùng ăn cỏ gần hang sao? Tô Lạc Hoành dừng bước chân, vẻ mặt không nói nên lời trợn to hai mắt, tức giận hết này. Hôm nay anh ăn thuốc nổ hả? Anh muốn tôi cha thì tôi cha liền cho anh sao? Chờ tôi 10 phút nữa, tôi về phòng. Chấm ngoặc kép. Cậu không thể về phòng cha. Phòng của cậu mỗi ngày đều có phụ nữ nằm ở trên giường chờ cậu. Cậu vừa nhìn thấy phụ nữ, ánh mắt liền dã rời, thần kinh thất thường, đôi mắt đều mang hình trái tim màu hồng, hoàn toàn không có nửa người trên. Cậu lập tức tìm một chỗ ngồi ở đại sảnh khách sạn cha cho tôi, nếu như trong vòng 15 phút, tôi không thu được tài liệu, cậu vĩnh viễn biến mất khỏi hoàn cầu. Trang hạo nhiên bột một tiếng, cúp điện thoại, thuận tiện cúi người xuống giúp khả hình cài nịt dây nịt an toàn. Anh còn nhớ rõ tôi à? Đường khả hình nhìn về phía anh, tức giận nói. Hiện tại tất cả thế giới của Trang Hạo Nhiên đều là tinh xuyên 3.000 năm trước xuyên không đến 3.000 năm sau. Hai tay anh cầm tay lái, quay đầu nhìn về phía cửa hàng cao cấp đó, giống như cam kết một lời quan trọng tôi nhất định sẽ trở lại. Chiếc Audi Pipe màu trắng biến mất ở trước cửa tiệm. Tô Lạc Hoành tức giận ngồi trong một phòng cà phê trang nhã ở đại sảnh, bảo nhân viên phục vụ hình computer, vừa mở ra vừa lẩm bẩm nói, ngày nào cũng nói chỉ thích bạn gái trước, mình có thể chết vì bạn gái trước. Đáng chết tiền lương 1 năm 6 triệu. Nhanh chóng đăng nhập vào màn hình máy vi tính. Tô Lạc Hoành theo tin tức trang hạo nhiên mới vừa gọi điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng click chuột, không tới một phút, anh từ cơ sở dữ liệu tra xét tin tức của tinh xuyên, đầu tiên anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ này một cái, mới bật cười nói quả nhiên là loại tổng giám đốc trang chúng ta thích, chấm ngoặc kép anh tiếp tục nhìn xuống sau đó xem đến một tin tức hai mắt của anh chừng lớn không thể tin nổi kêu một tiếng mẹ nó chấm ngoặc kép điện thoại di động vang lên trang hạo nhiên dùng tai nghe bluetooth nhận điện thoại hỏi nhanh như thế nào trong phòng cà phê truyền đến một tiếng chép tô lạc hoành nắm điện thoại sắc mặt có chút thay đổi nói anh đang làm gì lái xe a à, chấm ngoặc kép tô lạc hoành nghe xong liền xa xăm nói, tôi tra được. Cô ấy là, chấm ngoặc kép. Nói mau, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay tay lái, cho xe quẹo cua trái, đi chạy thẳng ra phía trước, rõ ràng thả chậm tốc độ. Tôi đói, anh mới vừa nói, xăm xong mời tôi ăn cơm. Đường khả hình thật sự đói bụng, hy vọng người đàn ông đáng thương này xót thương mình. Sau đó có thể đi hay không? Trang Hạo Nhiên hoàn toàn không nghe thấy. Chăm chú nghe Tô Lạc Hoành nói toàn bộ tư liệu của tinh xuyên ỉn nghe, còn muốn lưu số điện thoại di động vào điện thoại của mình, anh vui vẻ cười nói có còn tin khác hay không. Tô Lạc Hoành nhìn tư liệu trong máy vi tính, không dám dừng lại nói, không có. Cúp điện thoại, Tô Lạc Hoành nhìn một phần tư liệu bên trong, chậm rãi lắc đầu một cái, thở dài nói, người đàn ông đáng thương, trái tim mỏng manh của anh làm sao chịu nổi đây. chấm ngoặc kép. Đêm dần khuya, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên xử lý xong mọi chuyện, chậm rãi lái về phía con đường lớn Mộc Lan anh mới nhớ lại bên cạnh có một cô gái quay đầu nhìn cả người đường khả Hinh đã cứng đờ ngồi tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc anh a hát một tiếng nở nụ cười khôi phục bình thường hỏi cô làm sao vậy hiện tại tôi không muốn nói chuyện tốt nhất anh không nên chọc tôi đường khả Hinh lạnh lùng nghiêm mặt nói trang hạo nhiên vừa lái xe lái về phía ngôi lầu nhỏ của khả Hinh, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt thối của cô không hiểu hỏi cô làm sao vậy mới vừa không phải cô đi xăm hình sao đúng rồi hình xăm như thế nào đẹp không không đẹp rất xấu đường khả hình kêu to chi xe thắng gấp ở ngôi lầu nhỏ trang hạo nhiên cầm tay lái có chút căng thẳng nhìn đường khả hình nói không phải đâu thật hay giả rất xấu sao tôi xem một chút anh lập tức cởi bỏ dây nịt an toàn muốn đưa tay tới kéo cổ áo của cô tránh ra đường khả hình lập tức đẩy anh ra nhanh chóng cởi bỏ dây nịt an toàn sau đó đi xuống xe ôm tài liệu bước nhanh đi đến trước mặt bà chủ tiệm bánh bao, đưa tiền, cầm ba bánh bao nguội, vẻ mặt rất thối xoay người đi về phía ngôi lầu nhỏ. Khi, Trang Hạo Nhiên lập tức ngăn ở trước cửa sắt ngôi lầu nhỏ, nhìn cô tức giận thật, cẩn thận hỏi cô làm sao vậy? Tức giận thật à? Tránh ra, đường khả hình lập tức đẩy anh ra, đè xuống mật mã đinh 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 đinh, đinh nhanh chóng lách mình đi vào, mới vừa muốn đóng sầm cửa lại, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức kéo cánh cửa ra, nắm cổ tay của cô, nhìn kỹ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô nói tức giận thật à hình xăm không đẹp à không thể nào kỹ thuật của tinh xuyên là hạng nhất mà nhanh như vậy liền gọi người ta là tinh xuyên rồi hai mắt đường khả hình nóng lên lập tức đẩy cả người anh ra ngoài phịch một tiếng đóng cửa lại cô ôm tài liệu và túi sách thở hồn hển đi lên lầu mở cửa lầu hai nhà mình vừa đi vào vừa nói làm nhảm hoa si si đến mức này quả thật không thể tưởng tượng nổi người này cấu tạo bằng cái gì đã về rồi nhã tuệ cầm điện thoại di động nhìn vẻ mặt thối của đường khả hình liền hỏi cô làm sao vậy không sao cả đường khả hình ôm tài liệu xoay người muốn đi vào phòng đợi một chút điện thoại của cô nhã tuệ cầm điện thoại di động bất đắc dĩ nhìn cô ai vậy đường khả hình xoay người không khách khí hỏi nhã tuệ mỉm cười nhìn về phía cô nói cậu chủ tô chấm ngoặc kép Đường khả hình vừa nghe, liền im lặng không lên tiếng để tài liệu xuống, đi tới trước mặt của nhã tuệ, nhận lấy điện thoại nói alo. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi sọc đen, quần thường màu đen, mỉm cười cầm điện thoại, đi lên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đỏ cổ xưa của nhà mình, đi về phía hành lang thật dài bằng gỗ đỏ chạm trổ hoa văn, treo đèn lồng màu vàng nhạt tinh xảo, đi tới gian phòng của mình, dịu dàng mỉm cười nói, hôm nay nhận được thiệp mời chưa? Sợ cô trốn mất, nên cố ý đưa đến hoàn cầu. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh vừa nghe nói như vậy, cô liền xù lông, hai mắt nhanh chóng nóng lên, nắm điện thoại, tức giận nói, đều bởi vì anh. Nếu không phải bởi vì anh đem thiệp mời đưa đến hoàn cầu, tôi sẽ không trở thành ra như vậy. Tôi chán ghét anh, rất chán ghét. Điện thoại bột một tiếng, cúp máy. Tô Thủy Kỳ kinh ngạc cầm điện thoại di động, đứng ở trước phòng của mình, có chút hoảng hốt suy nghĩ cô có chuyện gì chương 224, gấu mèo dịu ngoan. Nhã tuệ kinh ngạc nhìn cô, lại cúp điện thoại của Tô Thủy Kỳ, tức giận đi vào gian phòng, nhã tuệ mất hồn cũng đi vào, hỏi cô, này, cô làm sao vậy? Không có việc gì, đường khả hình đặt tài liệu xuống, tức giận đùng đùng xoay người cầm áo ngủ, chuẩn bị muốn đi tắm. Này, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nắm bắt được cô, có chút căng thẳng hỏi, cô làm sao vậy? Mất hứng cũng có lý do chứ, hôm nay không phải tổng giám đốc trang cho cô học bổ túc sao? Chân còn đau không? Thân thể có khỏe không? Nói đến những việc này, Khả Hinh cũng cảm giác thân thể của mình, cả trên lẫn dưới người đều đau đến ngổn ngang. Cô đột nhiên cảm giác mình rất ủy khuất nước nước nở nở ngồi ở trên ghế salon, đá rơi dày vải màu trắng xuống, nhìn chân của mình. Khả Hinh, đường Khả Hinh, tiếng của Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu truyền đến. Nhã tuệ nghe được giọng nói này, cô liền nhìn Khả Hinh một cái, mới đi ra khỏi ban công nhìn trang hạo nhiên đứng ở dưới lầu đang ngẩng đầu nhìn mình cô thở hốc vì kinh ngạc có chút khó tin kêu nhỏ trang trang tổng giám đốc trang đường khả hình đâu trang hạo nhiên hữu chút lo lắng hỏi ở ờ, ở trong nhà anh anh có muốn đi lên ngồi hay không nhã tuệ lễ phép lập tức muốn mời anh lên lầu tôi không có ở nhà đường khả hình đột nhiên đi ra nhìn trang hạo nhiên tức giận nói trang hạo nhiên thấy đường khả hình đi ra anh liền bật cười nói tôi không có tính đi lên chỉ muốn nhắc nhở cô một câu tối nay nhớ làm tài liệu cho xong ngày mai tôi muốn kiểm tra màu đỏ thấm anh chấm ngoặc kép đường khả hình tức giận chợt cầm một củ khoai lang đỏ ngày đó tiểu nhu đưa tới ném xuống anh ở dưới lầu ôi chao trang hạo nhiên né tránh nhưng anh vẫn kêu lên đau quá đường khả hình trợn mắt giận giữ nhìn một cái hận mệnh ôm lấy rau củ mà Tiểu Nhu dùng sọt phơi khô ở ban công, hắt toàn bộ xuống anh nói, anh đi đi. Tôi không muốn gặp lại anh. Nhã tuệ không thể tin nổi quay đầu trợn to hai mắt nhìn đường khả hinh. Cả trên người trang hạo nhiên bị hắt đầy rau củ phơi khô, anh vội vã xoay người, vừa cầm rau củ, vừa nói, lần sau lấy đồ bỏ mà ném, ném rau củ phơi khô, cô phải xuống lầu nhặt lại. Chiếc Audi Pipeak nhanh chóng lao đi. Cô điên sao, chấm than ngoặc kép. Nhã Tuệ tức giận nhìn về phía đường Khả Hinh nói, rốt cuộc cô muốn đuổi đi bao nhiêu tổng giám đốc hả? Lần trước ném điện thoại di động, lần này ném khoai lang đỏ và rau củ. Cô có thể làm chút chuyện có dinh dưỡng hay không? Tại sao kích động như vậy? Mặc kệ, cô nói xong, sau đó xoay người đi vào. Nhã Tuệ lại một phát nắm được cô, tức giận nói con bé chết tiệt này. Cô đừng chạy cho tôi, trời sắp mưa rồi, mau đi xuống dưới lầu nhặt rau củ lên cho tôi đây là dao tiểu nhu thật vất vả bóc ra phơi nắng đường khả hình cũng sắp muốn điên rồi dậm chân lung tung một trận kêu to a à. ngoặc kép một đêm này nhất định là cả đêm không yên điện thoại của tô thủy kỳ vang lên hai mươi mấy lần nhưng vẫn không có ai nghe nhã tuệ không chịu nổi mang máy trợ thính ngủ thiếp đi đường khả hình tắm rửa xong thay áo ngủ ngồi ở trước bàn nhỏ hai mắt chăm chú mở tài liệu và máy vi tính sau đó nhanh chóng chép tài liệu vào trong máy vi tính vừa chép vừa theo bản năng tỉ mỉ xem tài liệu rượu đỏ liên quan hai ngày nay cô giống như cảm thấy mình cùng thế giới rượu đỏ tiến thêm bước ngày trước chỉ tiến hành nghiên cứu rượu đỏ nhưng như thế mới phát hiện ở trong thế giới rượu đỏ khổng lồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì loại cảm giác này giống như biển tuôn trào rất phong phú rất chậm rãi rất hạnh phúc mặt của cô hơi lộ ra nụ cười ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đóng chặt sổ mắt thoáng một chút cảm xúc khác thường thật lâu thật lâu giống như nhìn thấy ánh nắng trước cửa sổ thủy tinh, lấp lánh ánh sáng thật xinh đẹp, cô nhớ lại hình xăm trên vai mình, không nhịn được đưa ngón tay ngọc thon dài, khẽ vuốt vị trí vai trái, cảm thấy có một ngọn lửa khắc sâu, đang cháy hừng hực trong thân thể của mình, cô có chút mất hồn, khi mình chìm đắm vào công việc thì đã trời vừa rạng sáng, cơn buồn ngủ ập đến. Đêm qua không ngủ, tối nay vẫn không thể ngủ, ngáp mạnh một cái, theo bản năng mở ngăn kéo, móc ra hộp kim châm, lấy ra một cây kim châm to và dài, cắn chặt răng, hung ác đâm xuống cánh tay của mình. Một giọt máu tràn ra. A, à, chấm ngoặc kép, vẻ mặt đường khả hình nhăn nhó, đau đớn kêu nhỏ, lại cố chấp mở tài liệu ra, tiếp tục chăm chú ghi chép nội dung. Một đôi bàn tay nhỏ bé tinh xảo, gõ lốc cốc ở trên bàn phím. Từ đêm hôm qua đến khi bình minh lên càng ngày càng sáng. Ngoài cửa sổ bay tới một chú chim nhỏ cất tiếng kêu chiếu chít, ngày trước luôn có một vài chú chim nhỏ thích bay vào phòng của khả hình, hôm nay cánh cửa sổ đóng chặt chim nhỏ không có bay vào được hai mắt khả hình vẫn sắc bén ghi chép tài liệu rượu đỏ hơn nữa càng ghi chép càng chăm chú không có buồn ngủ chút nào cô thật không nghĩ tại sao mấy năm gần đây rượu rafael lopez de heredia tăng giá quá cao hơn nữa lý do có chút không hợp lý cô vô thức đau lòng cảm thấy mặc dù có thể có nhiều người thích uống rượu đỏ nhưng bởi vì giá tiền tăng quá cao nên chỉ có thể ngưỡng mộ thôi thông qua số liệu này biết được rượu đỏ có chất lượng cao được tiêu thụ ở trong nước tốt hơn nhiều so với ở nước ngoài, mà ở Pháp, Mỹ, bao gồm nhiều quốc gia xuất khẩu rượu đỏ, bọn họ chọn lựa loại rượu đỏ giá 1.000 đô la cũng đã cảm giác đây là một loại xa xỉ phẩm rồi, nhưng rượu đỏ chất lượng cao ở trong nước có giá hàng chục ngàn đô la vẫn tiêu thụ rất nhiều. Tại sao như vậy? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ, đã từ màu xanh dần dần chuyển sang màu trắng sáng, ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu vào gian phòng trở nên sang sủa cô vẫn trầm trầm suy nghĩ chuyện này ngoài cửa sổ con chim nhỏ vẫn cất tiếng kêu vào thu đồng hồ báo thức cũng vang lên nhã tuệ nằm ở trên giường vẫn còn buồn ngủ kéo chăn che mình muốn ngủ nhưng đồng hồ báo thức tiếp tục vang cô đành phải mơ mơ màng màng nhíu mày hít mắt xoay người liếc mắt nhìn trước mặt lại thấy khả hình vẫn còn ở ngơ ngác ngồi ở trước bàn máy vi tính cô hả một tiếng tiếng khàn khàn có chút kinh ngạc nói cô lại không ngủ một đêm nữa à đường khả hình còn đang đắm chìm ở trong sự kiện rượu rafael lopez de heredia suy nghĩ thật lâu nghe tiếng nhã tuệ gọi mình sắc mặt cô hơi tái nhợt mệt mỏi quay đầu nhìn về phía nhã tuệ mỉm cười nói ừ không ngủ mới vừa làm xong tài liệu chấm ngoặc kép nhã tuệ nằm ở trên giường thở ra một hơi thật nặng mới nói cô như vậy làm sao chịu được Cô đã không ngủ hai đêm rồi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, buổi trưa hôm nay, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, chấm ngoặc kép, cô nói xong, liền rũi cái lưng mệt mỏi thật dài, ngáp một cái, mới đứng lên, muốn đi rửa mặt. Theo bản năng nhã tuổi cầm điện thoại di động lên xem giờ, lại thấy trong màn hình, hiện lên 48 cuộc gọi nhớ, cô gào khóc một tiếng, gọi đường Khả Hinh, con nhóc kia, cô qua đây. Làm gì, đường Khả Hinh xoay người đi về phía cô, hỏi. Nhã tuệ mở màn hình điện thoại màn ảnh đưa cho Khả hình xem, nói cô nhìn đi. Đường Khả hình lấy di động, nhìn 48 cuộc gọi nhớ, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nói đây là điện thoại của người nào. Còn có thể là ai hả? Anh Ricky của cô đấy. Ngày hôm qua cô phát giận, liền nói ghét người ta, có thể làm cho anh ấy lo sợ. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nói. Đường khả hình có chút ấy náy nhìn số di động trên màn hình điện thoại có thời gian gọi điện thoại lại cho người ta đi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ lấy hơi nói. À, tôi, tôi, tôi sắp bị muộn rồi. Đến lúc đó nói đi, cô ngại mất mặt, lập tức chạy mất. Nhã tuệ ngẩng đầu lên nhìn cô, a hát một tiếng nói tiểu quỷ nhát gan. Sớm muộn cô phải tha ra tiệc sinh nhật tối của anh ấy, cô không chạy thoát được đâu. Ngày mai là sinh nhật của anh ấy rồi, cô mua quà tặng chưa? Đường khả hình vừa đánh răng, vừa nghe nói, Cô đột nhiên mở chừng hai mắt, nói: "A, à, quên mất, có lẽ thật sắp đến mùa thu rồi." Sáng sớm, bầu trời vẫn đổ mưa phùn, hôm nay Đường Khả Hinh không ngủ, vì hôm nay Nhã Tuệ đi làm buổi trưa, cô ôm tài liệu và trong máy vi tính đi làm rồi. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi giống như hòa tan mặt đất. Trải qua một đêm, bàn chân của Khả Hinh khá hơn một chút rồi, liền mặc t-shirt màu trắng tay ngắn, quần jean màu xanh dương, mang giày vải màu trắng ngày hôm qua Trang Hạo Nhiên mua ỉn đi xuống xe buýt, đi tới khách sạn, đúng lúc này, nhìn thấy tưởng thiên lỗi bước xuống xe của anh, cuộc đua ngựa đã bắt đầu, số người vào ở trong khách sạn càng tăng cao, cho nên tưởng thiên lỗi bận rộn hơn, hôm nay anh mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, có vẻ phong độ tao nhã, thân thiết hơn nhiều. Đường khả hình chỉ liếc anh một cái, cũng không có nghĩ nhiều, ôm tài liệu của mình cũng đi vào đại sảnh. Tưởng thiên lỗi dừng ở trước cửa khách sạn, nhìn đường khả hình mặc quần áo trẻ trung xinh đẹp, nhưng mặt sắc tái nhợt, chia ra đôi mắt gấu mèo không chấm không, hết sức hết sức tiểu tụy ngẩng đầu lên, sắp đi qua bên cạnh anh, đi vào khách sạn, anh nở nụ cười, nói, vườn thú khách sạn chúng ta vừa nhập về một con vật nhỏ, mắt quầng thâm, xinh đẹp biết bao nhiêu. Đường khả hình dừng bước lại, tức giận trợn trừng mắt nhìn tưởng thiên lỗi nói, anh có ý gì? Tôi có ý gì? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, hơi cười nhạo, lạnh lùng nói, ý là khách sạn chúng ta đã không còn cần con dối nữa, bộ dạng của cô nên ở nhà đi. Anh quên, bây giờ tôi là nhân viên hoàn cầu, tôi không phải khách, sắc mặt của đường khả Hinh lạnh lẽo, trong đầu không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó, anh nói chỉ có một đóa hoa hồng, cô thở mạnh một hơi, liền tiếp tục đi về phía trước, tưởng thiên lỗi cũng không để ý tới cô, bảo thư ký đi theo, lạnh nhạt đi về phía trước, hai người một trước một sau, có chút cân bằng mặc kệ cô là nhân viên chỗ nào, ăn mặc giống như con rối, rất chuyên nghiệp đấy. Khu vườn gấu mèo cũng không tệ, cô có muốn đi vào ngồi một chút không? Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Đường khả hình thức giận quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, bản tiểu thư ở bên cạnh cọp rất lâu, đã không quen làm gấu mèo dịu ngoan nữa. Cô có ý gì? Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn cô hỏi. Tôi có ý gì anh tự hiểu? Đường khả hình thức giận ôm tài liệu đi về phía trước, muốn đi qua đại sảnh, đi vòng ra phía sau vườn hoa. Ánh mắt tưởng thiên lỗi đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi đi theo bước chân của cô, đi lên. Đường khả hình bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm giác phía sau có tiếng bước chân nặng nề đi theo mình, hai mắt của cô chợt lóe, nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ chậm rãi đi theo phía sau cô, từng bước từng bước đi về phía trước. Đường khả hình chợt xoay người, nhìn tưởng thiên lỗi quả nhiên người đã đi tới trước mặt, cô lui về phía sau một bước, lo sợ nói anh đi theo tôi làm gì. Tôi đi theo cô, tưởng thiên lỗi cao mày, nhìn về phía cô nói, chỗ cô đứng có thể là của tôi đấy. Đường khả hình không lên tiếng, muốn xoay người nhanh chóng đi khỏi. Tưởng thiên lỗi đột nhiên tiến lên nắm chặt cổ tay của cô, lập tức ném vào trong cửa thang máy mới vừa mở ra, sau đó mình xảy bước đi vào, nhìn cô, tay nhấn một cái lên tầng phòng làm việc của mình. Anh làm gì đấy? tài liệu và máy vi tính trong tay đường khả hình toàn bộ rơi trên mặt sàn, cả người cô cũng ngã ở trên tường, tức giận nhìn anh hỏi tại sao anh túm tôi đi vào. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, tiến lên đè ở trước người cô, nhìn cô chầm chầm nói, lúc này cô nói cái gì? Sống bên cạnh cọp rất lâu, đã không có thói quen làm gấu mèo dịu ngoan. Cô nói cho tôi biết, cô dịu ngoan từ lúc nào? Đường khả hình chớp mắt, mím chặt môi, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô, đột nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra, đổi cấp trên, quả nhiên là không giống nhau. Thái độ cũng khác hơn so với trước kia, ở trước mặt của tôi đã từng hèn mọn đáng thương quỳ xuống cầu xin tôi. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn anh, lập tức nói, đúng vậy. Tôi đã từng đáng thương hèn mọn quỳ xuống cầu xin anh cho tôi một chút ánh mặt trời, nhưng kết quả thế nào? Là anh không quan tâm tôi, tổng giám đốc tưởng Tưởng thiên lỗi nhìn cô không lên tiếng. Hai mắt đường khả hình nhanh chóng đỏ thắm, nhìn tưởng thiên lỗi nói, anh nói với tôi một câu, suýt chút nữa anh bóp chết tôi, chuyện của như mà tiểu thư, anh vì cô ấy, đưa tôi vào trong tù. Đến cuối cùng anh không cần tôi, còn muốn tôi làm sao nữa. Quỳ xuống van xin anh nữa sao, khóc lóc, đừng đuổi tôi đi, tôi chỉ cầu xin một chỗ yên thân. Hay nghe lời của anh, giữ điện thoại di động anh, ngoan ngoãn chờ anh ra lệnh. Mặc kệ anh đối với tôi như thế nào, tôi vẫn thử hiểu anh, thông cảm cho anh. Anh còn muốn tôi làm sao nữa? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, nói tiếp, "Tổng giám đốc Tưởng, tôi muốn đổi chủ, là do anh đồng ý chứ. Nếu anh không cho, cho dù là ai, tôi cũng không cần." Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chớp mắt, nhìn cô, nở nụ cười nói, "Xem ra, mới hai ngày đã tiến bộ rồi hả?" đầu óc còn tiến bộ hơn. Đường khả Hinh đột nhiên muốn đẩy ra anh, tức giận nói anh tránh ra. Tôi không có thời gian, tôi sắp đi trễ rồi. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô, giơ mu u bàn tay lên, mặt nhìn khuôn mặt của cô nói có chuyện gì. Tại sao tay sưng đỏ như vậy? Đường khả Hinh nhìn ánh mắt lạnh lung của anh, nói bởi vì tôi muốn sống, tôi muốn sống thật tốt, không bao giờ muốn quỳ xuống cầu xin bất kỳ ai nữa. Cho nên tôi phải cố gắng, phải cố gắng hết sức, có thể dựa vào sự kiên trì của mình, tạo một thế giới riêng, cho dù cực khổ đi nữa, tôi cũng phải đi đến cùng. Dùng năng lực của mình chứng minh cho người cha của tôi đang ngồi ở trong tù, có một đứa con gái đáng tự hào. Là tình yêu và sự kiên trì của ông ấy, tôi có thành tựu hôm nay là có tinh thần tốt đẹp đối với khách sạn, cuối cùng có một ngày, tôi sẽ hỏi người rõ biết điều này. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bình tĩnh nhìn cô. Đường khả hình cũng nhìn anh nói, tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân tôi, tôi không muốn nghe có người nói, sau khi người anh yêu nhất rơi xuống biển, không có bất kỳ chứng cứ nào mà tùy ý trả đạp tôn nghiêm của tôi. Cô không muốn nói nữa, im lặng muốn rút cổ tay, hất tay của anh ra, muốn rời khỏi. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt cổ tay của cô, im lặng nhìn cô. chương 225, động lòng và yêu. Anh làm gì đấy? Đường khả hình cố gắng mở tay của anh ra, muốn rời khỏi. Tưởng Thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô, hai mắt thoáng qua vội vàng nói, "Đêm hôm đó, tôi không có trả đạp tôn nghiêm của cô. Tôi nói lời thật lòng." Đường Khả Hinh dừng lại động tác, tức giận nhìn anh, nói, "Anh nói cái gì?" Tưởng Thiên lỗi nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt thoáng qua một chút kiên định, lạnh lùng lặp lại, "Đêm hôm đó, tôi nói đều là lời thật, tôi nghi ngờ cô đẩy như mặt xuống biển. Bởi vì, tôi biết rõ cho dù là ai, cũng sẽ căm hận thứ tình cảm này." bao gồm bản thân tôi. Đường khả hình chừng mắt nhìn anh, không nói ra lời. Cô muốn thành công phải không? Tốt, học thẳng thắn giống như tôi. Cô sẽ cách thành công không xa. Tưởng thiên lỗi chợt buông cô ra, sửa lại tây trang của mình, liếc mắt nhìn thang máy sắp đến tầng lầu của mình, liền xoay người không để ý tới cô, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh, anh luôn thẳng thắn đối với bản thân mình sao? Hai mắt đường khả hình đột nhiên đầy nước mắt, nhìn bóng lưng cứng rắn, trong cơ thể đột nhiên tràn đầy hơi sức, hỏi anh luôn thẳng thắn đối với bản thân mình sao? Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng yếu ớt trong thang máy, chiếu rọi bóng dáng đường khả hình sáng ngời, anh sâu kín nói rõ, đúng vậy. Tôi vẫn thẳng thắn đối với chính mình. Hai mắt đường khả hình mãnh liệt chấp lóe lấy dũng khí nói, vậy tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có thể nói cho tôi không? Nói, anh hôn tôi một lần hai lần, có phải động lòng đối với tôi hay không? Đường khả hình đột nhiên nhìn anh chầm chầm, không nhịn được hỏi. Hai mắt tưởng thiên lỗi chợt xoay tròn, chậm rãi xoay người nhìn về phía cô, nói, đúng vậy. Tôi động lòng đối với cô. Trong lòng của đường khả hình chấn động mạnh một cái, có chút vui sướng nhanh chóng lan ra, nhìn về phía anh, muốn nói chuyện. Nhưng, chấm ngoặc kép, ánh mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe nói, nhưng tôi không yêu cô. Đây chỉ là động lòng, một người có thể người động lòng đối với rất nhiều, yêu chỉ có một người. Cái loại động lòng đó, có lẽ giống như một đốm lửa, không đủ để thắp sáng cuộc đời của tôi. Cô không có sức hấp dẫn này, tôi thích nhất là như mạt, tôi yêu cô ấy, còn hơn yêu chính mình, cho nên không có người, có thể thay thế được địa vị của cô ấy ở trong lòng tôi. Cô càng không thể, cho nên những nụ hôn bất đắc dĩ kia, chỉ là động lòng mà thôi. Trái tim của đường khả hình giống như bị chấn động tan vỡ trên mặt đất, trong mắt tái nhợt, rời rạc, không còn hơi sức, sâu kín nhìn người đàn ông này. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lại nhìn cô, chịu trách nhiệm đối với lời nói của mình. Đường khả hình muốn rời ánh mắt, nhưng vẫn sâu kín nhìn anh, rất lưu luyến nhìn anh. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tưởng thiên lỗi không hề lưu luyến nữa, chỉ xoay người đi ra thang máy, cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía người ở bên trong. Đường khả hình đứng tại chỗ vẫn quyến luyến nhìn theo bóng lưng của anh, thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống mặt sàn, nước mắt chợt lăn xuống, muốn khóc nhưng không khóc nổi, chỉ níu chặt áo tại vị trí trái tim, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách bóng lưng trước mắt, trong lòng của cô đau nhói, đầu tựa vào bên tường, muốn khóc to, lại không khóc nổi, chỉ câm lặng, níu chặt quần áo của mình, tuyệt vọng nhìn bốn phía này không gian đóng chặt, nước mắt từng viên lăn xuống, từng tiếng nước nở tuôn ra từ trong cơ thể. Khả hình cắn chặt môi dưới, không muốn để hình yếu ớt, nhưng câu nói lúc này một người có thể người động lòng đối với rất nhiều, yêu chỉ có một người. Cái loại động lòng đó, có lẽ giống như một đốm lửa, không đủ để thắp sáng cuộc đời của tôi. Cô không có sức hấp dẫn này, tôi thích nhất là Như Mạt, tôi yêu cô ấy, còn hơn yêu chính mình. Trái tim của cô lại đau nhói, giống như bị người ta hung hăng cắm một sao, rất đau, rốt của cô không nhịn được mặt dính vào bên trong tường thang máy, thất thanh khóc giống, nhớ tới nụ hôn ma thuật, nhớ tới hai người cùng dựa chung một chỗ. Nhớ tới anh hôn lên vết sẹo trên mặt mình, cô thật cảm động, cô thật rất cảm động. Bởi vì anh là người thứ nhất trên thế giới chấp nhận hôn vết sẹo của mình. Khả Hinh núp ở trong góc thang máy, khóc giống, các loại cảm xúc không thể kìm nén được, chấm dứt không rõ ràng, rõ ràng lại chấm dứt. Cánh cửa sổ đẩy không ra vẫn làm bạn cùng mình, xây thành giấc mơ tình yêu đầu đời của một cô gái, thì ra đau lòng như vậy. Đôi tay cô che mặt, mặc cho nước mắt lăn xuống, thân thể khổ sở co quắp bật khóc. Thang máy đi xuống cho đến tầng lầu 1. Cửa thang máy mở ra lần nữa. Trần Mạn Hồng mới vừa muốn dẫn nhân viên đi vào thang máy, lại nghe bên trong có tiếng khóc, cô tò mò nhìn vào bên trong, thấy Đường Khả Hinh ngã ngồi ở trong đống tài liệu, khóc giống, nước mắt tuôn rơi lá chã thật đáng thương, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức đi vào thang máy, nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi xổm người xuống, đỡ chặt bả vai Khả Hinh, gấp gáp hỏi, "Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì?" Đường Khả Hinh ngấn đôi mắt đấm lệ, thấy Trần Mạn Hồng, cô chợt nghiêng người tới trước, nhào vào trong ngực Trần Mạn Hồng, bật khóc nói, quản lý. Bây giờ trái tim của tôi rất đau, rất đau, làm thế nào, tôi thật khó chịu, tôi ngã bệnh, tôi bị bệnh rồi, chấm than ngoặc kép. Trần Mạn Hồng gấp gáp ôm Khả Hinh đau lòng hỏi, con bé ngốc, cô làm sao vậy? Sinh bệnh gì, nơi nào không thoải mái? Đau lòng muốn chết, đau muốn chết, sắp không thở nổi rồi, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình cảm giác thế giới của mình còn sót lại một chút bọt khí xinh đẹp toàn bộ tan vỡ, cảm thấy hít thở không thông, thật khó chịu. Cô đừng làm tôi sợ, tôi lập tức dẫn cô đi gặp bác sĩ. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức dìu cô lên. Tôi không đi, tôi không đi, trên thế giới này không có người nào có thể chỉ tốt cho tôi, tôi ngã bệnh. Đau lòng muốn chết, ánh mắt tôi nhìn cũng không nhìn thấy mọi thứ, toàn bộ xung quanh đều mịt mờ, chỉ có bóng lưng của anh ấy tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của một mình anh ấy chấm ngoặc kép đường khả hình tựa vào trong ngực trần mạn hồng khổ sở khóc giống cửa phòng làm việc tổng giám đốc nhanh chóng mở ra trang hạo nhiên mặc áo sơ mi xanh nhạt tây trang màu đen nhanh chóng đi ra vừa đi vừa phủ thêm tây trang cài cúc áo tây trang xong sải bước đi về phía thang máy hỏi khả hình đang ở đâu ở phòng ăn ngựa tôn tiêu đồng lập tức nói trang hạo nhiên không lên tiếng Tự mình bấm nút thang máy, hỏi nữa có biết xảy ra chuyện gì không? Tiêu Đồng nói, quản lý Trần phát hiện khả hình trong thang máy, thấy cô ấy một mình mất hồn trí, khóc giống, khóc thật đáng thương, khóc nói trái tim bị đau, bị ngã bệnh. Lời nói không mạch lạc, không biết đang nói gì, nhưng mời bác sĩ đến xem, cũng kiểm tra xong, chưa nói có vấn đề gì, bây giờ còn đang ở phòng nghỉ ngơi, cảm xúc không quá ổn định. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc hai mắt lộ ra chút tức giận nói với tiêu đồng nói cô không cần đi theo tôi tự đi một mình vâng tiêu đồng lập tức lên tiếng trả lời trang hạo nhiên đi vào thang máy nhanh chóng bấm nút thang máy ánh mắt cứng rắn phòng ăn ngự tôn trần mạn hồng vừa quan tâm khách phòng ăn vừa khe khẽ hỏi văn chi khả hình ra sao tôi mới vừa đưa cô ấy đến phòng nghỉ ngơi văn chi nói trần mạn hồng gấp gáp thì nghe phía bên ngoài có người nói tổng giám đốc tới cô lập tức giật mình, xoay người, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên lại tới. Cô chỉ gọi điện thoại đến phòng thư ký, nói xin nghỉ với tiêu đồng, nhưng quả thật cô nhìn thấy Trang Hạo Nhiên có chút gấp gáp đi vào phòng ăn, đứng ở trong phòng ăn, nhìn trái phải, cô lập tức bước nhanh đến trước mặt của Tổng Giám Đốc, cung kính gọi Tổng Giám Đốc. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn Trần Mạn Hồng, hỏi Khả Hinh đâu? Trần Mạn Hồng lập tức nói, cô ấy ở phòng nghỉ ngơi lầu 2. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, đi lên cầu thang xoắn ốc phòng ăn, đi tới trước gian phòng kính đầu tiên, mở cửa, lập tức nhìn thấy trong căn phòng ảm đạm, Khả Hinh một mình cuộn giúp bên cạnh trên ghế màu đỏ thấm, giống như con thỏ nhỏ đáng thương, cũng không nhúc nhích, thân thể vốn nhỏ nhắn càng lộ vẻ buồn bã, mái tóc cục xuống bên trái, chỉ thấy đôi mắt to dễ thương, bình thường linh hoạt giờ phút này chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, không biết nhìn về phía nơi nào nhưng rất tuyệt vọng. Ai, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên không nhịn được thở dài, mới nghiêng mặt nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, mọi người đi xuống trước, nơi này tôi để xử lý, trước tiên không nên nói cho nhã tuệ bạn của cô ấy biết, bộ dạng này của cô ấy dọa chết người. Chấm ngoặc kép, biết rồi, Trần Mạn Hồng lập tức đáp lời, thật ra cô cũng nghĩ như vậy, bởi vì hôm nay nhã tuệ đi làm buổi trưa, chưa kịp nói. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Audio điện tử võ tấn bền chương 226, đừng bị nước mắt lừa gạt. Trang hạo nhiên chậm rãi đi về phía đường khả hình, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ở khoảng cách gần nhìn từng giọt nước mắt rơi trên sống mũi của cô, anh đột nhiên cười một tiếng, xoay người cầm khăn giấy màu hồng trên bàn uống trà nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô, mới nói, lãng phí khăn giấy màu hồng. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình sâu kín chuyển động, xuyên qua màn lệ, nhìn trang hạo nhiên, nước mắt nhanh chóng lăn xuống, rõ ràng nhìn thấy mặt của anh, lòng của cô chua xót, lỗ mũi liền đỏ bừng, tay nắm thành quả đấm nhỏ trà vào bên môi, cố nén run rẩy. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười một tiếng, cầm tờ khăn giấy nhỏ, đưa cho đường khả hinh nhìn, giọng nói nhẹ nhàng đầy thần bí, giống như đang dỗ đứa bé, tôi nói cho cô biết, trước kia lúc mới thành lập khách sạn, có một số nhân viên muốn làm đẹp thêm ở từng nơi trong khách sạn, thậm chí có người nói ra, nhuộm vào một chút màu sắc cho khăn giấy, có thể càng hoàn mỹ hơn hay không. Nhưng vì có người nói, khăn giấy là loại giấy sạch sẽ nhất trên thế giới, nếu như dính vào bất kỳ màu sắc nào, tức là không bảo vệ môi trường, cũng không vệ sinh, hơn nữa có hại đối với thân thể, cho nên đã hủy bỏ ý tưởng này, nhưng một năm gần đây ở khách sạn Á Châu mới xuất hiện khăn giấy có màu. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình chậm rãi nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cầm khăn giấy, như dỗ đứa bé, đưa lại gần khả hình một chút, thả vào cái mũi của cô, nói, lỗ mũi của cô nhạy bén, Nghe ra mùi gì? Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, ngửi nhẹ khăn giấy, một mùi hương hoa hồng kèm theo một chút mùi cỏ lavender xông vào trong lỗ mũi, còn người cô chuyển động nhìn về phía anh, giọng khàn khàn, sâu kín không còn hơi sức nói, "Hoa hồng, cỏ lavender, thành phần hoa hồng chiếm 80%." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười một tiếng, thu hồi khăn giấy, nhìn Khả Hinh nói, "Ở khách sạn Á Châu, khăn giấy màu hồng này cũng chỉ có trong 3 phòng ăn." một gian trong đó chính là người tôn khăn giấy màu hồng này thông qua xử lý lạnh đặc biệt thêm vào một chút tinh dầu cỏ lavender thành phẩm vô cùng đắt giá chấm ngoặc kép đường khả hình có chút không hiểu nhìn về phía anh nhưng tại sao nhất định phải dùng thành phẩm khăn giấy đắt tiền trang hạo nhiên lại nhìn về phía khả hình sâu kín hỏi đường khả hình chậm rãi lắc đầu một cái ánh mắt trang hạo nhiên lộ ra dịu dàng nhìn về phía đường khả hình nói, đây là em gái ruột của Tổng Giám Đốc Tưởng, Tưởng Tuyết Nhi tự mình điều chế. Cô ấy nói, khăn giấy sạch sẽ bởi vì có mộng, thêm vào một chút màu hồng, sẽ càng mộng ảo hơn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên hiểu ý cười một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất mệt mỏi, hơi tê chân, kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt cô mới nói, cô gái luôn nghĩ, vỡ mộng rồi cũng sẽ không còn mộng nữa mà không biết rằng mộng vỡ tan tành giống như khối thủy tinh nhiều màu sắc bị tan vỡ, có rất nhiều góc độ, phát ra nhiều ánh sáng hơn, nhiều màu sắc xinh đẹp hơn, nó sẽ thành giấc mộng xinh đẹp hơn. Làm sao anh biết tôi vỡ mộng? Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, run giọng hỏi. Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn về phía đường Khả Hinh, cười nói cô cũng đã khóc như vậy, tôi còn không biết sao. Có vài người nói chuyện rất độc miệng, không biết nhẹ nhàng một chút, làm tổn thương tâm hồn của cô. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường Khả Hinh lăn xuống, Nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, cho nên cô gái nhỏ của tôi bị thương. Cô ở gần anh ấy thời gian cũng không dài, cô không biết miệng lưỡi của anh ấy rất độc à. Anh ấy là một người độc ngồm độc miệng, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thích anh ấy làm như vậy. Anh có thể nói, cô thật sự rất tốt, rất tốt, nhưng tôi có vợ chưa cưới, tôi không thể thích cô, cô quên tôi đi. Hoặc là có thể nói tôi không cẩn thận đến gần cô là bởi vì cô rất đẹp, nhưng tôi có người yêu tôi không thể lựa chọn cô, tôi xin lỗi. Nhưng cô thật rất tốt, tương lai cô nhất định sẽ tìm được một người yêu cô. Cô đáng được người quý trọng và mong đợi. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên lên, đột nhiên ngưng khóc, a à hát một tiếng, cười xấu hổ. Trang hạo nhiên bật cười nói, có đôi khi, tình yêu không phải khổ sở như vậy, ngay cả người nói chuyện sắc nhọn giống như dao làm tổn thương tình cảm và tự ái của người ta, nhưng tại sao vẫn làm cho người ta xúc động. Lúc ấy tôi bị chị gái làm tổn thương rất nhiều. Đường khả hình không nhịn được cười, vừa cười vừa lau nước mắt, nghẹn ngào nói anh nói xạo. Thật, Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười nói, tôi nhớ trong đời tôi, lần đầu tiên thất tình là lúc học lớp trồi nhà trẻ, tôi thích một chị gái lớp trên, ôi chao, cô cũng không biết, chị gái lớp trên đó rất đen, dáng dấp vừa thối, mà tôi thích vẽ hình chị ấy, tôi liền cầm hai tấm hình đưa đến phòng học cho chị ấy, nói rất ưa thích chị ấy, muốn cùng chơi đùa với chị ấy chị ấy vừa viết chữ vừa tức giận đẩy tôi ra nói tôi muốn viết chữ tôi không muốn vật của cậu cậu thật đáng ghét tôi không thích cậu cậu rất đáng ghét khả hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh nói có thật không đúng vậy tôi là một đứa bé cô suy nghĩ đi mới học lớp trồi nhà trẻ mặc quần áo đẹp trai như vậy cầm hai tấm hình mắt mong đợi nhìn chị kia lúc đó tôi thật đáng thương bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình quá đáng thương. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên nhìn tình huống của Khả Hinh chuyển biến tốt, liền tiếp tục chọc cô cười, nói cho nên, chưa thử qua tình yêu, đau khổ đến cực điểm, giống như tôi từ lúc học nhà trẻ đã bắt đầu nói yêu thương người, đã nhìn thấu thế giới này. Khả Hinh phì cười. Trang Hạo Nhiên cúi người xuống, vươn tay vén nhẹ sợi tóc của cô, có chút đau lòng nhìn vết sẹo của cô, nói, đứa ngốc. Cô đau là chứng minh cô có thể yêu, hiểu không, cô chính là một cô gái dũng cảm, chấm ngoặc kép. Tôi không có, đường khả hình ngại mất mặt, không muốn thừa nhận. a à, Trang hạo nhiên tức giận cười nói, cô ép lão tử nói ra tình sử chân quý, cô không chịu thừa nhận tình yêu của cô. Anh nói cho tôi biết tình sử nhà trẻ, vậy cũng chân quý sao? Lúc tôi còn nhỏ, còn thích anh trai lớp trên ở nhà trẻ. Giọng nói của Khả Hinh đột nhiên có chút cao, ngồi bật dậy cười nói với Trang Hạo Nhiên. "Phi, bắt trước người nói chuyện." Trang Hạo Nhiên cười nói. "Tôi nào có." Đường Khả Hinh nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng Khả Hinh lau khô nước mắt cười ngọt ngào, anh thật lòng cưng chiều nói một câu, "Khả Hinh, có lẽ đã từng chịu tổn thương rất lớn, cho nên rất dễ dàng bi thương, gặp phải một chút chuyện nhỏ sẽ không ngừng chảy nước mắt, thật ra" cô gái không nên quá dễ dàng bị nước mắt của mình lừa gạt, nó rơi xuống cũng chỉ là buông thả bi thương mà thôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm thấy ấm áp nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nâng mặt của cô, rất thâm tình hỏi cô khá hơn chưa? Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên rất kích động gật đầu nói tốt, vậy hôm nay vẫn tiếp tục khóa huấn luyện đi. Uyển Đình sẽ dùng một ngày cuối cùng huấn luyện cho cô nhiều thứ hơn. Đường khả hình chừng mắt nhìn ánh mắt cưng chiều của anh, cố nén nụ cười, cô a à một tiếng, biết mình lại mắc lừa, hét lớn, tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép. Được rồi, hôm nay 5 giờ tinh xuyên của tôi tan việc, tôi muốn đi bưng ổ, cho nên không có thời gian để ý đến cô. Tối nay cô không thể trở về nhà, đi theo uyển đình 24 giờ, cho đến ngày mai đến nhà cậu chủ tô. Nhớ kỹ, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, cho những người không thương cô tức chết cho tôi. Tôi đi đây. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. A, à, Đường Khả Hinh cởi giày, ném thẳng tới Trang Hạo Nhiên, bùm một tiếng, nện ở trên cửa. Phòng ăn ngự tôn. Đường Khả Hinh nhìn Khúc Uyển Đình hôm nay mặc váy liền quần màu xanh dương, mái tóc xoăn dài hấp dẫn, ngồi ở bên cửa sổ sát đất, nâng tách cà phê màu trắng, uống một hớp nhỏ, ở phía trước mặt giống như hôm qua, đi theo một đống người, Đường Khả Hinh vừa nhìn thấy cô, tất cả vị trí ngang lưng, bắp đùi, bắp chân của mình đều đau, trong mắt cô chuyển một cái, lập tức di động bước chân, muốn đi ra phòng ăn. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu mới vừa đi làm liếc thấy nhìn đường Khả Hinh, lập tức bật cười nói, hôm nay sao cô có thời gian tới đây? Đường Khả Hinh lập tức trừng mắt, quay đầu bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tiểu nhu nhiệt tình nhào tới, vẻ mặt của cô muốn khóc. Khúc huyền đình lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía đường Khả Hinh ở đầu kia, chậm rãi nói, muốn chạy đi ra khỏi phòng ăn một bước, đánh gãy chân của cô. Trái tim của đường khả hình chợt run lên, vẻ mặt đau khổ xoay người nhìn về phía khúc huyền đình. Có chuyện gì hả? Tiểu nhu như rơi vào trong sương mù, trừng lớn con người hỏi. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu nhu, không cẩn thận nhớ tới Trần Mạn Hồng nói một câu nói, người xui xẻo vĩnh viễn xui xẻo, người gây họa vĩnh viễn gây họa Cô A hát một tiếng, cười khổ nói, không có việc gì. Chấm ngoặc kép con mắt của cô như mới khóc rồi người nào khi phụ cô hả tiểu nhu đột nhiên tức giận mặt nhăn như một chú heo nhỏ hỏi tôi đánh anh ta đường khả hình bình tĩnh nhìn cô nói có chút buồn cười nói thật sao thật tiểu nhu rất nghiêm túc gật đầu muốn thể trước quốc kỳ tổng giám đốc tưởng khi dễ tôi chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép tiểu nhu ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép khả hình tiểu nhu chớp mắt một cái lại tiếp tục trước mắt, quay mặt qua, có chút khổ sở nhìn Khả Hinh, có chút đau lòng nói tại sao không cẩn thận như vậy. Cô làm sai chuyện gì sao? Xem đi, đây chính là sự khác nhau. Dù in không vui, chính là vì mình không cẩn thận chọc người kia mất hứng, đường Khả Hinh không nhịn được bật cười nói không có việc gì. Tôi có chút chuyện đi trước, tối nay tôi không trở về nhà ngủ, cô đến nhà tôi ngủ với nhã tuệ. Chấm ngoặc kép. Ồ, chấm ngoặc kép, tiểu nhu ngơ ngác nhìn cô chương 227, cô ấy còn hung ác hơn tôi. Đường khả hình không lên tiếng, vẻ mặt như tráng sĩ một đi không trở về, đi tới trước mặt của khúc huyền đình, có chút bất đắc dĩ nhìn dáng người cô tao nhã, nhẹ nhàng nói, khúc tiểu thư. Tôi tới rồi, chấm ngoặc kép. Khúc huyền đình sâu kín ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng đường khả hình không cam lòng, sợ sệt khó chịu, cô đột nhiên khẽ mỉm cười nói, ngồi đi. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình yên lặng ngồi ở đối diện với cô, thân thể có chút nhẹ nhàng, hư mềm không còn hơi sức, dù sao cũng không muốn mang giày cao gót và mặc váy xương cá siết eo nữa. Khúc huyền đình nhìn vẻ mặt cô, nở nụ cười, thả tách cà phê xuống, nói phía sau mỗi thành công, đều là buồn bực và tịch mịch, loại tâm lý không chờ mong cũng tốt, làm cho bản thân cô trong sáng hơn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cô. Khúc huyền đình cầm thực đơn trong tay, tự mình đưa tới trước mặt của đường khả hinh nói, đói bụng không? Bị cô giày vò, cũng đã 10 giờ trưa rồi, nên ăn bữa trưa, chọn một vài món ăn đi. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn cô nói, cô để cho tôi ăn cái gì? Tôi không cần mặc váy siết eo nữa hả? Khúc huyền đình cười, nhìn cô nói, cô cho rằng mỗi ngày cô đều phải mang giày cao gót và mặc váy siết eo. Tôi không có dỗi rãnh. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên thật kích động nhìn khúc huyền đình, vui vẻ muốn khóc, mới phát hiện sau khi trải qua khó khăn, hạnh phúc đơn giản như vậy, cô bật cười hỏi, vậy hôm nay học cái gì? Hôm nay học ăn cơm, chấm ngoặc kép, khúc huyền đình mỉm cười nói. Quả thật đường khả hình không thể tin được, ngày hôm qua vẫn còn ở trong địa ngục, hôm nay liền lên thiên đường, cô không tin vào lỗ tai mình nữa, hỏi lại cô nói cái gì? Cô nói hôm nay chúng ta học ăn cơm có đúng không? Lỗ tai cô không có điếc, chấm ngoặc kép khúc huyền đình bất đắc dĩ nhìn người này, nói, gọi thức ăn đi. Chấm ngoặc kép. Hắc, đường khả hình thật muốn khóc, hơi nghẹn ngào, lại ngẩng đầu nhìn khúc huyền đình cười nói, ăn cái gì cũng được sao. Ừ, Tổng Giám Đốc Trang nói, hôm nay cô chịu uất ức, tùy tiện chọn. Anh ấy ký hóa đơn, khúc huyền đình mỉm cười nói. Đường khả hình hung hăng suy nghĩ đến Trang hạo nhiên, lại có chút cảm động nói, vậy tôi chọn nhé, tôi. Tôi muốn, tôi muốn bỏ bít tết tách rát, trứng cá muối hoàng kim, còn có đầu vịt rang muối. Chấm ngoặc kép, cô phát điên chọn món. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn bộ dáng kích động vui vẻ của đường khả hình, cũng không nhịn được bật cười. Tôi còn muốn ăn món, ốc tháp phòng, mới nhất do quét sư phụ làm, tôi vẫn muốn nếm thử mùi vị đó một chút. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn khúc huyền đình cười đến thấy răng không thấy mắt. Khúc huyền đình cũng nhìn cô bật cười nói, ừ vậy cô chọn xong chưa? Chọn xong rồi, đường khả hình cười rực rỡ nói. Tốt, chấm ngoặc kép, khúc huyền đình lại cười nhẹ, đột nhiên trên không trung có một vật giống như cây roi, vèo một tiếng, lúc khả hình còn không kịp ngẩng đầu, cũng đã hung hăng quất xuống mở u bàn tay của cô, chát. A, à, chấm ngoặc kép, vẻ mặt đường khả hình khổ sở kêu lên, bật khóc ôm tay của mình, nhìn khúc huyền đình nói, đau quá. Trần Mạn Hồng cũng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía khúc huyền đình sắc mặt của khúc huyền đình lạnh lẽo nhìn đường khả hinh, lạnh lùng nói, bản tiểu thư tốt nghiệp học viện hoàng gia từ năm 2005, không có người nào dám ở trước mặt của tôi, tư thái không đẹp, thô lỗ chọn món ăn như vậy. Cô có đáng đánh hay không? Chấm hỏi ngoặc kép. Đường khả hinh vừa che tay của mình, phản bác nói, cô cũng không có nói cho tôi, đây là đang học tập. Chấm ngoặc kép. Không phải tôi mới vừa nói với cô sao? Cô hỏi hôm nay học cái gì? Tôi nói ăn cơm khúc huyền đình vèo một cái, lại quất mạnh một roi trên tay đường khả hinh. a à, đường khả hinh lại thét lên một tiếng, đau đến bật khóc, làm cho khách ở bên cạnh đều không nhịn được nhìn về phía bên này. Lúc ăn cơm, không thể cao giọng cũng không thể im lặng, biết không. Khúc huyền đình lại nâng roi quất mạnh trên cánh tay của đường khả hinh. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hinh đau đến lăn lộn, người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt đáng thương nhìn khúc huyền đình, tư thế tuyệt đẹp để xuống roi, giống như người mới vừa đánh mình không phải là cô. Trên mặt khúc huyền đình lộ ra nụ cười, vừa xem thực đơn, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng có lực. Chân thành nói, ăn bữa ăn tây, thật ra là ăn tư tưởng, ngày mai sinh nhật của cậu chủ tô. Tôi nghĩ với cá tính của Tô Tiểu Thư nhất định sẽ tiệc mời các nhân vật nổi tiếng trong chính giới, thậm chí khách quý nước ngoài không phải ít. Mà dựa vào mối quan hệ hợp tác giữa chồng chưa cưới của Tô Tiểu Thư và Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy nhất định sẽ thông qua sinh nhật lần này, mời tất cả ký giả đến khách sạn Á Châu, thuận tiện PR cho anh ấy, cứu vãn mặt mũi bị mất vì cô trong đoạn thời gian trước, bao gồm một số người liên quan đến cuộc đua ngựa tranh tài. Chấm ngoặc kép. Làm sao cô biết, đường khả hình có chút mất hồn nhìn cô hỏi. Từ trong thực đơn, khúc huyền đình hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường khả hình có chút nghiêm túc nói, khách sạn là một chuỗi thực phẩm, mà xã hội thượng lưu cũng là một chuỗi thực phẩm, bọn họ sẽ không trò chuyện cùng với bất kỳ ít người nào không có quan hệ lợi ích với mình. Bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội từng phút, tuyên truyền bản thân và công ty của mình, hoặc thu lấy tin tức của người khác. Khi cô phát hiện có người nâng ly đi về phía cô, cho dù bọn họ đam mê sắc đẹp của cô, nhất định cũng sẽ nghe ngóng bối cảnh gia thế của cô trước. Hoặc tất cả các tin tức liên quan đến cô, có thể xoay chuyển thế giới của bọn họ. Bọn họ mới có thể đi tới bên cạnh cô. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình có chút từ chối loại cảm giác này, nhớ tới Tô Thủy Kỳ, cô thật lòng nói, nhưng bạn bè của tôi không phải là người như thế. Chấm ngoặc kép, nhưng bạn bè của cô nhất định không sẽ biết cô ở trong hoàn cảnh đó. Chấm than ngoặc kép, khúc huyền đình một lời đã nói chúng. Đường khả hình im lặng. Khúc huyền đình nhìn đường khả hình, sâu kín nói cho nên tôi nói. Trong hoàn cảnh này, từng cử chỉ của cô cũng sẽ lọt vào trong ánh mắt của bọn họ, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ trở thành trò cười của bọn họ tôi tôi từ chối loại không tự do này cảm giác thở không nổi đương khả hinh nói cô muốn thở không khí tự do chỉ cần cô làm thật thành thạo sẽ không thành vấn đề nhưng cô là một thành viên của khách sạn cử chỉ cẩn thận và đoan trang tao nhã cô không cần sao cô từ chối hoàn cảnh này chính là từ chối công việc của cô thái độ nào của cô tương lai có thể trở thành một nhân viên ưu tú của khách sạn Khúc Huyền Đình đột nhiên cất cao giọng nói. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Huyền Đình, cô phát hiện thì ra cuộc sống của mình còn rất nhiều thiếu sót, chỉ vì mình không muốn đối mặt, từ chối trưởng thành là quá tự kỳ. Cô im lặng, bởi vì cô nghe Khúc Huyền Đình nói, nhưng thật ra đang nói với chính mình, mỗi người đều có lập trường riêng, bất kỳ ai cũng không thể xem thường lập trường của người khác. Khúc Huyền Đình nhìn ánh mắt cô thỏa hiệp, mới chậm rãi hỏi cô hiểu chưa? Đường khả hình vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu. Vèo một tiếng, roi lại quất ở trên bả vai đường khả hình, lạnh lùng nói, lúc đang dùng bữa, nói chuyện với người ta, trước hết phải nói xin lỗi đã làm gián đoạn. Hơn nữa còn phải chờ lúc khách nói nội dung không quá liên tục, mới có thể nói x kim. Nếu không, sẽ tỏ ra cô rất không có lễ phép. Đường khả hình lại muốn hòa khóc, nhưng vẫn nhịn được, rất đáng thương nhìn cô. Khúc huyền đình lại quất một roi trên vai của cô, nói, nếu như cô không thể giữ vững nụ cười cả buổi tối, ít nhất phải để cho sắc mặt mình bình tĩnh, dịu dàng. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn về phía khúc huyền đình. Khúc huyền đình không lên tiếng, chậm rãi xem toàn bộ thực đơn một lần, mới nói Trần Mạn Hồng chọn mấy món ăn mình thích, sau đó đưa thực đơn đưa về phía cô. Trần Mạn Hồng mỉm cười tiếp nhận, liếc vẻ mặt của đường khả hình một cái, có chút đồng tình nhận lấy thực đơn, mới vừa xoay người, lại nghe phía sau vèo một tiếng, lại đánh một cái, sau đó nghe khúc huyền đình nghiêm giọng nói, ai bảo cô mở khăn ăn như vậy. Phải nắm nhẹ hai góc khăn ăn, sau đó nhẹ nhàng giật ra, trải lên bắp đùi, động tác không thể thô lỗ, không thể quét gió. Ồ, chấm ngoặc kép, chát, một tiếng, rồi tiếp tục rơi xuống, khúc huyền đình lại nói, phải nói, biết rồi, cảm ơn cô. Chấm ngoặc kép, biết rồi, cảm ơn cô chấm ngoặc kép, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, chấm ngoặc kép chấm, vâng, chấm ngoặc kép, chat, một tiếng, lại quất một soi, đầu kia nói, bắt đầu từ bây giờ, cô là khách quý của cậu chủ tô, thu hồi thái độ thấp kém là cấp dưới của người kia đi, chấm than ngoặc kép, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng vừa cầm thực đơn, vừa đi về phía các nhân viên đang xem náo nhiệt ở trước mặt, không thể tin nổi nói cô ấy nha, còn hung ác hơn tôi. Vâng, mọi người nhất trí gật đầu. Ánh mắt Trần Mạn Hồng chợt lóe, nhìn bọn họ tức giận nói tôi rất ác sao. Các người xem người ta đánh đường khả hình thế nào. Bình thường nhiều lắm tôi chỉ đánh tay các người một chút, sức lực cũng không mạnh. Mọi người có muốn tôi làm như cô ấy hay không? Nhân viên tản ra như ong vỡ tổ. Trần Mạn Hồng quay đầu lại nhìn thấy khúc huyền đình quất trên bả vai đường khả hình, tức giận nói tôi đã nói với cô. Cắt đứt người khác nói chuyện, phải nói x-kim đường khả hình muốn khóc khổ sở như nàng dâu nói x kim tôi muốn đi nhà cầu một chút chấm ngoặc kép chat roi lại quất xuống khúc huyền đình tức giận nói phải nói toilet chấm than ngoặc kép tôi muốn đi toilet một chút chấm ngoặc kép vẻ mặt đường khả hình đau khổ bắt chước nói theo khúc huyền đình rồi đứng lên sau đó khăn ăn trên đùi rớt xuống mặt sàn đáy lòng của cô run lên hoảng sợ nhìn về phía khúc huyền đình nhưng cây roi đã quất mạnh trên đùi của mình Cô a hát một tiếng, không nhịn được kêu lên, lại bị khúc Huyền Đình Quất vào bắp đùi một cái, nói: "Cô dám kêu cho tôi xem?" Cả khuôn mặt đường khả hình thật muốn khóc, càng không ngừng xoa bắp đùi, rất đáng thương. Trần Mạn Hồng nhìn cô cũng cảm thấy rất tội nghiệp, càng không ngừng lắc đầu thở dài nói: "Mẹ của tôi a, à? quá độc ác, thật sự quá độc ác, đánh con bé này hỏng rồi, ngày mai làm thế nào đi tham gia tiệc tối?" Mới vừa dứt lời, liền thấy mấy người trợ lý mỉm cười đi tới đưa thuốc bôi màu xanh lá trong suốt, đi tới trước mặt khúc huyền đình, cung kính mỉm cười nói, khúc tiểu thư, đây là thuốc bôi trị tan máu bầm do tổng giám đốc trang lệnh cho chúng tôi đưa tới, nói quất xuống xong, bôi vào sẽ rất nhanh tiêu sưng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngày mai đường tiểu thư tham gia bữa tiệc của cậu chủ tô. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình trừng lớn con ngươi, nhanh chóng phát hỏa, nhưng rốt cuộc không dám cao giọng nói chuyện, cố gắng đè xuống cơn tức giận, Nặn ra nụ cười nói cô. "Cô, cô nói cái gì? Ý tứ của tổng giám đốc Trang đúng là mời Khúc tiểu thư ra sức đánh đi, thuốc bôi rất có ích." Chấm ngoặc kép, trợ lý mỉm cười nói. "A." À, một âm thanh sụp đổ, phá vỡ cả khách sạn Á Châu, đất dung núi chuyển lung lay vài cái. Dĩ nhiên, đây là tưởng tượng của khả hình mà thôi, âm thanh kia không thoát ra ngoài. Chương 228: Tôi không đi. Một bữa cơm, nước tương cô cũng không liếm đến cũng đã bị đánh đến điên đảo, giống như tiên nữ mắc đọa người bị đánh đáng thương, người nhìn lòng kiếp đảm. Trần Mạn Hồng đứng ở đầu kia phòng ăn, nhìn đường khả hinh ngồi tại chỗ, ánh mắt rời rạc, tinh thần uể oải tuyệt vọng nhìn món ngon trước mặt, toàn thân lại không dám nhúc nhích, sâu kín nói, tôi ăn no rồi. Chấm ngoặc kép, khúc huyền đình hài lòng cười nói, vậy thì đúng rồi. Vẻ mặt của đường khả hinh lộ ra khổ sở, mình chẳng có ăn cái gì cả. Ôi chao, Mẹ ơi! Trần Mạn Hồng lại chắt lưỡi lắc đầu, nói đây mới thật là quá đáng thương. Bị đánh như vậy, một hột cơm cũng không vào, lại còn phải nói mình ăn no rồi. Trần Văn Chi cũng cười rộ lên nói, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng nói ăn no, loại cơm này, ai dám ăn. Thế nào, nhã tuệ mặc đồng phục, mới vừa đi làm, nghe nói khả hình ăn cơm ở phòng ăn ngựa tôn, cô liền đi tới xem một chút. Cô xem bạn thân của cô kia, Trần Mạn Hồng a hát một tiếng, nhìn về phía đường khả hình đang cầm khăn ăn, làm theo phương pháp khúc huyền đình dậy hình, nhẹ nắm góc khăn ăn, một tay kia nắm phía dưới, cúi đầu lau khóe miệng, dường như muốn ăn no, cô không nhịn được bật cười nói, nếu như cô có chuyện tìm cô ấy thì đi qua đi. Sư phụ của cô ấy là khúc tiểu thư, chấm ngoặc kép. Tôi biết rõ, cô ấy thường đến phòng ăn biển của chúng tôi ăn cơm. Nhã tuệ không biết có chuyện gì, liền mỉm cười đi tới trước mặt khúc huyền đình, đôi tay nhẹ đặt bên hông trái, cung kính gật đầu, gọi nhỏ, khúc tiểu thư, rất xin lỗi, quấy giày cô. Chấm ngoặc kép, khúc huyền đình ngẩng đầu lên nhìn về phía nhã tuệ, nói cô là bạn của đường khả hinh. Đúng vậy, có chút chuyện gấp, tôi có đồ muốn đưa cho cô ấy, cho nên bất đắc dĩ tới quấy giày thời gian dùng cơm của cô. Nhã tuệ mỉm cười nói, không có việc gì, khúc huyền đình mỉm cười nói. Nhã tuệ lại gật đầu cảm ơn, liền nhìn đường khả hinh dịu dàng mỉm cười, cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười nói khả hinh lúc này cô đã dùng cơm chưa xong rồi hả đường khả hinh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng để khăn ăn xuống tao nhã mỉm cười dùng một loại âm thanh êm ái chậm rãi nói tôi đã dùng cơm xong rồi cô có chuyện tìm tôi nhã tuệ chớp mắt hai mắt nhìn bộ dáng cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói cậu chủ tôi gọi điện thoại cũng sắp nổ tung máy của tôi rồi anh ấy xin cô nhận điện thoại của anh ấy anh ấy đã sốt ruột chết rồi chấm ngoặc kép Đường khả hình nghe vậy, hơi giật mình, mỉm cười nói, là thật sao? Anh ấy có nói, tìm tôi có chuyện gì không? Mỉm cười, giọng nói kia thật tuyệt vời. Nhã tuệ nhìn cô như vậy muốn nổi đầy da gà, cô ồ một tiếng, mới nói, tôi cũng không biết, cô không có điện thoại di động, tôi đã mang điện thoại của tôi tới cho cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình biết ơn dịu dàng nở nụ cười, nói, rất cảm ơn cô, suy nghĩ chu đáo giúp tôi. Đưa điện thoại di động cho tôi đi, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy cảm ơn cô lo lắng má ơi nhã tuệ nhìn bộ dạng của cô thật sự hoảng sợ nhã tuệ vừa ngạc nhiên nhìn cô dịu dàng trăm năm khó gặp một lần vừa lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt cô đường khả hinh nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy điện thoại di động mỉm cười gật đầu nói làm phiền cô không cần khách sáo chấm ngoặc kép vẻ mặt nhã tuệ khó chịu mới vừa muốn xoay người đi khỏi đúng rồi xin cô chờ một chút Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên kêu nhỏ. À, nhã tuệ xoay người nhìn về phía cô, ngạc nhiên hỏi. Đường khả hình hơi ngửa đầu, nhìn về phía bộ dáng nhã tuệ ngơ ngác, cô vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, buổi tối hôm nay, tôi có chút việc, có thể tôi không có cách nào về nhà nghỉ ngơi, nếu cô cảm thấy sợ, để cho tiểu nhu về nhà cùng cô thôi. Chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, nhã tuệ thật sự nghi ngờ đáp lời, muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt trở về cổ họng, xoay người đi đến trước mặt đám người Trần Mạn Hồng, không chịu nổi hỏi nhỏ có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không. Tại sao cô ấy lại thành dáng vẻ này? Từ phía sau Tiểu Nhu muốn xông lên nói cho Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng thúc cùi trỏ một cái, đẩy cô ra đằng sau, mới mỉm cười nói không có việc gì. Vì ngày mai cô ấy phải tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ tô, cho nên mới học tập như vậy, cô phải ủng hộ cô ấy. Ồ, đương nhiên là phải ủng hộ. Chấm ngoặc kép. Nhã Tề quay đầu nhìn Khả Hinh một cái, mới chậm rãi xoay người đi khỏi phòng ăn. Khúc Huyền Đình hết sức tao nhã để khăn ăn xuống, nói tôi đi toilet một chút, nếu cô muốn xử lý chuyện riêng, xử lý sớm đi. Sau đó còn học cái khác. Biết rồi, cảm ơn cô. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, nhìn Khúc Huyền Đình đi khỏi, mặt của cô như bị táo bón, miệng cười đến cứng ngắc, giận tức run rẩy nhìn màn hình điện thoại trên tay, đã 62 cuộc gọi rồi. Cô cắn răng một cái, sẽ dùng ngón cái đẻ mạnh xuống dãy số kia rất tức giận lắng nghe tô phủ tô thủy kỳ mặc áo sơ mi trắng quần màu đen thoải mái ngồi ở trên ghế salon to lớn bằng gỗ đỏ cổ xưa giữa phòng khách nhìn người giúp việc và quản gia bận rộn lui tới vì tiệc sinh nhật của mình nhưng sắc mặt anh cố gắng bình tĩnh cầm điện thoại di động áp nhẹ ở bên môi chờ đợi sốt cuộc điện thoại di động vang lên tô thủy kỳ ngồi thẳng người cầm điện thoại di động lên vừa nhìn màn hình điện thấy số của nhã tuệ anh kích động cười một tiếng, lập tức nhận điện thoại gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh vừa nghe đến giọng nói của anh, ngọn lửa lại cháy hừng hực, thở hổn hển hỏi, "Anh tìm tôi có việc sao?" Tô Thủy Kỳ nghe giọng nói cứng rắn lạnh lùng như thế, trái tim của anh đập bùm bùm, miễn cưỡng nở nụ cười, hơi căng thẳng hỏi, "Khả Hinh, cô, cô làm sao vậy, cô đừng làm tôi sợ. Tôi làm sai chuyện gì sao?" "Không có." Đường Khả Hinh dứt khoát trả lời. "Khả Hinh," chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ không chịu nổi, lập tức đứng dậy, cầm điện thoại di động vội vàng nói, bây giờ cô ở chỗ nào? Tôi lập tức đến gặp cô, tôi muốn gặp mặt của cô nói chuyện. Có gì tốt mà gặp, tôi không sao, tôi không có chuyện gì, tôi chỉ quá bận rộn công việc, mệt mỏi. Còn có, chấm ngoặc kép, đường khả hình nói tới chỗ này, đột nhiên trong lòng hơi chua sót, tức giận nói, xin anh không nên gọi điện thoại cho nhã tuệ. Anh rất có thời gian sao? có thời gian không bằng đi học thêm gì đi, trồng cây, vẽ tranh, anh cũng không biết trên thế giới này có bao nhiêu người sống rất khổ. Loại cậu ấm nhà giàu như anh có thể cả đời cũng sẽ không hiểu tâm trạng của những người nghèo như chúng tôi đây. Không có việc gì, cúp đi, tôi rất bận. Khả Hinh, cô như vậy tôi không có cách nào yên lòng. Hiện tại tôi rất sốt ruột, ngay cả tiệc sinh nhật tôi cũng không có tâm tư, Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh mím môi, Nghẹn ngào nói, chuyện của tôi, không cần anh lo. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh. Sắc mặt của Tô Thủy Kỳ lập tức cứng lại, nhanh chóng nói, cô ở đâu, tôi đi tìm cô. Tôi không muốn, Đường Khả Hinh từ chối. Tôi sẽ tìm đến cô đấy, giọng nói Tô Thủy Kỳ cứng rắn. Đường Khả Hinh không lên tiếng, mới nhớ tới anh là con trai của thủ tướng, không có chuyện gì anh không làm được, không có người nào anh không tìm được. Cô chờ tôi, tôi đi sang Tô Thủy Kỳ muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, đường Khả Hinh đột nhiên gấp gáp kêu anh. Tô Thủy Kỳ ngừng lại, nghe điện thoại. Khả Hinh có chút hiểu Tô Thủy Kỳ, ngoài mặt anh rất dễ nói chuyện, nhưng thái độ cứng rắn, cũng hết sức kiên quyết. Cô biết anh sốt ruột, nhớ tới ngày mai là sinh nhật của anh, lập tức đau lòng vì chuyện mới vừa rồi, cô chậm rãi nói tôi không sao. Chỉ vì công việc khổ cực, cảm xúc có chút không tốt. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của Tô Thủy Kỳ hòa hoãn, Cầm điện thoại di động, có chút đau lòng nói thật. Rất vất vả sao, nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc Trang là người rất thương yêu cấp dưới và rất sâu sắc, nhất là phong cách làm việc cũng hết sức kiểu Mỹ, cấp dưới rất tự do. Tôi nghe rất nhiều người khen ngợi, mới yên tâm. Chấm ngoặc kép. Nhắc tới Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh liền nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo nói, "Nhưng ai nói anh ấy là người tốt, tất cả đều nói nhảm. Anh ấy chính là một người hèn hạ bị ổi vô sỉ ghê tởm." thích bà chị già đến chảy nước miếng. Chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ trợn mắt há mồm nghe Đường Khả Hinh nói xong, anh có chút hoảng sợ nói, "Khả Hinh, cô, cô làm sao vậy?" Hiện tại cảm xúc của Đường Khả Hinh giống như khí cầu, càng lúc càng phồng lên, sắc mặt của cô lại hòa hoãn, lầu bầu nói, "Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi có chút khó chịu." Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ vừa nghe, liền mới có chút đau lòng nói, "Nếu như thật quá mệt mỏi, vậy ngày mai sinh nhật của tôi cô không cần tới, ở nhà nghỉ ngơi đi, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh vừa nghe vậy, hai mắt xoay tròn, mới gật đầu nói tốt. Tôi ngày mai sẽ không đi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại, có chút căng thẳng, hai mắt xoay tròn, lại không lên tiếng. Đường Khả Hinh nghe đối phương nín thinh, cô đột nhiên cười một tiếng, nhưng vẫn cố ý nói, trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, cho nên, ngày mai tôi không đi, anh chơi vui vẻ nha, lần trước không phải có một tiểu thư mắt một mí thật đáng yêu trò chuyện với anh sao? Tôi cảm thấy cô ấy thật rất xứng đôi với anh, ngày mai có cô ấy, anh nhất định sẽ rất vui vẻ, tôi thật sự rất mệt mỏi, không đi được, ngại quá. Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, cảm giác có chút tức giận nghẹn ở trong trái tim, sắp nổ tung, vẻ mặt của anh lộ ra gấp gáp, nắm chặt điện thoại di động, hết sức đè nén cảm xúc này, nhanh chóng chớp mắt, cười khổ nói, không có việc gì nếu cô thật sự quá mệt mỏi, cũng không cần đến, tôi phái người giúp việc đưa bánh sinh nhật qua cho cô ăn. Bánh ngọt này toàn bộ làm theo khẩu vị của cô thích. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình cười ngọt ngào, thật có chút vui vẻ nói, có thật không? Tôi thích ăn bánh ngọt dâu tây. Tô Thủy Kỳ miễn cưỡng cười, đáp lời, ừ. Chấm ngoặc kép. Vậy tôi cúp máy đây. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười cúp điện thoại. Tô Thủy Kỳ vô lực ngã ngồi ở trên ghế salon, mất mắt nhìn về phía chiếc đèn lồng đỏ thật lớn trước cửa nhà, còn có bánh ngọt ngọc trai do tự mình nghiên cứu làm ra, anh chậm rãi chớp nhẹ mắt, lộ ra một chút mất mát và khổ sở. Đường khả hình nắm điện thoại, nhớ tới cuộc điện thoại mới vừa rồi, cô đột nhiên cười một tiếng, nghe được giọng nói của Tô Thủy Kỳ, mới phát hiện hai ngày nay chịu khổ đều đáng giá, cô nhìn thấy khúc huyền đình đi ra, cô lập tức đi lên trước, có chút vội vàng chân thành nói, khúc tiểu thư. Tôi biết rõ tôi học không đủ 24 giờ, nhưng xin cô cho tôi một chút thời gian, tôi muốn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho người bạn thân nhất của tôi một chút. Có thể không? Khúc huyền đình nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, liền mỉm cười nói, đi đi. Cho cô 2 giờ. Khả Hinh vui vẻ mỉm cười, lập tức khom người nói cảm ơn cô. Chấm than ngoặc kép. Cô nói xong, cũng đã xông ra khỏi phòng ăn, chạy như bay đi xuống. Đúng lúc này, nhìn thấy đám người trang hạo nhiên đang muốn tới đây dùng cơm trưa. Ánh mắt của cô nóng lên, lập tức đi tới cầm của tay Trang Hạo Nhiên nói anh đi theo tôi cái gì vậy tôi còn phải ăn cơm Trang Hạo Nhiên nói anh đi theo tôi nhanh lên một chút chấm than ngoặc kép dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người Đường Khả Hinh dám kéo Trang Hạo Nhiên đi thậm chí kéo anh vào thang máy đóng cửa lại Trang Hạo Nhiên chặn lồng ngực của mình nhìn Khả Hinh kêu to này cô đừng tới đây tôi sẽ không đi vào khuôn khổ đâu tôi yêu tinh xuyên chương 229, bao nhiêu tiền? Bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng trôi lững lơ. Chiếc Audi Pipeek màu trắng lao dọc theo con đường cây ngô đồng, tốc độ 80 km h thì mui xe chuyển động mở ra đón gió mãnh kiệt, từng trận gió biển quét qua, đường khả hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, thiên nhiên trước mắt, rất bao la rộng lớn, thậm chí nhìn thấy một con chim biển bị lạc đường, sau khi đánh một xoay tròn ở trên không trung, bay về phía đường Tân Hải. Hắc Khả Hinh thật vui vẻ nhìn con chim biển bay xa, cười to mấy tiếng. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn cô một cái, đạp chân ga, cho xe chạy về hướng nội thành, mới hỏi: "Cô cứ tự nhiên kéo người ta ra ngoài, cô muốn làm gì?" Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói: "Ngày mai là sinh nhật của Tô Thụy Kỳ, tôi muốn mua quà tặng cho anh ấy. Nhưng tôi không biết nên lựa quà gì, đương nhiên phải kéo anh ra ngoài, muốn biết" rốt cuộc đàn ông hy vọng cô gái tặng quà gì cho họ. Trang Hạo Nhiên bật cười, không lên tiếng, chỉ cầm tay lái xoay tròn để cho xe chạy về phía bên trái. Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, mình cũng không nhịn được bật cười nói, anh cười cái gì? Nói đi, cô thật muốn biết, Trang Hạo Nhiên lại cười thần bí, hỏi. Ừ, Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên chợt cười xấu xa, lại gần Đường Khả Hinh nói nhỏ ở sinh nhật đàn ông thích nhất là cô gái tặng mình cho bọn họ anh chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức đỏ mặt tức giận vươn tay vỗ xuống bả vai trang hạo nhiên đừng đánh đang lái xe cô đứng đắn một chút trang hạo nhiên không nhịn được bật cười nói là anh không đứng đắn đường khả hình tức giận nhìn về phía trang hạo nhiên kêu lên ha 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên bật cười anh nghiêm túc một chút giả sử ngày mai là sinh nhật của anh, anh hy vọng bạn gái của anh tặng quà gì cho anh? Đường Khả Hinh hỏi. Trang Hạo Nhiên bật cười hỏi, vậy phải xem cô nói bạn gái đó là bạn gái trước hay bạn gái hiện tại? Bạn gái trước, tinh xuyên 3.000 năm trước bây giờ còn chưa là của anh. Đường Khả Hinh khi dễ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhớ tới bạn gái trước, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa, cầm tay lái, chạy về phía bên phải, mới nói cô ấy. Cô ấy thích nhất tặng cho tôi cà vạt, vào mỗi sáng, tôi mặc áo sơ mi, sau đó rời giường, đeo cà vạt cho tôi, nhưng cuối cùng tôi luôn thức dậy sớm hơn cô ấy, sau đó đi xuống tầng dưới khách sạn dự họp, cô vẫn tiếp tục ngủ. Ngủ rất say, tư thế ngủ của cô ấy rất đẹp, nhưng mặt vùi vào gối giống như cười khẽ, rất hưởng thụ cuộc sống, hoàn cảnh xung quanh. Chấm ngoặc kép, vậy anh thích cô ấy tặng cà vạt không? Đường khả hình nhìn về phía anh hỏi. Ánh mắt trang hạo nhiên hơi chuyển, mới quay đầu cười có chút xấu xa nói, thật ra tôi có chút không thích. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhìn anh. Trang hạo nhiên lại bật cười nói, nhưng tôi vui vẻ, rất vui vẻ, cô ấy tặng cho tôi dây thừng tôi cũng thích. Càng không cần phải nói là cà vạt, thật ra chỉ cần người đàn ông kia thích cô, mặc kệ cô đưa cái gì anh ấy đều thích. Có thật không, đường khả hình có chút không tin. Ừm, Trang hạo nhiên lái xe, chậm rãi lái vào phố xá sầm uất khi chiếc Audi pipic lái vào đường cây Ngô Đồng thì tất cả xe BMW lớn nhỏ xung quanh chạy băng băng, cả đám xe Ferrari toàn bộ nhường đường. Anh đột nhiên bật cười, cũng không khách khí cho xe chạy thẳng phía trước. Vậy chúng ta đi mua cà vạt ngay. Đường Khả Hinh đột nhiên bật cười. Ừm, Trang Hạo Nhiên vừa dứt lời, xe đã dừng ở trước một cửa hiệu trang phục nam giới. xoay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh nói, đến rồi. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hiệu trang phục nam giới cao cấp được thiết kế theo phong cách Anh, phía trên hai khung cửa kính màu nâu, viết open, mở ra, tủ kính hai bên trái phải đặt mấy bức tượng người mẫu nam ngay ngắn, hết sức trang nhã. Trang Hạo Nhiên không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh bước lên ba bậc thang, đẩy cửa đi vào cửa hiệu trang phục. Trang tiên sinh, chấm ngoặc kép, quản lý tiệm lập tức cung kính đi tới. Ừm Trang Hạo Nhiên dường như rất quen thuộc nơi này nói, chúng tôi muốn xem cà vạt. Tốt, mời qua bên này. Chấm ngoặc kép, quản lý vươn tay mời Trang Hạo Nhiên và đường Khả Hinh đi qua ánh đèn màu xanh trang nhã chiếu sáng đại sảnh xa hoa, sau đó đi vào trong nội sảnh. Đường Khả Hinh đạp sàn nhà bằng gỗ, đi vào bên trong, vừa nhìn tủ quầy gỗ quý xung quanh, từng bộ Âu phục sắp xếp gọn gàng, được ủi phẳng phiu, trái tim của cô nhảy thình thịch, nhìn khung cảnh sang trọng xung quanh, không phải đắt chứ đi lại mấy bước, mới nhìn giới thiệu vắn tắt cửa hiệu, là một bậc thầy thiết kế nổi tiếng ở Anh Quốc thiết kế Tây Trang và cà vạt, nơ, thậm chí ngay cả tấm các nhỏ bé cũng tự mình viết tay, lòng của cô trượt lạnh, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nắm chặt dây túi sách, nghĩ tới 60.000 trong thẻ của mình. Mời vào, chấm ngoặc kép, quản lý cung kính mời Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh đi qua đại sảnh, đi vào nội sảnh, lập tức thấy nhìn trên từng giá gỗ màu hồng tinh xảo, bầy đầy cà vạt, đủ loại kiểu dáng, xanh đậm, xanh nhạt màu đen ngay chính giữa bàn thủy tinh hình tròn nhẹ nhàng xoay tròn phía trên đặt kim cài màu đen nổi tiếng đắt tiền lóe ra ánh sáng lấp lánh thậm chí còn có các loại đồng hồ mà ở ngay chính giữa bàn thủy tinh ở dưới đèn màu xanh dương để một chiếc đồng hồ bạch kim dây đeo màu đen thiết kế hết sức sống động tao nhã trên chiếc bàn xoay tròn đồng hồ càng không ngừng xoay chuyển góc độ chiếu sáng trong đôi mắt của khả hình trái tim nhảy lên một cái Đường Khả Hinh đột nhiên bỏ qua khô cà vạt, đi tới bàn thủy tinh xoay tròn, ở khoảng cách thật gần cúi thấp đầu nhìn chiếc đồng hồ này, ba vòng bạch kim mặt ngoài có đường nét không chính thống làm cho chiếc đồng hồ này có vẻ vô cùng cổ điển, dây đồng hồ màu đen, đặc biệt trang nhã, nghe nói chỉ có người đàn ông tao nhã cảm tính mới xứng mang chiếc đồng hồ dây màu đen này, bởi vì nó đơn giản, hơn nữa làm nổi bật người đàn ông chín chắn và bình tĩnh. Cô thật sự rất thích rất thích chiếc đồng hồ này thậm chí cô không nhịn được nghĩ tới chiếc đồng hồ này nếu như đeo vào trên cổ tay trắng tinh của Tô Thụy Kỳ sẽ đẹp biết bao nhiêu, cô không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía bên cà vạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả hình nổi bật dưới ánh đèn màu xanh dương lấp lánh, tràn đầy cảm xúc kích động, hai mắt càng tỏa sáng lấp lánh, dường như rất muốn có, anh cũng cười theo cô. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ quản lý trẻ tuổi, thật vui vẻ và nóng ruột hỏi, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền? Chiếc đồng hồ này là do bậc thầy thiết kế của tổng công ty chúng tôi ở tại Anh Quốc thiết kế bằng thủ công, trên thế giới chỉ có một chiếc. Chấm ngoặc kép, quản lý mỉm cười nói, từng hoa văn phía trên là chữ viết chủng tộc thời văn minh đại cổ nào đó, tất cả loại chữ viết trên đều lời chúc phúc. Chấm ngoặc kép, có thật không, đường khả hình nghe, càng hưng phấn nở nụ cười, nhìn về phía chiếc đồng hồ, kích động hỏi, bao nhiêu tiền? 120.000. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, hoảng sợ không nhẹ, nhìn quản lý cửa hiệu nở nụ cười, hy vọng của cô trong chớp mắt tan biến, cô tức giận chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn thủy tinh, kêu to, 120.000. Chấm hỏi ngoặc kép, đúng vậy, chấm ngoặc kép, quản lý cửa hiệu có chút mất hồn, đột nhiên tâm trạng cô khích động. miến cưỡng nói nhỏ, chiếc đồng hồ thủ công này được làm bằng bạc kim và khảm tất cả 120 viên kim cương nhỏ, nó có thể là chiếc đồng hồ bạch kim tăng giá nhanh nhất ở Trung Quốc. Bởi vì nó là loại đồng hồ đặt, không chính thức tung ra thị trường, cho nên giá tiền hơi rẻ. Chấm ngoặc kép. Cái này mà gọi là hơi rẻ à. Đường Khả Hinh lập tức nhắc đồng hồ nhỏ màu hồng đeo trên cổ tay mình, nhìn về phía quản lý, hết hy vọng, nói cái của tôi chỉ có 12 ngàn. Tại sao cái của cô mắc như vậy chứ? Có thể bớt hơn một chút không? Quản lý nhịn cười nhìn về phía đường Khả Hinh, trong lòng nghĩ bớt nữa, nhìn phản ứng của cô cũng mua được sao? Hoặc là, giảm giá, chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút bất đắc dĩ suy nghĩ, ngay cả giảm 50% cũng đã là 60 ngàn. Đây không phải là muốn mạng của mình sao? Mặt của cô như bị táo bón, thật đáng thương nhìn chiếc đồng hồ này. Trang hạo nhiên đứng ở đầu đó, nhìn ánh mắt của đường khả hình rất đáng thương, hai mắt của anh lóe lên, nhịn cười, giơ tay gọi quản lý quản lý cửa hiệu ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô dơ ngón trỏ, chỉ chiếc đồng hồ quý giá kia. Quản lý cửa hiệu có chút không tin, thưa dịp đường khả hình còn đắm chìm trong đau thương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên thật cẩn thận dơ một dấu tay, dùng ánh mắt hỏi anh, số này sao? Trang Hạo Nhiên gật đầu. Quản lý cửa hiệu thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn có chút áy náy mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, nói thật xin lỗi, tiểu thư, mới vừa rồi tôi. À, mới nhớ tới, chiếc đồng hồ này, à, bảng giá tiền bị sai rồi, chấm ngoặc kép. Đường khả Hinh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nhưng vẫn không ôm hy vọng chút nào, nhàn nhạt hỏi, không phải số này à? Không phải là 120 000 sao, chấm ngoặc kép. Không phải, không phải, quản lý cửa hiệu miễn cưỡng mỉm cười liếc trang hạo nhiên một cái, mới nói là, 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 12 ngàn đồng. Bộp, có một nhân viên phục vụ đang cầm cái hộp cà vạt đi tới, nghe nói như thế, trừng mắt, tay buông lỏng, cái hộp rơi trên mặt đất. Cái gì, đường khả hình không có thời gian trông nom những người khác, chỉ khiếp sợ nhìn quản lý cửa hiệu, kêu lên cô nói bao nhiêu. 12.000 đồng, chấm ngoặc kép chấm, trái tim của quản lý cửa hiệu có chút lạnh lẽo nhìn về phía đường khả hình, thượng đế phù hộ cho con nhớ được mấy cái chữ này. Có thật không, đường khả hình thật kích động muốn bật khóc, thật vui vẻ nhìn về phía quản lý cửa hiệu, nói thật sự là 12.000 đồng sao. Nhưng tôi xem, chấm ngoặc kép. Cô nói xong, càng kích động cúi đầu đưa ngón trỏ ra đếm con số bảng giá dưới đồng hồ, rất nhiều rất nhiều số không nha. Bảng giá này sai rồi, nhân viên mới của cửa hiệu chúng tôi làm nhầm số. Phải là 12.000 đồng. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, quản lý cửa hiệu lại nói. 12.000 đồng. 120 viên kim cương và vòng bạch kim bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng không dám tin tưởng hỏi. A, à, chấm ngoặc kép, quản lý cửa hiệu nhìn ánh mắt nóng bỏng của đường Khả Hinh, cô cười khổ nói, đúng vậy. Bởi vì đây là chiếc đồng hồ kỷ niệm, cho nên vô giá, chủ tịch chúng tôi không tính giá vốn. Chấm ngoặc kép, thật sao, suốt cuộc đường Khả Hinh đã tin tưởng, đôi tay che miệng vui vẻ giống như người đoạt giải thưởng, thiếu chút nữa mở miệng nói, hôm nay tôi đoạt được giải thưởng, tôi muốn cảm ơn TVB, cha mẹ của tôi, cảm ơn bọn họ sinh ra tôi nuôi tôi, cho tới ngày hôm nay tôi may mắn đoạt được giải thưởng này, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Tôi yêu mọi người. Đường khả hình như đứa ngốc, cười híp mắt, đi về phía quản lý cửa hiệu, đè nén kích động muốn kêu mẹ ơi, chắp hai tay, nghẹn ngào nói, quản lý. Chấm ngoặc kép. Vâng, chấm ngoặc kép, quản lý liếc về phía cô. Ánh mắt của đường khả hình nheo lại, giống như viên bi nhỏ lấy lòng nói, Lúc tôi mới vừa tiến vào, thấy trên bảng ký hiệu nói, mua sản phẩm mới, giảm giá 90%. Đồng hồ của tôi còn có thể bớt thêm nữa hay không? À, quản lý hoảng sợ kêu lên chương 230, cháy rồi sao? Thưa cô, 12.000 đồng, đã giảm giá 90%, tổng cộng còn 1.080 đồng. Chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân đứng ở trước máy cả thẻ, dương mắt nhìn đường khả hinh. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép. Đường khả hình phát ra tiếng cười từ trong lòng, rút ra thẻ của mình, sảng khoái đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân vừa dùng ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn cô, vừa nhận lấy thẻ, mới vừa muốn quét vào máy cả thẻ. Chờ chút, chấm ngoặc kép, đôi tay đường khả hình khẽ chống mặt bàn, cười híp mắt nhìn về phía nhân viên thu ngân, cười rất đáng yêu nói, nếu cũng đã giảm còn 1080 đồng rồi. Không bằng làm tròn số luôn đi, hoàn thành tâm nguyện của ông chủ tịch. Chấm ngoặc kép. Nhân viên thu ngân có chút không khách khí nhìn chầm chầm đường Khả Hinh. Quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười tiến lên nói tốt, tiểu thư, còn một nghìn đồng thôi. Chấm ngoặc kép, ha 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 ha, thật tốt quá, quản lý, cô thật là người tốt, cô thật là mẹ ruột của tôi à. Đường Khả Hinh rất vui vẻ suy nghĩ, nhớ tới hôm nay vì người đàn ông kia, khóc ngã ở trong thang máy. Hiện tại ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình, anh cũng không khiến người ta động lòng bằng quản lý cửa hiệu này nhân viên thu ngân im lặng không lên tiếng cầm thẻ cà vào máy sau đó đè xuống một nghìn, hơi bất đắc dĩ nói xin nhấn mật mã đường khả hình nhanh chóng đè xuống mật mã của mình nhân viên thu ngân nhàn nhạt đè xuống enter trên máy cả thẻ chạy ra một tờ giấy màu xanh đưa cho cô ký tên đường khả Hinh vùng bút ký tên của mình lại ngẩng đầu lên cười khúc khích nhìn về phía nhân viên thu ngân nhân viên thu ngân miễn cưỡng cười nhân viên thu ngân lấy túi sách bỏ cái hộp nhung màu xanh vào rồi đem một bó hoa màu xanh dương và một logo hình bươm bướm nhẹ in ở trên cái hộp cẩn thận đặt nó ở trên hộp có logo cửa hàng mới đưa về phía đường khả Hinh, miến cưỡng cười nói tiểu thư đồng hồ của cô chấm ngoặc kép cảm ơn đường khả Hinh lập tức cười đến híp mắt vươn tay nhận lấy cái cái hộp màu xanh đôi tay nắm chặt muốn kép tới nhưng cô dùng sức cũng không kéo qua được ngẩng đầu lên nhìn nhân viên quầy mỉm cười vô cùng thâm ý nói với mình, xin cô sau khi ra cửa, đừng nói cho người khác cái đồng hồ này trị giá 12.000 đồng. Bởi vì đây là truyền thống trăm năm của cửa hiệu chúng tôi ở Anh Quốc. Chấm ngoặc kép, cô yên tâm cô yên tâm, tôi sẽ nói 120 000 Đường khả hình cười ha ha ha, cô nói xong, đột nhiên dùng sức kéo cái hộp tới trong tay. Ai, chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân có chút tội nghiệp nhìn đường khả hình tôi thật sự mua được bạch kim, cô đừng không nở chứ. Đường khả hình lại cười híp mắt xong mới nói, tôi muốn xem một chút đây là truyền thống trăm năm như thế nào mà có thể rộng lượng như vậy, nhân văn như vậy. Chấm ngoặc kép, cô nhắc túi sách, sau đó híp mắt, giống bà già mang mắt kính cầm cái hộp, nhìn chữ tiếng Anh phía trên, có chút gian nan đọc, hoàng thất Anh Quốc. Hoàng thất Anh Quốc, chấm ngoặc kép, mấy nữ nhân viên trẻ tuổi cùng nhân viên thu ngân nhìn cô. Đường khả hình lại híp mắt, nhìn chữ tiếng Anh phía trên, hết sức cố gắng, còn muốn há mồm đọc. Chấm ngoặc kép, miệng cô đóng mở, vô cùng ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn quản lý cười nói, thật xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười nói, cô thích là tốt rồi, quà tặng không phân biệt xuất xứ, thật lòng mới là quan trọng nhất. Quản lý thật biết nói chuyện, đường khả hình lại cười ngây ngô. Tiểu thư, chấm ngoặc kép nhân viên thu ngân có chút tâm không cam lòng đưa tới một cái hộp da thật màu trắng trang nhã, đặt ở trên mặt thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy về phía đường khả hình, nói tiểu thư, trong cửa hiệu chúng tôi có quy định, nếu mua vượt qua một. Ách, một nghìn đồng, sẽ được tặng món quà tuyệt đẹp của cửa hiệu chúng tôi. Trời à, lại còn có loại chuyện tốt này rơi vào trên người của tôi. Đường khả hình thật sự quá thần kỳ ôm lấy cái hộp kia, nhanh chóng mở ra, lại là một cái cà vạt tơ tầm quý giá, phía trên còn có logo nhỏ của hoàng thất, cô kêu lên một tiếng nói cả vạt thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy. Tất cả mọi người không muốn nói cho cô biết, giá trị 10.000 đồng. Quản lý cửa hiệu chỉ đành phải mỉm cười nói, quà tặng, chúng tôi luôn không làm giá, chỉ có chút tấm lòng, cũng đừng hỏi chúng tôi giá tiền nữa. Đúng vậy, đúng vậy, mặc dù tôi vẫn muốn biết nó bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có không biết nhiều vui vẻ ôm lấy cái hộp, vừa muốn đóng lại. Xoạt, cà vạt này tôi thích. Trang Hạo Nhiên mới vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm điện thoại di động, đi tới trước quầy, thấy đường khả Hinh ôm cái hộp cà vạt. Cà vạt trong hộp thật rất đẹp mắt, anh lập tức muốn đưa tay cầm. Đường khả Hinh lập tức thu hộp vạt vào bên hông, ngẩng đầu nhìn anh, có chút không thành thật, hít mắt cười nói, đây không phải là của anh. Đây là quà tặng sau khi tôi mua đồng hồ 1.000 đồng. Ngoặc kép, Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn quỷ hẹp hỏi nói, tôi lái xe đưa cô đến mua đồng hồ đeo tay, cô cũng không chịu tặng cà vạt cho tôi. Đường khả hình trợn to hai mắt nói, tôi nhận ra được nơi này, đây là đường Hoài Tân, từ khách sạn chúng ta ngồi xe buýt xe tới đây chỉ 4 đồng. Nếu như anh muốn, đưa cho tôi 4 đồng đi. Cô đừng như vậy, tôi thật sự rất thích cà vạt này, Trang hạo nhiên muốn vươn tay, nắm cái hộp trên eo cô. Anh đừng như vậy. Đường khả hình lập tức đưa cái hộp ra sau lưng, mới ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên tức giận nói đây là từ tôi mua tại sao tôi phải đưa cho anh tôi muốn giữ lại để sau này nhã tuệ kết hôn đeo cho chồng cô ấy lúc hôn lễ cà vạt này xinh đẹp như vậy qua mấy năm nữa cũng không gặp được cô đưa cho tôi cái này tôi sẽ mua một cái khác cho cô tôi thật rất thích cà vạt này trang hạo nhiên lại muốn đưa tay cầm không tôi thích cái này đường khả hinh lập tức ôm lấy cái hộp chạy ra ngoài cửa hiệu cô chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn đường khả hình đã xông ra ngoài, sau đó trực tiếp leo lên xe thể thao của mình, làm bộ nhìn gương, sờ tóc, vẻ mặt anh băng bó nhìn cô, móc thẻ vàng ra đưa cho quản lý cửa hiệu. Quản lý cửa hiệu lập tức nhận lấy quét vào máy cả thẻ 119.000 đồng, sau đó xé ra hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn số tiền phía trên, không nhịn bật cười, lắc đầu một cái. Anh soạt 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 ký tên của mình. Trang tiên sinh, ngài đi thong thả. Chấm ngoặc kép, quản lý cửa hiệu đưa Trang Hạo Nhiên ra khỏi cửa hàng. Mấy nhân viên trong cửa hàng đều dậm chân, không cam lòng nói, chuyện này thật quá mức. Cô ấy tốn có 1.000 đồng, mua một chiếc đồng hồ 120.000 đồng, còn cầm đi cả vạt 10.000 đồng, tại sao có thể có loại đàn ông cam tâm tình nguyện làm loại chuyện này vậy? Đúng vậy, người đàn ông kia vừa cao lớn vừa đẹp trai, cô ấy vừa lùn vừa xấu. Thật lùn khẳng định cô ấy không tới 1m6. Hắt xì, đường khả hình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoa xoa lỗ mũi của mình, có chút ngạc nhiên lấm lét nhìn trái phải nói có người mắng chiều cao của tôi. Trang hạo nhiên ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tức giận thắt chặt dây nịt an toàn, mới liếc về phía cô nói có ý gì. Chỉ cần tôi không có bệnh, nhảy mũi, nhất định là có người đang mắng chiều cao của tôi, đường khả hình trừng lớn con ngươi, ngó trái ngắm phải, nói. Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười, nổ máy xe nói, người ta không phải đang chửi chiều cao của cô, người ta chỉ nói lời thật, nói chiều cao của cô 1m58. Đường khả hình quay đầu nhìn về phía anh nói, tại sao anh nhất định phải so đo 0.2cm với tôi? Anh không thể khoan dung độ lượng một chút sao? Làm sao anh nhỏ mọn như vậy? Lúc anh theo đuổi con gái, anh nhất định không nở tốn tiền. Đúng đúng đúng, tôi không nở tốn tiền. Bởi vì cấp trên hẹp hòi, cho nên cấp dưới mới gõ cửa. Bạn gái của tôi mua cho tôi nhiều cà vạt, chấm ngoặc kép. Đó là bởi vì bọn họ mù. Họ không biết anh mới chia tay mấy ngày trước, mấy ngày sau cũng đã muốn người ta mua cho anh cà vạt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nói to, cổ họng nhất thời không thở được, dừng lại nhìn về phía trang hạo nhiên, có chút lo sợ. Thưa cô, 12.000 đồng, đã giảm giá 90%, tổng cộng còn 1.080 đồng. Chấm ngoặc kép nhân viên thu ngân đứng ở trước máy cả thẻ, dương mắt nhìn đường khả hình. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình phát ra tiếng cười từ trong lòng, rút ra thẻ của mình, sảng khoái đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân vừa dùng ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn cô, vừa nhận lấy thẻ, mới vừa muốn quét vào máy cả thẻ. Chờ chút, chấm ngoặc kép, đôi tay đường khả hình khẽ chống mặt bàn, cười híp mắt nhìn về phía nhân viên thu ngân, cười rất đáng yêu nói. Nếu cũng đã giảm còn 1080 đồng rồi, không bằng làm tròn số luôn đi, hoàn thành tâm nguyện của ông chủ tịch. Chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân có chút không khách khí nhìn chằm chằm đường khả hinh. Quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười tiến lên nói tốt, tiểu thư, còn 1.000 đồng thôi. Chấm ngoặc kép, ha 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 ha, thật tốt quá, quản lý, cô thật là người tốt, cô thật là mẹ ruột của tôi à, đường khả hinh rất vui vẻ suy nghĩ, nhớ tới hôm nay vì người đàn ông kia khóc ngã ở trong thang máy. Hiện tại ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình, anh cũng không khiến người ta động lòng bằng quản lý cửa hiệu này. Nhân viên thu ngân im lặng không lên tiếng, cầm thẻ ca vào máy, sau đó đè xuống một nghìn, hơi bất đắc dĩ nói, xin nhấn mật mã. Đường khả hình nhanh chóng đè xuống mật mã của mình. Nhân viên thu ngân nhàn nhạt đè xuống Enter. Trên máy cả thẻ chạy ra một tờ giấy màu xanh, đưa cho cô ký tên. Đường khả hình vùng bút ký tên của mình, lại ngẩng đầu lên cười khúc khích nhìn về phía nhân viên thu ngân nhân viên thu ngân miễn cưỡng cười nhân viên thu ngân lấy túi sách bỏ cái hộp nhung màu xanh vào rồi đem một bó hoa màu xanh dương và một logo hình bươm bướm nhẹ in ở trên cái hộp cẩn thận đặt nó ở trên hộp có logo cửa hàng mới đưa về phía đường khả hình miễn cưỡng cười nói tiểu thư đồng hồ của cô chấm ngoặc kép cảm ơn đường khả hình lập tức cười đến híp mắt vươn tay nhận lấy cái cái hộp màu xanh đôi tay nắm chặt muốn kép tới, nhưng cô dùng sức cũng không kéo qua được. ngẩng đầu lên nhìn nhân viên quầy mỉm cười vô cùng thâm ý nói với mình, xin cô sau khi ra cửa, đừng nói cho người khác cái đồng hồ này trị giá 12.000 đồng. Bởi vì đây là truyền thống trăm năm của cửa hiệu chúng tôi ở Anh Quốc. Chấm ngoặc kép. Cô yên tâm, cô yên tâm, tôi sẽ nói 120 000 Đường khả hình cười ha ha ha, cô nói xong, đột nhiên dùng sức kéo cái hộp tới trong tay. Ai, chấm ngoặc kép nhân viên thu ngân có chút tội nghiệp nhìn đường khả hinh. Tôi thật sự mua được bạch kim, cô đừng không nở chứ. Đường khả hinh lại cười híp mắt xong mới nói, tôi muốn xem một chút đây là truyền thống trăm năm như thế nào mà có thể rộng lượng như vậy, nhân văn như vậy. Chấm ngoặc kép, cô nhắc túi sách, sau đó híp mắt, giống bà già mang mắt kính cầm cái hộp, nhìn chữ tiếng Anh phía trên, có chút gian nan đọc, hoàng thất Anh quốc. Hoàng thất Anh quốc, chấm ngoặc kép mấy nữ nhân viên trẻ tuổi cùng nhân viên thu ngân nhìn cô, đường khả hình lại hít mắt, nhìn chữ tiếng anh phía trên, hết sức cố gắng, còn muốn há mồm đọc. Chấm ngoặc kép, miệng cô đóng mở, vô cùng ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn quản lý cười nói, thật xin lỗi, tiếng anh của tôi không tốt. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì, quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười nói, cô thích là tốt rồi, quà tặng không phân biệt xuất xứ, thật lòng mới là quan trọng nhất quản lý thật biết nói chuyện, đường khả hình lại cười ngây ngô. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân có chút tâm không cam lòng đưa tới một cái hộp da thật màu trắng trang nhã, đặt ở trên mặt thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy về phía đường khả hình, nói tiểu thư, trong cửa hiệu chúng tôi có quy định, nếu mua vượt qua một. Ách, một nghìn đồng, sẽ được tặng món quà tuyệt đẹp của cửa hiệu chúng tôi. Trời à, lại còn có loại chuyện tốt này rơi vào trên người của tôi. Đường khả hình thật sự quá thần kỳ ôm lấy cái hộp kia, nhanh chóng mở ra, lại là một cái cà vạt tơ tầm quý giá, phía trên còn có logo nhỏ của hoàng thất, cô kêu lên một tiếng nói cà vạt thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy? Tất cả mọi người không muốn nói cho cô biết, giá trị 10.000 đồng. Quản lý cửa hiệu chỉ đành phải mỉm cười nói, quà tặng, chúng tôi luôn không làm giá, chỉ có chút tấm lòng, cũng đừng hỏi chúng tôi giá tiền nữa. Đúng vậy, đúng vậy, mặc dù tôi vẫn muốn biết nó bao nhiêu tiền chấm ngoặc kép, đường khả hình có không biết nhiều vui vẻ ôm lấy cái hộp, vừa muốn đóng lại. Xoạt, cà vạt này tôi thích, Trang hạo nhiên mới vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm điện thoại di động, đi tới trước quầy, thấy đường khả hình ôm cái hộp cà vạt, cà vạt trong hộp thật rất đẹp mắt, anh lập tức muốn đưa tay cầm. Đường khả hình lập tức thu hộp caravat vào bên hông, ngẩng đầu nhìn anh, có chút không thành thật, hít mắt cười nói, đây không phải là của anh. Đây là quà tặng sau khi tôi mua đồng hồ 1.000 đồng ngoặc kép trang hạo nhiên liếc mắt nhìn quỷ hẹp hỏi nói tôi lái xe đưa cô đến mua đồng hồ đeo tay cô cũng không chịu tặng cà vạt cho tôi đường khả hình trợn to hai mắt nói tôi nhận ra được nơi này đây là đường hoài tân từ khách sạn chúng ta ngồi xe buýt xe tới đây chỉ bốn đồng nếu như anh muốn đưa cho tôi bốn đồng đi cô đừng như vậy tôi thật sự rất thích cà vạt này trang hạo nhiên muốn vươn tay nắm cái hộp trên eo cô anh đừng như vậy Đường khả hình lập tức đưa cái hộp ra sau lưng, mới ngẩng đầu nhìn Trang hạo nhiên, tức giận nói, đây là từ tôi mua, tại sao tôi phải đưa cho anh? Tôi muốn giữ lại để sau này nhã tuệ kết hôn đeo cho chồng cô ấy lúc hôn lễ. Cà vạt này xinh đẹp như vậy, qua mấy năm nữa cũng không gặp được. Cô đưa cho tôi cái này, tôi sẽ mua một cái khác cho cô. Tôi thật rất thích cà vạt này, Trang hạo nhiên lại muốn đưa tay cầm. Không, tôi thích cái này, đường khả hình lập tức ôm lấy cái hộp chạy ra ngoài cửa hiệu. Cô chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Đường Khả Hinh đã xông ra ngoài, sau đó trực tiếp leo lên xe thể thao của mình, làm bộ nhìn gương, sờ tóc, vẻ mặt anh băng bó nhìn cô, móc thẻ vàng ra đưa cho quản lý cửa hiệu. Quản lý cửa hiệu lập tức nhận lấy quét vào máy cả thẻ 119.000 đồng, sau đó xé ra hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, liếc mắt nhìn số tiền phía trên, không nhịn bật cười, lắc đầu một cái anh soạt 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 ký tên của mình. Trang tiên sinh, ngài đi thong thả. Chấm ngoặc kép, quản lý cửa hiệu đưa Trang Hạo Nhiên ra khỏi cửa hàng. Mấy nhân viên trong cửa hàng đều dậm chân, không cam lòng nói, chuyện này thật quá mức. Cô ấy tốn có 1.000 đồng, mua một chiếc đồng hồ 120.000 đồng, còn cầm đi cả vạt 10.000 đồng. Tại sao có thể có loại đàn ông cam tâm tình nguyện làm loại chuyện này vậy? Đúng vậy, người đàn ông kia vừa cao lớn vừa đẹp trai, cô ấy vừa lùn vừa xấu, thật lùn, khẳng định cô ấy không tới 1m6. Hắt xì, đường khả hình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoa xoa lỗ mũi của mình, có chút ngạc nhiên lấm lét nhìn trái phải nói có người mắng chiều cao của tôi. Trang hạo nhiên ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tức giận thắt chặt dây nịt an toàn, mới liếc về phía cô nói có ý gì. Chỉ cần tôi không có bệnh, nhảy mũi, nhất định là có người đang mắng chiều cao của tôi, đường khả hình trừng lớn con ngươi, ngó trái ngắm phải, nói. Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười, nổ máy xe nói, người ta không phải đang chửi chiều cao của cô, người ta chỉ nói lời thật, nói chiều cao của cô 1m58. Đường khả hình quay đầu nhìn về phía anh nói, tại sao anh nhất định phải so đo 0.2cm với tôi? Anh không thể khoan dung độ lượng một chút sao? Làm sao anh nhỏ mọn như vậy? Lúc anh theo đuổi con gái, anh nhất định không nở tốn tiền. Đúng đúng đúng, tôi không nở tốn tiền. Bởi vì cấp trên hẹp hòi, cho nên cấp dưới mới gõ cửa. Bạn gái của tôi mua cho tôi nhiều cà vạt. Chấm ngoặc kép đó là bởi vì bọn họ mù, họ không biết anh mới chia tay mấy ngày trước, mấy ngày sau cũng đã muốn người ta mua cho anh cà vạt. Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh nói to, cổ họng nhất thời không thở được, dừng lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút lo sợ. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, vừa lái xe vừa vươn tay nắm cầm của cô nói, nhìn xem cô nói chuyện rất miệng lưỡi, khẳng định trước kia cũng rất bướng bỉnh nói, trước kia có biết cãi nhau hay không? Không có, đường khả hình lập tức nói. Hừ, đừng để cho tôi có cơ hội biết chuyện của cô. Không cần, đường khả hình đột nhiên cúi đầu, đem cái hộp cà vạt nhét vào trong túi. Sợ cái gì, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô nói. Khó có được vui vẻ, trước đừng chen tay vào, vừa đụng đến sẽ đau, chờ đến sau này càng đau hơn, rồi đưa tay chen vào mới có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu, ngây ngốc nhìn cái hộp cà vạt sang trọng. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn cô một cái, mới cầm tay lái, lái vào một con đường rừng dừa thật lớn, mới nói quá khứ thật sự có đau như vậy không? Đường khả hình đón gió biển mát mẻ, ngẩng đầu nhìn bờ biển xa xa, có mấy nhân viên tình nguyện mặc quần áo màu đỏ, nhặt rác trên bãi biển, cô đột nhiên nhớ tới mẹ đi theo bố dượng về quê, dường như hôm nay trở lại, cô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên nói, dừng xe. Chấm ngoặc kép. Làm gì? Tôi muốn đi một chỗ trước. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh nói. Tôi đưa cô đi. Không cần. Tôi đưa cô đi, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đạp mạnh chân ga. Trời xanh xanh, tầng mây càng lúc càng dày, một trận gió thổi qua, mưa phùn đã trút xuống. Chiếc Audi pipic dừng ở trước một bức tượng tại quảng trường, mui xe từ từ đóng lại. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh không lên tiếng, chỉ lại im lặng sách theo túi sách đi xuống xe sau đó đi dọc theo con đường quen thuộc đi tới quảng trường đúng lúc trời mưa mỗi lần gặp mẹ đều có mưa phùn cô vừa đi về phía trước hai mắt vừa mờ mịt theo bản năng đi tới giữa quảng trường quả thật nhìn thấy một người phụ nữ hình dáng gầy gò bên hông còng xuống mặc áo đồng phục quét đường phố màu đỏ quần màu đen mang giày vải rách nát kéo búi tóc xốc xếch tay cầm một cây trổi dài thừa dịp mưa rơi chưa lớn nhanh chóng quét rác đi sẽ rất vui mừng nhặt được chai coca, chai nước suối bỏ vào một trong túi nhựa trong suốt, lại đem rác còn lại đổ vào trong sọt. Đường khả hình cắn chặt răng nhìn cảnh tượng này, nắm chặt dây túi sách trong tay, thở mạnh một hơi, mới chậm rãi di chuyển bước chân đi tới bên mẹ, nhẹ nhàng gọi, mẹ. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan đột nhiên xoay người, kích động nhìn con gái. Đường khả hình có chút đau lòng giật mình, hơn nửa năm không nhìn thấy mẹ, trên mặt lại thêm nếp nhăn, tóc mai kéo ra vài sợi cuốn tại hai bên khuôn mặt, bộ dáng vẫn yếu đuối, để cho bà càng lộ ra vẻ già nua cô độc. Mưa phùn lại rơi xuống, tung bay giữa hai mẹ con im lặng nhìn nhau. Đường khả hình sâu thở một cái, cố nén nước mắt rơi xuống, hít hít mũi đỏ, nhanh chóng mở túi sách, từ bên trong lấy ra 10.000 đồng mới vừa lấy khi đi qua ngân hàng, cuốn thành một cục tròn, dùng dây thun buộc kỹ, nắm bàn mẹ già nua đầy vết chai sạt, nhét tiền vào tay trong của mẹ, giọng nói có chút vội vã nói đây là tiền lương gần đây con mới tìm công việc mẹ cầm đi đừng nói cho người kia mình len lén cất giấu mua chút đồ ăn ngon mùa thu sắp tới mua một vài bộ quần áo ấm sau này con sẽ thường xuyên đưa tiền ẹ chờ công việc của con ổn định mẹ cũng đừng làm việc nữa con sẽ đưa tiền ẹ mẹ mang về cho ông ấy là được rồi tự chăm sóc tốt hình con đi đây đường khả hinh nói xong ngay lập tức xoay người cố nhịn nước mắt trào ra khả hinh, chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan có chút đau lòng đột nhiên kêu con gái. Đường khả hinh dừng bước lại, nhưng không có xoay người, chỉ sâu kín nhìn về phía trước, nín nhịn đau lòng, nghẹn ngào nói, mẹ đừng gọi con, con không muốn quay đầu lại, con sợ nhìn thấy ánh mắt của mẹ, con sẽ không ngủ được chừng mấy ngày, sẽ thật lo lắng mẹ, nhưng con biết rõ mẹ không cần con lo lắng, 12 tuổi mẹ đã bỏ rơi con đi lập gia đình, con van xin mẹ thế nào, quỳ xuống van mẹ thế nào. Mẹ cũng không chịu đi theo con, chấm ngoặc kép khả hình nhanh chóng lau nước mắt nơi khóe mắt cố nhịn cánh môi run rẩy khổ sở nước nở nói con sẽ nuôi mẹ con sẽ vẫn nuôi mẹ chỉ cần mẹ sống thật tốt con đều chấp nhận bỏ ra tất cả nhưng ngàn vạn lần mẹ phải chăm sóc bản thân mẹ đừng có chuyện có chuyện con sẽ thật cô đơn rồi như vậy lúc nào con bị thương trong lòng muốn gọi tiếng mẹ cũng không có đây là hy vọng cuối cùng của con đối với mẹ cho nên mẹ phải sống thật tốt chăm sóc mình thật tốt nếu như ông ấy lại đánh mẹ đừng đứng yên không đỡ, phải tìm một chỗ trốn đi. Chấm ngoặc kép, ông ấy không có đánh mẹ, bây giờ ông ấy đối với mẹ rất tốt. Lý Tú Lan vội vàng nhìn con gái, ba năm qua rồi, con gái gần như chỉ len lén được tiền tới, chưa bao giờ để hình nhìn, bà đau lòng nghẹn ngào gọi, khả hinh, con xoay người lại để mẹ nhìn con một chút. Chấm ngoặc kép chấm, nhìn có ích lợi gì, trong chớp mắt, mẹ cũng không cần con nữa, giống như khi còn bé vậy, dụ dỗ con ngủ thiếp đi, mẹ liền đi. Đi rất tuyệt tình, đường khả hình không muốn nói thêm nữa, nén nước mắt, nắm chặt dây túi sách, chạy như bay về phía, nước mắt không kìm nén được nữa, từng viên lăn xuống. Khả hình, Lý Tú Lan rơi lệ gọi con gái, con gái của mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con, chấm ngoặc kép. Đường khả hình trốn vào phía sau một pho tượng, ngã ngồi xuống, đôi tay che mặt rơi lệ nước nở, đau lòng vỡ hòa, nước mắt không ngừng rơi xuống, khổ sở nói không nên lời. Trang hạo nhiên cầm tay lái, nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt núp ở dưới pho tượng, rất đáng thương. Lúc khóc giống như chút bỏ tất cả bi thương. Anh nhíu mày, không nói gì, đẩy cửa xe đi xuống, chậm rãi đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn cô, mới vừa muốn nói, Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đứng lên, lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói, anh đã nói, không nên bị nước mắt lừa gạt, cho nên tôi sẽ không tin nước mắt, có lẽ nó không có bi thương như vậy chúng ta đi thôi tôi không có thời gian tôi muốn về khách sạn sắc mặt của đường khả hình thật cứng rắn đứng dậy sau đó sải bước đi về phía trước tự mình kéo cửa xe thể thao ngồi vào trong xe trang hạo nhiên nhìn bộ dáng của cô cũng im lặng không lên tiếng xoay người đi về phía chiếc audi pipec ngồi vào trong xe nổ máy xe chuyển tay lái chạy đi phía trước lý tú lan chống tay trước pho tượng vừa rơi lệ nhìn con gái ngồi vào trong xe vừa nhìn người đàn ông phía bên cửa xe trong đầu thoáng qua hình ảnh nhiều năm trước, làm cho bà đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Chiếc Audi Pipeek lao đi trên con đường cây ngô đồng. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Trang hạo nhiên vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn về phía đường khả hình, mặt cô nghiêng qua một bên, ôm túi sách ngủ thiếp đi, nước mắt nơi khóe mắt đã khô, anh nắm chặt tay lái, cho xe thuận lợi chạy về phía trước, mới quay đầu liếc nhìn vẻ mặt cô yên ổn ngủ, hai mắt nhắm tự nhiên, lông mi thật dài rũ xuống, rất dài, trông có chút bướng bỉnh, lỗ mũi cao thẳng rất phương đông, trong dịu dàng ẩn núp một chút kiêu ngạo, đôi môi của cô rất xinh đẹp, tự nhiên nhấp nhẹ, giống như cánh hoa màu hồng, môi dưới hơi chu ra ở giữa có một chút trẻ. Hết sức hấp dẫn. Anh cười, cầm tay lái chuyển hướng, sau đó chạy nhanh tới bên ngoài đại sảnh khách sạn, dừng xe, xoay người nhìn đường khả hình còn trầm trầm ngủ say, anh vô cùng thân mật, giống như rất ưa thích người ta, nhích sát người, cúi xuống nhìn kỹ lông mi thật dài của cô cũng không nhúc nhích, anh lập tức thổi lất phất một hơi trên mặt cô. Không có phản ứng. Trang hạo nhiên nhanh chóng chớp mắt, thử gọi nhỏ, khả hinh. Không có phản ứng. Anh đột nhiên cười một tiếng, lập tức vươn tay, thò vào trong túi sách của cô, cầm lấy cái hộp cà vạt, không ngờ anh mới vừa sờ tới, muốn lấy ra, nhưng làm thế nào cũng không lấy ra được. Anh cau mày, còn muốn dùng sức kéo ra, vẫn không thể nào kéo ra được. Anh sững sờ, cúi đầu, mới phát hiện đường khả hình ngủ thiếp đi nhưng nắm chặt cái hộp cà vạt trong túi sách anh đột nhiên tức giận nhìn đường khả hình kêu to đường khả hình cháy rồi chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức mở đôi mắt buồn ngủ lim dim nhảy dựng lên tay không tự chủ đụng phải cái nút mở mui xe mê man giống như mộng du căng thẳng nói cháy rồi sao chỗ nào chỗ nào cháy mui xe mở ra nước mưa ào ào chút xuống xinh đẹp rơi trên người trang hạo nhiên thấm ướt khuôn mặt đẹp trai đầy cam chịu của anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 231 tìm được cô Cả người đường khả hình ướt đẫm đứng ở phòng tập múa, hơi nhắc mí mắt nhìn lên người trước mặt, không dám lên tiếng, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, kêu nhỏ khúc. Khúc tiểu thư, chấm ngoặc kép. Hiện tại mấy giờ rồi? Khúc huyền đình ngồi tại chỗ, ôm vai, lạnh lùng hỏi. Ô. chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã 3 giờ 37 phút, ước chừng mình tới trễ 30 phút, cô chừng mắt. Vèo, chấm than ngoặc kép, khúc huyền đình đột nhiên đứng lên, dơ roi trong tay, bước nhanh về phía đường khả hình. Đường khả hình sợ hãi nghiêng người muốn né tránh cây roi đột một vung tới. Khúc huyền đình vung lên roi, mới vừa muốn quất xuống, lại nhìn bộ dáng đường khả hình né tránh rất thương, cô thầm hừ một tiếng, chậm rãi thu hồi roi, lười biếng nói tôi không đánh cô hiện tại cô không thể chịu được roi nữa rồi chấm ngoặc kép à đường khả hình có chút ngạc nhiên nhìn thái độ của khúc huyền đình vội vàng hỏi cô nói cái gì cô nói cô không đánh tôi nữa có thật không cô tha thứ cho tôi rồi hả tôi không có tha thứ cho cô nhưng bây giờ tôi không thể đánh cô bởi vì bắt đầu từ bây giờ cô phải giữ làn da mềm mại và xinh đẹp chấm ngoặc kép khúc huyền đình lạnh lùng nói tại sao Đường Khả Hinh không hiểu hỏi Khúc Huyền Đình, nguồn thích com. Khúc Huyền Đình bước tới phía trước một bước, đứng nhìn bầu trời xanh phía ngoài cửa, đột nhiên mỉm cười. Phòng spa rộng 3.000 mét vuông, nằm ở tầng lầu thứ 3 của khách sạn Á Châu. Phòng khách VIP, ba nhân viên massage mặc áo yếm, váy ngắn màu trắng, sách theo ba giỏ cánh hoa hồng thật cẩn thận đi vào phòng VIP, đốt những ngọn đèn sao li ti rất thần bí tỏa sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có tia ánh sáng nhỏ bé chiếu đến một chiếc quầy tủ kính lưu ly li cổ xưa, trong ánh sáng mông lung, nhìn thấy bên trong để từng hộp tinh dầu giá giá, trong đó tinh dầu hoa hồng của Pháp và Bulgari có công dụng thần kỳ như mơ, có thể dùng để uống làm cho thân thể tỏa ra mùi thơm tự nhiên, nó được gọi là nước hoa cao quý nổi tiếng nhất thế giới. Còn nghe nói trên thế giới có thể uống tinh dầu hoa hồng, một ngày 8.000 đô la, chỉ cần hớp nhẹ một ngụm nhưng mùi thơm cơ thể chỉ tỏa ra cả một ngày, ai có thể hưởng thụ mùi thơm vô giá trong 365 ngày. Ở trong phòng spa, chỉ có tiểu thư tử hiền mới có thể hưởng thụ mùi thơm lâu dài đến bực này. Chấm ngoặc kép, có người nói nhỏ. Có một cô gái cẩn thận đi tới trước quầy tinh dầu, cầm một hộp gỗ có mùi hoa hồng Bulgari, cẩn thận nhấc bức rèm che màu xanh, đi vào trong phòng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên thảm hoa theo phong cách Ấn Độ, in một số câu chuyện lịch sử, ai nào biết, những hình ảnh lịch sử này đều dùng chỉ vàng 24k thiêu thành là một nhà thiết kế, ở trong mắt của bọn họ, chỉ thêu bằng vàng dòng cũng chỉ là một nét vẽ mà thôi. Bên trong truyền đến một loạt âm thanh. Suốt cuộc đường khả hình khoác chiếc áo ngủ màu trắng, thân thể phát ra mùi thơm tự nhiên, được hai người nhân viên mát xa nâng đỡ, có chút lo lắng nghi ngờ vén bước rèm che đi ra, sau đó được bọn họ đỡ đến trước một khung cửa hình vuông kiểu nhật. Hai cô gái cẩn thận khẽ léo hai cánh cửa, nhìn thấy bên ngoài phòng spa là một hồ sữa tươi lộ thiên, phía trên đang bay hơi nóng ấm áp ba cô gái đang dãi từng cánh hoa hồng. Cô có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn lên cảnh tượng trước mặt, cảm giác giống như đã từng quen biết, liền không nhịn được hỏi đây là chỗ nào. Đây là hồ sữa tươi, bên trong có chứa bột ngọc trai, nước nhân sâm, còn có các loại tinh dầu lãng mạn do chuyên gia của chúng tôi dùng phương pháp đặc biệt điều chế. Tắm rửa xong, da mịn màng, tỏa sáng rực rỡ, mùi thơm của các loại hoa quyện lấy. Chấm ngoặc kép, nhân viên massage mỉm cười nói xong, liền tới đến trước mặt của đường khả hình mỉm cười đường tiểu thư mời vào hồ tắm chấm ngoặc kép ngâm sữa tươi à nhưng bình thường sữa tươi chúng ta đều dùng để uống chấm ngoặc kép đường khả hình thật sự không thể hiểu hỏi ba nhân viên làm việc mỉm cười nói công dụng của sữa tươi không chỉ để uống mà còn để ngâm mời cô xuống hồ chấm ngoặc kép đường khả hình do dự một chút cố lấy dũng khí nhẹ nhàng buông lỏng tay nắm chặt áo ngủ hai nhân viên mát xa cẩn thận kéo nhẹ bả vai của cô, cởi xuống áo ngủ trắng tinh cho cô, lộ ra bả vai trắng nõn trơn bóng, còn có chúng lưng hấp dẫn kéo dài đến đùi thẳng tắp, một nhân viên khác cẩn thận đỡ đường khả hình đi vào trong hồ sữa tươi mềm mại. Đường khả hình từng bước một đi vào trong hồ, cảm giác mùi thơm sữa tươi mềm mại, giống như mùi sữa mẹ, mềm mại, thoải mái, chất lòng tinh tế, giống như đang nhẹ nhàng sờ sờ ra thịt của cô, cô say sưa nhắm mắt lại, ngồi vào trong ao, cảm thấy sữa tươi trong hồ bắt đầu dâng lên bộ ngực săn chắc của mình, mùi thơm sữa tươi trong hồ chậm rãi lan ra, đó là một loại mùi thơm tuyệt vời kỳ diệu, nhẹ nhàng xoay người, đôi cánh tay trắng tinh khẽ tựa vào mặt hồ, mặt tựa vào trên cánh tay, khẽ nhắm mắt lại. Ba cô gái ở dưới cuối hồ, tay cầm khối đá ngọc trong suốt cùng trà nhẹ trên bả vai, trên cánh tay của Đường Khả Hinh, lại dùng thủ pháp đặc biệt nhẹ nhàng nhấn vào huyệt vị của cô, một luồng khí nóng chậm rãi chạy khắp toàn thân của cô cô khẽ mỉm cười, giống như ngủ thiếp đi. Khúc huyền đình đứng ở trong bức rèm tre, nhìn đường khả hinh đã vào hồ, đang tiếp nhận tắm rửa, cô im lặng không lên tiếng, lạnh lùng xoay người, ôm vai đi ra khỏi phòng vip, sau đó đi qua hành lang thật dài, ánh mắt bình tĩnh từng bước từng bước đi về phía trước, lắc mình tiến vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống, cho đến lầu 1. Cửa thang máy mở ra, nguồn, thích chấm com. Khúc huyền đình mới vừa đi ra, Ba trợ lý đi theo tới, nói với cô Tử Hiền đang ở đại sảnh khách sạn, chúng ta cần đi qua chào hỏi không? Khúc Huyền Đình cười khẽ một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng bén nhọn, ngửa mặt nói tại sao phải đi qua chào hỏi. Cái danh sưng hoa hồng phương đông cũng không phải là cách gọi của người Trung Quốc. Đó là cách gọi của người ngoại quốc. Người ngoại quốc cũng không cần biết bất cứ điều gì, chỉ cần tùy tiện gọi một danh sưng thể hiện lễ phép mà thôi. Khúc Huyền Đình tôi chưa bao giờ mặc quần áo của cô ấy đi trên sàn kết Hôm nay Tử Hiền mặc áo cúp ngực màu trắng liền quần ôm sát người, mang giày cao gót Hermes màu đỏ thấm, tay cầm túi sách màu đen dây bằng vàng sáng lấp lánh, mái tóc xoăn, bước chân cô nhẹ nhàng như mèo bước đi về phía trước. Một cơn gió thổi đến. Cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quét đến một đầu kia đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Khúc Huyền Đình mặc cùng kiểu dáng với mình, nhưng lại là quần liên thể màu vàng, mang giày cao gót màu trắng, mái tóc ngắn chạm vai, ôm vai, lộ ra vóc dáng của người mẫu đi trên sàn kết quốc quốc tế, chỉ cần mặc vào một bộ quần áo đơn giản thoải mái sẽ trở thành phong cách người mẫu quốc tế. Quả thật không có người có thể sánh bằng, vốn là người mẫu thời trang nhưng rất kiêu ngạo. Nhậm tử hiền nhíu mày, ánh mắt căng thẳng. Khúc huyền đình giả vờ không nhìn thấy cô, vừa đi về phía trước, vừa nói với trợ lý ở bên cạnh mặt lam đâu. Chấm hỏi ngoặc kép, đang ở phía trước chờ chị chúng ta cùng đi cửa hàng Sanen. Sáng nay phu nhân còn gọi điện thoại hỏi chị lúc nào trở về Paris, nói rất chờ mong buổi trình diễn thời trang lần tới của chị. Chấm ngoặc kép, trợ lý lập tức mỉm cười nói. Khúc huyền đình đột nhiên cười hả hê, nói trước tiên xử lý tốt chuyện của đường khả Hinh đi. Lần này, tôi nhất định phải để cho cô ấy tỏa sáng ở trong bữa tiệc. Đứng lại, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khúc huyền đình giả vờ như không có nghe được, hỏi trợ lý, vòng tay Bạch Ngọc tôi muốn, đã tới chưa? Bạn đang đọc truyện tại thích.com. Đã đến, hóa đơn cũng đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Trang. Ừm, bốn gã vệ sĩ đột nhiên lạnh lùng xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn chừng Khúc Huyền Đình. Khúc Huyền Đình cùng mấy người trợ lý đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Nhậm tử hiền nắm túi sách, lạnh lùng xoay người, nện từng bước chân lười biếng, rất phong tình vạn trùng đi đến bên Khúc Huyền Đình, thái độ phách lối, Vẻ mặt đắc ý rằng cô không chạy thoát, mỉm cười nói, bạn học cũ, rất lâu chúng ta không gặp. Chấm ngoặc kép, ơ, ờ, khúc huyền đình giả vờ kinh ngạc nhìn nhầm tử hiền cười nói, là cô sao, tử hiền, rất lâu không có gặp, lần trước cô tổ chức ở thời trang Paris, rất xin lỗi tôi không thể tham gia, quá bận rộn. Chấm ngoặc kép chấm, tử hiền cũng không sao cả cười nói, cô có tới hay không, đối với tôi cũng không có chút ảnh hưởng, nên biết nhầm tử hiền tôi dành chỗ ngồi khách quý không dễ dàng nhưng vì cô và thái tử Anh quốc xảy ra xì căng đan, cho cô một chút mặt mũi thôi. Khúc huyền đình cúi đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài nói, tôi cùng với thái tử Anh quốc xảy ra xì căng đan, giữa lúc cô tổ chức tuần lễ thời trang ở Paris, có quan hệ đến ạt mũi. Từ trước đến giờ cô có bản lãnh thích mặt mũi, nhưng không phải cô luôn biết rõ người tôi thích là tổng giám đốc trang của Hoàn Cầu. Đáng tiếc tổng giám đốc trang của chúng tôi thích gái già, cô đó chưa đủ kinh nghiệm. Tử Hiền nở nụ cười nói. Khúc Uyển Đình liếc về phía Nhậm Tử Hiền, cũng cười nói, đáng tiếc cô là danh hoa có chủ, nếu không với độ tuổi của cô, có thể xứng với anh ấy, chúng ta nha, nhiều lắm cũng là trẻ tuổi vóc dáng đẹp một chút, có thua là thua dũng khí, không giống có người, bởi vì không nể mặt tham gia buổi trình diễn thời trang mà chơi trò mở ám ngăn chặn đường người khác. Không chịu thua nha, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm đi, Nhậm Tử Hiền không có thời gian dỗi dãnh tán gẫu chuyện này với cô, chỉ là sắc mặt cứng rắn nói nếu như tôi không có nghe lầm lúc nảy cô nhắc tới đường khả hình khúc huyền đình nhìn về phía cô vẻ mặt không chút thay đổi nhậm tử hiền nhìn dáng vẻ của cô lông mày nhướng lên ngẩng đầu nhìn cô gần như rất bình tĩnh nói cô nói đường khả hình chính là đường khả hình ở khách sạn á châu chúng ta đúng không nếu như tôi đoán không sai trang hạo nhiên tự mình ra mặt mời cô giúp đỡ để ngày mai cô ta thuận lợi tham gia tiệc sinh nhật tối của ricky đúng không? Khúc Huyền Đình không lên tiếng, chỉ ôm vai cười híp mắt nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt cô, liền hiểu rõ phần nào, đột nhiên có chút tức giận, cô ngẩng mặt lên, im lặng xoay người đi khỏi. Đám trợ lý vội vàng đuổi theo. Tôi mặc kệ mọi người dùng biện pháp gì, cho dù làm cho người chết ở khách sạn cũng phải moi đường khả hình ra cho tôi. Chấm than ngoặc kép, sắc mặt của Nhậm Tử Hiền cứng rắn, căm tức nói. Vâng. Chương 232, biểu diễn xúc động. Phòng làm việc tổng giám đốc Trang. Cửa ầm um một tiếng bị đẩy ra, Tào Anh Kiệt nhảy ra gào thét thật to, liền muốn chạy đi, đột nhiên có một bóng người nắm gáy anh, lập tức kéo anh vào phòng làm việc tổng giám đốc, cửa ầm um một tiếng đóng lại. Tất cả nhân viên bộ phận hành chính rối rít ngẩng đầu lên, nhìn chuyện mới xảy ra trong chớp mắt, tất cả mọi người cho là đang nằm mơ, thì thầm to nhỏ, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Đột nhiên, chỉ là đột nhiên bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng saxophone tao nhã. Lại tới, mọi người lập tức hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Bên trong phòng làm việc, tiếng nhạc ra du dương, lãng mạn tiếp tục vang lên, một người đàn ông đứng ở trước bàn làm việc tổng giám đốc, mặc áo sơ mi kẻ sọc đen, quần tây màu đen, ống tay áo săn lên, tay cầm saxophone thật dài, đang rất dịu dàng, rất tình cảm, thổi bài giai điệu tuôn chảy, vừa thổi vừa đắm chìm vào, làm cho người ta muốn khóc, Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí tổng giám đốc, cũng cảm giác hốc mắt mình muốn đỏ lên, trong lòng nổi sóng kích động nghĩ quả nhiên là anh em, sau này tôi nhất định sẽ mang các người đi tranh đấu giành thiên hạ. Nguồn: thích.com. Anh lại hưng phấn nhìn tên cầm thú Lâm Sở Nhai xúc động thổi sắt xô phôn, anh hài lòng cười một tiếng, nghĩ tới phối hợp như vậy biểu diễn ở trước mặt Tinh Xuyên, nhất định cô sẽ cảm động. Anh lại kích động xoay người, nhìn về phía Tào Anh Kiệt đứng ở ngay chính giữa mặc áo màu hồng, quần tây dài đen, vẻ mặt giống như bị dán keo 502 làm ảnh cứng đờ, đôi tay nắm chặt microphone dựng thẳng đứng ở trước mặt mình, vô cùng cảm xúc biểu diễn bài ăn trên melody, oh, mi me love, me darling I ever hunger for your touch along, lonely tam and tam go by so slowly and tam can do so much I you still my. Lời dịch tạm, ôi, tình yêu của anh, người yêu của anh ơi, anh khát vọng cái vuốt ve của em đã quá lâu mà cô đơn. Thời gian thấm thoát trôi đi, thời gian thay đổi mọi thứ, em vẫn còn là của anh không? Anh hát xong bài này, còn muốn làm theo lời bài hát, nhẹ nhàng thâm tình bưng tay, muốn đem trái tim đỏ thắm hiến dâng cho người trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ co quắp, nếu như em muốn tôi chết, tôi sẽ chết vì em. Trang hạo nhiên nhận lấy, anh thật sự rất kích động nở nụ cười, dùng mắt thể hiện với tào anh Kiệt tôi đã nhận được rồi, sau đó gửi một nụ hôn gió cho anh. Tào Anh Kiệt nhìn cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn tiếp tục nắm microphone, ở trong tiếng nhạc đệm của lâm sở nhai, tình nồng mật ý ngửa mặt lên, dùng giọng hát đặc biệt truyền cảm của mình với kỹ thuật tiếng Anh vô cùng điêu luyện tiếp tục hát bài giai điệu tuôn chảy, In need your love, in need your love, Godspeed your love to me. Lonely river flow to the sea, to the sea, to the open arm of the sea. Lonely river side, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Lời dịch tạm, anh cũng cần tình yêu của em, anh cũng cần tình yêu của em, thượng đế ơi hãy mau gửi tình yêu của em cho anh. Những dòng sông cô đơn chảy ra biển cả, chảy ra biển cả. Biển cả hãy mở rộng vòng tay, dòng sông cô đơn khẽ thở, chờ anh, chờ anh, chấm ANS nhất định quay về, xin chờ đợi. Trang hạo nhiên nghe tiếng hát, thiếu chút nữa mình cũng cảm động muốn khóc. Tô lạc hoành tay cầm dụng cụ nhạc điện tử ngắn ngủn, giống như ca sĩ rock and roll người Anh, vẻ mặt pho thành một nắm, vô cùng đè nén mình, ngón tay tiếp tục bấm xuống phím đàn đệm nhạc theo giai điệu, vừa đệm nhạc, vừa than thở ca khúc rất có hồn, tại sao phải nhường cho Tào Anh Kiệt biểu diễn? Không phải mình hát rất tốt sao? Trong cả ban nhạc, chỉ có một mình lãnh mặc hàn bình tĩnh và nhàm chán, cũng mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, ống tay áo săn lên, trong tay cầm hai cái chuông, làm theo nhịp điệu, rất nhàm chán lắc lắc, vừa lắc vừa lạnh lùng tức giận suy nghĩ, tại sao hôm nay mình lại đến đây gộp thành một đống với những người này? Anh theo đuổi phụ nữ, liên quan gì đến tôi? Ngày nào cũng kéo người ta xuống nước. Anh muốn kết thúc nhưng vẫn cầm hai cái chuông, càng nhàm chán ngáp một cái, lắc một cái, lại lắc một cái, bài hát giai điệu tuôn chảy chết tiệt này sao vẫn chưa xong. Tên ca sĩ chết tiệt này hát lâu như thế, tại sao còn không dứt? I still my, init you your love, init you your love, god speed your love to me. Suốt cuộc tạo Anh Kiệt hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh Mặc Hàn hát xong một câu cuối cùng. Sau đó vô cùng thâm tình kích động nghẹn ngào nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Chấm mở ngoặc đơn, nguồn, thích chấm com. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêng người nhìn anh, giống như anh cảm động vì tinh xuyên ba ngàn năm và vì mình. Tào anh kiệt chậm rãi lui về phía sau mấy bước, giống như nhìn thấy quỷ, muốn chết cho rồi. Tô Lạc Hoành đột nhiên tiến lên, hai mắt lộ ra nồng nhiệt, cây đàn điện tử trong tay đột nhiên run lên, rung ra một nốt nhạc sôi động, bắt đầu biểu diễn ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson đầu tiên anh đặt đôi tay ở vị trí đủng quần, đi phía trước giật một cái, làm bộ như hưởng thụ, sau đó nhảy điệu ánh trăng nổi tiếng nhất của Michael Jackson, ở trong văn phòng tổng giám đốc, không ngừng di chuyển tới lui một vòng, mặt ngẩng lên, giơ tay về phía trang hạo nhiên, bá đạo hát, she's looking for a job and a finer play to stay. She's looking for the hope in the empty promises, she's working to job, keeping alive, she works in a restaurant night and day. She her lie away, Siêu ai hơ tia away, tạm dịch, em tìm kiếm một công việc và một nơi ở ổn định. Em tìm kiếm một hy vọng và lời hứa dù chỉ là hứa suông. Em làm cả hai công việc để gắng kiểm soát cuộc sống. Em làm ở nhà hàng cả sáng lẫn khi đêm về. Em chờ đợi từng ngày trôi qua. Em lau đi dòng nước mắt. Trang hạo nhiên nghe vậy cảm thấy vô cùng hào hứng. Anh cũng cảm giác tinh xuyên làm công việc như vậy thật sự quá cực khổ. Anh hết sức hào hứng nhìn về phía bốn cầm thú ở trước mặt lâm sở nhai bị đẩy lên cũng cầm guitar sôi nổi trình diễn từ phía sau tào anh kiệt cũng bắt đầu làm bộ yêu một tiếng nhảy điệu ánh trăng lãnh mặc hàn nhàm chán quay đầu đi vẫn lắc chuông vừa lắc vừa thở dài anh thật sự tình nguyện chết cũng không muốn như vậy tiếng hát tiếp tục tô lạc hoành cùng tào anh kiệt bắt đầu cùng nhảy phối hợp rất tuyệt vời ô ô ô chấm than ngoặc kép lâm sở nhai ngửa mặt phối hợp tiết tấu giống như con vịt được kêu lên vừa phát điên gãy guitar vừa hướng về phía trang hạo nhiên yêu một tiếng hưng phấn gọi đến đây đi đến đây đi baby cùng hát với tôi baby trang hạo nhiên cười ha 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 lắc đầu nói không cần loại chuyện mất mặt này các người làm là được không tệ tiếp tục nhảy tinh xuyên của tôi nhất định sẽ cảm nhận được dụng tâm của tôi lãnh mặc hàn liếc anh mới quay đầu nhìn về phía mấy tên điên lâm sở nhai đang điên cuồng nhảy nhót vì yêu mọi người đều đi chết đi. Cho tổng giám đốc trang liếm giày mọi người, đồ vô dụng, lãnh mạc hàn vẫn cầm chuông lắc, lại lắc hai cái, tiếp tục lắc hai cái. Phát, nguồn, thiết chấm com. Âm nhạc điên cuồng vang ra bên ngoài. Tất cả nhân viên bộ hành tránh bên ngoài phòng làm việc, nghe bên trong một lát truyền đến tiếng nhạc điên cuồng, một lát truyền đến tiếng kêu như vịt đực của lâm sở nhai. Còn có một người nào đó đang gào rú, bọn họ bất đắc dĩ lau nước mắt. Nhìn nhau, đều kinh ngạc khe khẽ nói, có chuyện gì vậy? Có phải đang chuẩn bị buổi ca nhạc hay không? Hắc, có một nhân viên cười một tiếng, nhạo bán nhìn về phía một đồng nghiệp khác nói, ý của cô là tổng giám đốc trang của chúng ta cùng bốn phó tổng đang tập ca nhạc sao? Biểu diễn hỏi người xem à. Tất cả mọi người không lên tiếng. Vậy tại sao phải ca hát? Những lời này truyền đến từ phòng thư ký đầu kia. Vui vẻ thôi, Tiêu Đồng khép lại hộp phấn, nghĩ tới mấy người bên trong chắc cũng đã điên rồi tập luyện bao lâu, tối nay có thể đến cửa tiệm của tinh xuyên biểu diễn, vẻ mặt cô nhàm chán đứng dậy, đi vào phòng nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu, liền bưng 5 ly thức uống, 4 ly cà phê và một ly nước bạc hà cho chân cổ, tổng giám đốc trang nói giọng nói của anh bị khàn, muốn thông cổ họng một chút. Cô hết sức hết sức nhàm chán cầm mấy ly thức uống đi ra phòng thư ký, sau đó thấy đồng nghiệp bộ hành tránh vẫn còn thì thầm nói nhỏ, cô cho phép bọn họ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, còn mình mới vừa xoay người muốn đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, không ngờ vào lúc này, nhìn thấy nhậm tử hiền lửa giận bừng bừng đi tới, bốn vệ sĩ đi theo phía sau, bộ dáng tức giận muốn đánh gãy cặp giò của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt cô ngạc nhiên chợt lóe, lập tức cầm thức uống, nhẹ nhàng trống ở trước cửa văn phòng. Mỉm cười nhìn về phía nhậm tử hiền xông thẳng lại, cung kính gật đầu gọi nhỏ nhậm tiểu thư. chương 233, dây điện. Cút ngay, nhậm tử hiền không nói hai lời, muốn đẩy tiêu đồng ra xông vào nhầm tiểu thư tiêu đồng dừng tại chỗ cũng không nhúc nhích dùng sức đỡ được cánh tay đẩy của nhầm tử hiền đẩy mình ra có chút không vui nói tổng giám đốc đang có chuyện không tiện gặp khách nếu như cô có chuyện để cho tôi gọi điện thoại vào trước chấm ngoặc kép nhầm tử hiền hừ một tiếng hất một ly nước trái cây trong khay xoàng một tiếng tiêu đồng không để ý hơi buông lỏng hơi sức ngay lập tức nhầm tử hiền đẩy cô ra đôi tay ra dùng sức đẩy hai cánh cửa dầm một tiếng mở ra mấy người đàn ông giống như ăn trúng thuốc lắc đang lắc điên cuồng đột nhiên có người xông tới bọn họ lập tức dừng lại điệu nhảy vô cùng ngỡ ngàng nhìn về phía nhầm tử hiền vẻ mặt trang hạo nhiên cũng ngạc nhiên nhìn tử hiền lại liếc mắt nhìn tiêu đồng đang xông tới một cái trong mắt anh lại chuyển một chút mới bật cười nhìn về phía tử hiền nói chuyện gì vậy thân ái cô gấp gáp xông vào phá hư cuộc biểu diễn của tôi bọn họ thật vất vả tập luyện đấy. Nguồn, thích đóc chuyên, com, khủ 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 khủ, chấm ngoặc kép, bọn lâm sở nhai lập tức thu hồi bộ dáng điên cuồng mới vừa rồi, im lặng thu dọn dụng cụ nhạc trên đất, còn có microphone, rốt cuộc lãnh mặc hàn thở phào nhẹ nhõm anh không cần lắc chuông nữa, vội vàng buông dụng cụ nhạc trong tay xuống đi khỏi. Nhậm tử hiền chán ghét nhìn bộ dáng bọn lâm sở nhai, không cần nghĩ cũng biết đây là trò của Trang Hạo Nhiên, cô tức giận quay đầu nhìn trang hạo nhiên im lặng nói tổng giám đốc trang anh lại coi trọng người phụ nữ nào lần này là họa sĩ hay chuyên gia trà tại sao anh không thể bình thường một chút mang theo bốn phế vật ngày ngày điên khùng ở chung một chỗ nếu không mọi người cùng nhau lên giường đi như vậy sau này cũng không cần quấn lấy bọn lâm sở nhai nhìn nhau lập tức yên tĩnh đi khỏi cửa đóng lại cô có chuyện gì vô duyên vô cớ đi vào mắng người ta làm mất hứng Trang Hạo Nhiên cố ý nhìn cô một cái, mới đứng đậy đi về phía ghế salon, ngồi xuống. Nhậm Tử Hiền cũng ngồi vào ghế salon, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đau lòng nói, tại sao anh muốn đối xử với tôi như vậy? Trang Hạo Nhiên kinh ngạc giống như đứa bé, quay đầu nhìn vẻ mặt oán phụ của Tử Hiền, giống như mình rất đa tình, giật mình nói, thân ái, cô yêu tôi lúc nào vậy? Anh nghiêm chỉnh một chút, Nhậm Tử Hiền tức giận liếc anh, nguồn, thích đóc chuyên, com. Trang Hạo Nhiên đành thu hồi vẻ mặt đùa cợt, có chút bất đắc dĩ mỉm cười nhìn cô nói, "Được rồi, tôi đứng đắn rồi, cô cũng đừng tức giận, nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì, vợ tương lai của tổng giám đốc?" Hừ, Nhậm Tử Hiền cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhíu mày nói, "Anh cũng đừng gọi tôi là vợ tương lai của tổng giám đốc, trong lòng của anh cảm thấy tôi là vợ tương lai của tổng giám đốc sao, không bao lâu chứ? Ngày đó anh và Thiên Lỗi đấu nhau anh chết tôi sống." Chúng tôi ở bên cạnh đều bị các người làm ệt mỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng, mỉm cười nhìn về phía cô. Anh nói cho tôi biết, tại sao muốn giúp Đường Khả Hinh? Có phải đang lợi dụng cô ấy để đối phó Thiên Lỗi hay không? Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Gì? Trang Hạo Nhiên hữu có chút buồn cười nhìn về phía cô. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền cứng rắn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình anh biết thiên lỗi muốn có toàn bộ trang trại rượu hàng đầu trên toàn thế giới. Anh cũng biết lúc ấy tưởng thiên lỗi muốn khả hình đi khỏi thật ra là để cho cô ấy có cơ hội ra nước ngoài học. Nhưng anh lại ở phía sau, lợi dụng chỗ trống, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Anh thật sự quá đáng. Không có ai hiểu rõ anh bằng tôi, cũng không có ai hiểu rõ chồng chưa cưới của tôi hơn tôi. Chấm than ngoặc kép. Sắc mặt trang hạo nhiên có chút thu lại nhìn về phía nhậm tử hiền nói, tử hiền, không phải một hai lần rồi tôi đã từng nói với cô nói chuyện phải khiêm tốn một chút chẳng lẽ tôi nói sai sao nhậm tử hiền nhìn về phía trang hạo nhiên thật lòng nói lúc ấy anh nhìn chằm chằm vào đường khả hinh tôi đã biết rõ anh đã nhắm vào cô ấy từ lúc các người bắt đầu đi vào trong kho rượu anh đã nhìn chằm chằm cô ấy làm sao anh có thể buông tha nhân tài như cô ấy trang hạo nhiên nhìn về phía nhậm tử hiền đột nhiên bật cười nói tử hiền thiên lỗi và như mạt ở chung một chỗ, cô cũng không có phát điên đến như vậy, tại sao đối với nhân vật nhỏ như đường khả hinh, cô đã điên cuồng như vậy? Thật ra cô ấy không có chút liên quan đến cô. Tại sao cô ấy không có chút liên quan đến tôi? Chấm hỏi ngoặc kép, Tử Hiền cảm thấy kích động nói, thiên lỗi đặt cô ấy ở trong lòng. Nhiều năm qua, tôi chưa từng thấy anh ấy coi trọng người nào. Nhưng hôm nay anh ấy thật sự đặt đường khả hinh ở trong lòng. Cô cũng từng đặt một người ở trong lòng chứ trang hạo nhiên nhắc nhở cô sắc mặt của tử hiền khẽ thu lại cúi đầu im lặng không lên tiếng nhưng đó là yêu sao trang hạo nhiên nhắc nhở cô tử hiền im lặng không lên tiếng nói không phải vậy cô lo lắng cái gì trang hạo nhiên nhìn cô hỏi nguồn thích com tôi không có lo lắng tôi chỉ tức giận tại sao anh muốn uyển đình tới hỗ trợ đường khả hinh đi tham gia bữa tiệc của ricky tại sao nhắc tới chuyện này Nhậm Tử Hiên liền tức giận, thậm chí có chút đau lòng nói: "Hạo Nhiên, chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao? Lúc ở Anh Quốc, ở Paris, chúng ta cũng từng cùng ly nói chuyện rất lâu, chúng ta cũng từng trao đổi lý tưởng, chúng ta thật sự là bạn bè. Tại sao anh phải đối với tôi như vậy? Tôi không muốn Đường Khả Hinh tham gia bữa tiệc, một là lo lắng cho Ricky, hai là tôi không muốn anh để cho Khả Hinh dùng loại tư thái này xuất hiện tại trước mặt của Thiên Lỗi." "Cô sợ?" "Đúng vậy," Trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền tức giận ngồi tại chỗ, thở hổn hển, cảm giác bị mắc bẫy, mơ mịt nói: Tôi không chịu nổi ở trong suy nghĩ của tôi. Đường Khả Hinh không có bất kỳ sức hút. Đột nhiên trong một buổi tối kỳ lạ, đi vào trong thế giới chồng chưa cưới tôi. Tôi thật sự không chịu nổi. Tôi vừa nghĩ tới Thiên Lỗi sẽ có khả năng yêu cô ấy, tôi đã sắp phát điên. Đời này như mạt không thể nào sống chung với Thiên Lỗi, cho nên tôi cũng không có quá đau khổ nhưng đường khả hình không giống, giữa bọn họ chỉ cần chạm tay liền có thể đến cùng nhau, anh bảo tôi làm sao không lo lắng. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô nói, cô lo lắng cho bản thân mình một chút đi, nếu một người vì tình yêu mà vứt bỏ mình, thật rất không đáng. Bởi vì tôi vẫn cảm thấy, con người phải sống vì mình trước. Lý do tôi giúp đường khả hình, cô cũng đừng suy đoán, bởi vì cô cũng đoán không ra. Trong thế giới của cô, ngoại trừ tưởng thiên lỗi, còn có ai có thể lọt vào mắt cô. Sống ở trên cao, cuối cùng cô chỉ biết cô đơn chết đi. Nhậm Tử Hiền lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút tức giận nói, tại sao anh không chịu giúp tôi? Tôi sẽ không giúp cô, Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói, trong thế giới của cô chỉ có bản thân mình, cũng không đại biểu trong thế giới của tôi, chỉ có bản thân tôi. Huống chi, Thiên Lỗi và Khả Hình còn chưa có yêu nhau, cô cũng đã điên cuồng như vậy rồi, nếu có một ngày thực sự yêu rồi, không phải cô muốn phá hủy cô ấy? Yêu một người là hy vọng đối phương có thể hạnh phúc, không phải đòi hỏi đối phương nhất định phải yêu mình. Cuộc sống như thế, miễn cưỡng có được thật đáng sợ. Nhậm Tử Hiền tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói anh đừng có nói với tôi chuyện gì cũng phải đàng hoàng ngay thẳng, anh cho rằng tôi không biết, anh cũng chỉ xem đường khả hinh như một con cờ. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, vận mạng người nào mà không có ở trong ván cờ. Cô không có sao? Nhậm Tử Hiền im lặng nhìn về phía anh chuyện có liên quan đến nguyên tắc, cô cũng đừng nhiều lời, cô cũng hiểu cá tính của tôi. Tôi sẽ bảo vệ đường khả hình đến cùng, cho nên không nên đi tổn thương cô ấy, bởi vì tôi không vui. Sắc mặt trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn về phía cô, hai mắt cũng dịu lại, nhưng ai cũng biết, anh rất ít khi tỏ thái độ, một tỏ thái độ, mọi người nhất định phải làm theo. Nhậm tử hiền cắn răng, nóng nảy nhướng mày nhìn về phía anh nói, anh nhất định phải giúp đường khả hình. Chấm hỏi ngoặc kép, nguồn, thích, com. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên cười khổ, đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút đau lòng nói, chuyện này cũng giống như chuyện của Như Mạt. Cuối cùng tôi lại đóng vai một người cực kỳ ghê tởm và xấu xí nhất ở trong câu chuyện. Chấm ngoặc kép, Tử Hiền, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẽ gọi cô. Hai mắt Nhậm Tử Hiền sốc sách nhìn về phía trước, sâu kín nói, có phải tôi cũng phải thiếu một trái tim, hư thúi má trái, tôi cũng yếu ớt thì các người mới chịu giúp tôi, đặt tôi ở trong mắt hay không? Tại sao tôi lại thua kém một người tàn khuyết sinh mạng và một người không trọn vẹn? Chẳng lẽ bọn họ xứng đáng hưởng thụ tình cảm mà những người bình thường như chúng tôi muốn có không được? Tôi có nên ra cửa bị xe đụng chết một lần hay không? Tử Hiên, đừng lấy thân thể khỏe mạnh của mình ra đùa. Nói như cô là không tôn trọng người khác, họ sống rất khổ, cô có biết không? Người còn sống sót, nhất định rất cố gắng mới sống đến bây giờ, không sống nổi, đã chết. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía cô nói. Ánh mắt của nhầm tử hiền lạnh lẽo, nói, vậy hãy để cho bọn họ chết đi. Tôi nói trước với anh một câu, tôi tuyệt đối không để cho ở bên cạnh thiên lỗi có như mà thứ hai. Tuyệt đối sẽ không. Cô không nói nữa, người đã đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, nghe được tiếng đóng cửa, ánh mắt hơi rũ xuống. Cầm điện thoại lên hỏi, đường khả hình hiện ở đâu? ở phòng spa lầu cuối. Cô đi lên với cô ấy, Trang Hạo Nhiên căn dặn tiêu đồng. Vâng, nhầm tử hiền sải bước đi về phía trước, cảm giác trong túi đột nhiên chấn động rất nhỏ, cô lập tức nhận điện thoại di động, hỏi, nói. Tìm được đường khả hình rồi. Ở nơi nào? Phòng spa lầu cuối. Sắc mặt của nhầm tử hiền lạnh lẽo. Phòng spa lầu cuối. Ba cô gái đang mỉm cười cầm đá ngọc trà lưng tấm trắng nõn cho khả hình, không có lưu ý đến bức rèm che ngoài có bóng người đung đưa, anh ta lạnh lùng liếc về phía bốn người ngoài hồ, đang ngồi ở trong bồn tắm với tư thái tuyệt đẹp thỉnh thoảng khẽ nói cười, giống như mỹ nữ thời cổ đại, anh ta hơi ngẩng mặt, tay cầm một dây điện ở trong bóng tối gần đó, muốn chuyển người đi tới nguồn nước hồ tắm từ một phương hướng khác. Chương 234, cô có nhìn thấy không? Cửa thang máy dần dần mở ra. Nhã Tuệ mỉm cười đi ra thang máy, vừa đi vừa cầm điện thoại di động nói với Mạn Hồng tôi nghe nói Khả Hinh được hưởng thụ tắm sữa tươi ở phòng spa lầu chót, tôi mới vừa rỗi rãnh rỗi nên lên xem cô ấy một chút. Ừ, tốt, tôi đã tới rồi, được, có thời gian tán gẫu tiếp. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cúp điện thoại, muốn cất bước tới trước, lại thấy một người đàn ông mặc đồng phục thợ mát xa màu trắng, vẻ mặt tự nhiên đi tới, bởi vì dáng người của anh ta quá cao to, cho nên nhã tuệ nhìn lâu vào hai mắt anh ta. Lúc anh ta đi qua bên cạnh mình thì cô ngửi được một mùi sữa tươi thơm nồng, theo bản năng cô vô thức muốn ngửi thêm một chút thì anh ta cúi thấp đầu bước nhanh đi về phía trước, chưa được mấy bước lập tức lách mình đi vào trong thang máy. Nhã tuệ khó hiểu, theo bản năng xoay người nhìn về phía người đàn ông bên trong thang máy, anh ta đã xoay người, đứng ở bên trong thang máy nhàn nhạt, nhạt nhìn mình, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng, lòng của cô không khỏi run lên, nhưng không cách nào rời mắt, cho đến khi cửa thang máy dần dần đóng, từ sau lưng nghe thấy có tiếng người chạy ra khỏi phòng giọng gấp gáp hoảng sợ kêu to, không xong. Có người ở trong hồ sữa tươi bị điện giật chết. Nhã Tuệ lập tức kinh hãi, trong đầu thoáng qua hình ảnh Khả Hinh bị hại, cô lập tức chạy nhanh về phía trước, nhào vào gian phòng VIP hoa mẫu đơn, lại chuyển qua phòng khách nhỏ, mở bức rèm che, nhìn cảnh tượng đáng sợ hồ sữa tươi lộ thiên, cô a hát một tiếng, hoảng sợ thét chói tai. Phòng tắm sữa tươi lộ thiên Bạch Ngọc Lan. Khả Hinh ngồi ở trong bồn tắm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức rèm che lay động, có chút hoảng sợ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? đã từng chịu đựng tổn thương thật lớn, cho nên đối với âm mưu, ám hại có loại cảm giác sợ hãi. Tiêu Đồng đứng ở một bên, cũng xoay người nhìn ra ngoài, tay lập tức cầm bộ đàm, căn dặn vệ sĩ ẩn nấp bên ngoài nói, có người gây náo loạn ở bên ngoài, đi xem xảy ra chuyện gì một chút. Vâng. Âm thanh này thật là đáng sợ, Đường Khả Hinh lại sợ hãi nói. Tiêu Đồng lập tức xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, không có việc gì, cô đừng lo lắng có thể một vài nhân viên trẻ đánh vỡ hộp tinh dầu hoặc xảy ra chuyện gì, mới như vậy, con gái có quyền thét chói tai mà. Đường Khả Hinh nghe vậy, mới vừa buông lỏng, sau đó lập tức nghe được bên ngoài có một cô gái khiếp sợ bi thương gọi to, "Khả Hinh." Chấm ngoặc kép. Đó là tiếng của Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh lập tức từ trong hồ sữa tươi đứng lên, kéo áo ngủ khoác lên người, cũng không nghe lời Tiêu Đồng, bước nhanh ra khỏi phòng, mở cửa, lập tức nhìn thấy ở đầu kia hành lang cách khoảng 7-8 thước cửa phòng mở ra, nhã tuệ ở bên trong suy sụp khóc giống, cô giật mình, mới vừa muốn đi qua, tiêu đồng đã ôm chặt thân thể của cô, không để cho cô đi qua, mà đem khả hình ướt đẫm giao cho vệ sĩ của mình vừa tiến lên, cô lập tức bước nhanh tới, cũng không chú ý tình huống xung quanh, ánh mắt rất bình tĩnh đi vào trong gian phòng xảy ra chuyện. Không người xuống một tay nắm chặt nhã tuệ đang cho là khả hình gặp chuyện không may muốn xông vào, lại bị bảo vệ ngăn lại, nói quản lý lưu. Khả hình không ở gian phòng này, cô ấy đang ở phía trước lo lắng cho cô. Nhã Tuệ nghe vậy, đột nhiên rơi lệ ngẩng đầu nhìn sang đầu kia hành lang, quả nhiên khả hình khoác áo ngủ trắng như tuyết, tay nắm chặt một góc áo ngủ, vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhìn mình, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được nghi ngờ quay đầu muốn đi vào xem cảnh tượng đau lòng phía bên trong, lại bị Tiêu Đồng nhanh chóng bắt được, mỉm cười nói, đừng xem. Xem xong buổi tối cô không ngủ được. Bảo vệ dẫn nhân viên cứu hộ đi tới hồ tắm lộ thiên nhìn về phía quản lý phòng spa sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng nói may nhờ phát hiện sớm đã kịp thời cấp cứu nếu không có lẽ thật sự mất mạng lúc này chúng tôi đã báo cảnh sát xe cứu thương đã sắp đến rồi chúng tôi muốn để cho nhân viên lập tức chuyển người bị thương đưa xuống lầu tiết kiệm thời gian tốt quản lý lập tức đi vào bên trong cùng mấy nhân viên massage chuẩn bị di chuyển người bị thương trong lòng nhã tuệ và mọi người run lên Tiêu đồng giống như không có chuyện gì, chỉ nắm chặt nhã tuệ nhắc nhở cô đi khỏi quản lý lưu. Khả Hinh đang lo lắng cho cô, đi thôi. Nhã tuệ suy nghĩ một chút, chỉ đành phải gật đầu, thở dốc một hơi, xoay người đi ra khỏi phòng. Quản lý lưu, chấm ngoặc kép, quản lý phòng spa căng thẳng đi về phía nhã tuệ nói, lúc này cô là một trong những người đi vào trước nhìn thấy bên trong, có phát hiện đầu mối gì hay không. Chấm ngoặc kép, tôi, chấm ngoặc kép. Lưu Nhã Tuệ vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy nách đau nhói, cô có chút kinh ngạc xoay người, nghi ngờ nhìn về phía tiêu đồng, cô đang nhìn mình giống như không có chuyện gì, nói quản lý Lưu, lúc này cô có nhìn thấy bất cứ người nào hay bất cứ điều gì đáng nghi hay không? Những chuyện này cô phải nói rõ ràng, giúp cho cảnh sát và khách sạn điều tra ra. Cửa thang máy mở ra, một nhóm cảnh sát đeo bảng hiệu, sắc mặt nghiêm túc căng thẳng đi ra. Nhã Tuệ vẫn nhìn sắc mặt tiêu đồng mỉm cười một cái, Cô chớp mắt, mới lắc đầu một cái nói tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng la hét, lúc chạy tới cũng đã phát hiện có người bị thương nổi lên ở trong hồ tắm, tình huống thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Đúng, 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 tôi cũng thế. Chấm ngoặc kép, một nhân viên trong đó cũng liên tục kêu lên. Hai mắt Tiêu Đồng chợt lóe, lé, lén thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy cảnh sát đi vào. Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát tổ trọng án, tôi họ Lưu chấm ngoặc kép, đội trưởng Lưu bước vào trước, sơ lên thẻ ngành trong tay, mặt nhìn mọi người nói, chúng tôi mới vừa nhận được tin báo, nói có người ở trong hồ tắm phòng spa bị điện giật hôn mê. Quản lý phòng spa lập tức nói, đúng vậy. Lập tức dẫn chúng tôi đến hiện trường chuyện xảy ra, giữ lại người chứng kiến, chúng tôi muốn mời các cô trở về lấy khẩu cung hỗ trợ điều tra. Cảnh sát nói xong, cũng đã dẫn đồng đội đi vào, lúc này giám đốc Hoác Minh, dẫn đông đảo quản lý cũng gấp đi vào, khe khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôi mới vừa, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhất thời quên mất, lên tiếng nói, mới phát hiện nách đau nhói, theo bản năng cô nhìn tiêu đồng một cái, mới ngây ngốc đáp lại, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ nghe tiếng la hét, sau đó đã như vậy. Chấm ngoặc kép, sắc mặt tiêu đồng bình tĩnh. Mau, vào xem một chút, hoặc minh lập tức dẫn các quản lý đi vào bên trong. Tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía nhã tuệ an ủi nói, cô cũng sợ hãi, Khả Hinh cũng sợ hãi, chúng ta đi trước xem cô ấy, sau đó sẽ đi cục cảnh sát. Nhã tuệ nhìn cô một cái, đành để cô dắt cánh tay của mình, từng bước từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nghi hoặc nhìn cô. Tiêu đồng im lặng nắm tay của cô bước đi, chậm rãi đi về phía Khả Hinh, cảm giác đám người ồn ào ở sau lưng đã cách mình hơi xa, cô mới bình tĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ, cô đã nhìn thấy bất cứ ai. Bất cứ điều gì mới vừa xảy ra, cũng không thể tùy tiện nói cho bất cứ ai. Tại sao, không phải chúng ta nên hỗ trợ cảnh sát điều tra sao? Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng hỏi. Sắc mặt của Tiêu Đồng càng ngày càng lạnh nói, nếu cô vừa nói thấy có người đáng nghi, cô đã mất mạng rồi. Trong lòng của Nhã Tuệ run lên, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi có ý gì. Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ mỉm cười quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ nói, còn có thể là ý gì? không có xem qua phim trinh thám, chuyện giết nhân chứng ở trong tivi và trong cuộc sống thực cũng thường xảy ra. nhã tuệ chợt cảm thấy chân mềm nhún, cả người đều muốn nhún ra. tiêu đồng lập tức đỡ chặt nhã tuệ, sắc mặt bình tĩnh ghé mắt nhìn những người cách mình càng ngày càng xa. vệ sĩ của mình đang ở phía trước, cô nhẹ giọng nói, đợi lát nữa tổng giám đốc trang sẽ sắp xếp cho cục trưởng cục cảnh sát bí mật lấy khẩu cung cho cô. Trước khi sự thật chưa rõ ràng, cô ngàn vạn lần không được nói với bất kỳ ai cô đã từng nhìn thấy người đáng nghi. Chấm ngoặc kép. Làm sao cô biết tôi thấy được người đáng nghi? Nhã Tuệ có chút không tin nhìn về phía Tiêu Đồng, lo sợ hỏi. Tiêu Đồng thở dài, đỡ cô đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, mới cười nói, "Chị họ, người ta hỏi cô thì chỉ cần nhìn ánh mắt cô đã biết." "Đang nói chuyện gì?" Đường Khả Hinh gấp gáp nhìn về phía Nhã Tuệ hỏi. Nhã Tuệ nhìn về phía Khả Hinh, vẫn còn khiếp sợ chưa bình tĩnh miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia, tôi nghĩ rằng cô ở bên trong, cho nên tôi có chút lo sợ. Đường khả hình lập tức đau lòng nhìn bản thân nói, đứa ngốc, tôi không sao. Đừng lo lắng, nhưng, bên kia có phải xảy ra chuyện gì đáng sợ hay không? Ừm, nhã tuệ dựa theo lời khả hình, lo lắng nói, đúng vậy. Quá đáng sợ, tôi mới vừa nghe nói có người bị điện giật ngã, tôi cho rằng cô ở bên trong, dọa tôi giật mình đường khả hình cũng có chút hoảng sợ hỏi người không có sao chứ không có việc gì cấp cứu được rồi là người làm hay là Chấm ngoặc kép tiêu đồng lập tức mỉm cười nói khách sạn lớn như vậy nhất định sẽ có một số nơi khó lòng trông nom khách sạn á châu tuyệt đối an toàn mọi người yên tâm đi được rồi cô cũng ngâm sữa tươi xong khúc tiểu thư nói để cho cô đến blue lady và câu lạc bộ bơi lội tôi đưa cô đi Chấm ngoặc kép tốt, đường khả hình mới vừa muốn xoay người, sau đó nhìn thấy cửa thang máy phía đối diện vừa mở ra, tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lung cùng lãnh đạo cấp cao và đông anh đi ra, mới vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lại thấy đường khả hình đứng ở đầu kia, khoác áo ngủ trắng như tuyết nhìn mình, sắc mặt của anh lạnh lẽo, trong mắt hơi híp lại. chương 235, Vì tình yêu Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình phía xa xa, hỏi Đông Anh ở sau lưng. Đường khả hình cũng xa xa nhìn về phía anh, im lặng không lên tiếng. Đông Anh lập tức đi tìm hiểu tình huống, mới gấp gáp đi tới trả lời tưởng thiên lỗi, khúc tiểu thư mời khả hình đi tắm sữa tươi. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, không có để ý tới cô nữa, nhanh chóng xoay người đi vào gian phòng, lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài phòng spa, cảnh sát đang hỗ trợ nhân viên cứu hộ, khiêng người bị thương lên băng ca nhanh chóng đi khỏi, sau đó bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng, mang khẩu trang và bao tay trắng, không người xuống, cầm kính lúc kiểm tra các đường dây, anh chậm rãi hỏi Hoác Minh, đã xảy ra chuyện gì? Hoác Minh lập tức trả lời tưởng thiên lỗi, mới vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói phòng spa có người bị điện giật hôn mê, sau khi điều tra, là một nữ du khách Hàn Quốc cùng ba nhân viên massage của chúng ta, về phần nguyên nhân tại sao trong hồ sữa tươi chạm điện, còn chờ điều tra. Khách không có nguy hiểm tính mạng chứ? Tưởng thiên lỗi chậm rãi hỏi xong, liền nhìn về phía nữ du khách hàn quốc nằm ở trên băng ca sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp cả người ướt đẫm không thở nổi anh lập tức cúi người xuống dùng tiếng anh vô cùng chân thành và đau lòng hỏi vị du khách này quý khách cô khỏe chứ tôi xin lỗi hôm nay xảy ra tai nạn nghiêm trọng ngoài ý muốn tôi nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này trả lời cho cô thỏa đáng và khoản bồi thường có liên quan chúng tôi nhất định sẽ làm cho cô hài lòng nhưng bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cô tôi sẽ đặc phái nhân viên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra đồng thời sẽ gửi điện thoại người nhà của cô để cho bọn họ hiểu rõ chuyện này nếu như cô cần thông báo cho đại sứ quán hàn quốc chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng thông báo cho cô tôi đại diện toàn thể nhân viên khách sạn á châu xin lỗi cô đã để cho cô hoảng sợ xin yên tâm đến bệnh viện tôi chịu trách nhiệm tất cả nơi này phiên dịch hàn quốc lập tức giải thích với vị khách nằm thoi thóp trên băng ca nữ du khách bày tỏ hiểu yếu ớt gật đầu Tưởng thiên lỗi lập tức nắm nhẹ bàn tay nữ du khách, bày tỏ đau lòng và an ủi cười một tiếng, mới căn dặn nhân viên nhanh chóng đưa nữ du khách này đi khỏi. Sau đó lo lắng nhìn ba nhân viên mát xa của Á Châu, ba cô gái trẻ trung xinh đẹp, cả người ướt đấm, cũng thoi thóp nằm ở trên băng ca, hai mắt tưởng thiên lỗi lại thoáng qua đau lòng, vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của một nhân viên, nhanh chóng hỏi ba người các cô không có sao chứ. Cũng không có đáng ngại, về tình hình cụ thể, phải đi đến bệnh viện mới biết hoác minh lập tức nói tưởng thiên lỗi gật đầu lại nói lập tức thông báo cho người nhà của các cô ở bệnh viện cho các cô chăm sóc tốt nhất không thể lơ là có thể hơi bị hoảng sợ phái bác sĩ tâm lý qua trần an một chút vâng đi đi ba nhân viên massage đều bị khiêng đi tưởng thiên lỗi nhìn bọn họ đi khỏi hai mắt của anh xoay tròn sắc mặt khẽ biến thành tức giận khiển trách nhiều năm qua khách sạn á châu chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn như hôm nay lập tức điều tra kỹ chuyện này, tôi muốn biết manh mối, cho dù là con người làm, hay sự do cố, tôi đều muốn điều tra triệt để. Tôi muốn nhìn xem, có âm mưu gì dám làm ở trong khách sạn Á Châu của tôi. Vâng, Hoác Minh cùng đội trưởng đội bảo vệ lập tức gật đầu đáp lời. Phòng Spa Bạch Ngọc Lan Sau khi đường khả Hinh tắm nước ấm xong, tóc hơi ướt đẫm, thay một cái áo t-shirt màu trắng lộ vai, lộ ra áo lót màu đen do tiêu đồng đưa tới, mặc váy ngắn màu đen, mang giày ý màu đen vừa kéo dây khóa vừa nhìn bộ dáng rất nặng nề của tiêu đồng và nhã tuệ có chút bận tâm hỏi sắc mặt của mọi người rất kỳ lạ có phải có chuyện gì hay không nói cho tôi biết đi tại sao trong lòng tôi có cảm giác hoang mang vậy không có việc gì nhã tuệ lập tức mỉm cười nhìn hướng khả hình nói cô không nên lo lắng thật không có chuyện gì tôi chỉ hơi hoảng sợ bây giờ nghe nói du khách cũng không có việc gì tôi đã bình tĩnh lại rồi đường khả hình nghe vậy liền buông lỏng cả người tinh thần sảng khoái đứng dậy nói được rồi có thể đi được rồi tốt tiêu đồng và nhã tuệ cùng đường khả hình đi ra phòng spa bạch ngọc lan mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy tưởng thiên lỗi đứng ở cửa đang nhàn nhạt, nhạt nhìn mình đường khả hình sững sờ hai mắt lóe lên một cái mới khôi phục bình tĩnh nhìn anh tổng giám đốc tưởng tiêu đồng có chút giật mình kêu nhỏ tưởng thiên lỗi sau đó cung kính nói anh có chuyện gì muốn căn dặn sao Tôi đang định đưa Khả Hinh đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh cũng nhìn vẻ mặt kỳ quái kia, liền không nhịn được, có chút tức giận nói: "Tổng giám đốc Tưởng, xin hỏi anh ngăn ở cửa, có chuyện gì không?" Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Khả Hinh còn hơi ướt đẫm, có lẽ mới vừa tắm xong cho nên sắc mặt ửng hồng, vô cùng mềm mại, anh đưa mắt nhìn một lát, mới chậm mở ra môi mỏng hỏi: "Cô muốn đi đâu?" "Chúng tôi muốn đi." chấm ngoặc kép. Tôi muốn đi đâu, có quan hệ gì với anh? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhắc mí mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng cứng rắn nhìn anh. Tiêu Đồng và Nhã Tuệ cùng nhìn nhau một cái, liền im lặng đi ra khỏi phòng trước, đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng im lặng đi qua bên cạnh anh, muốn rời khỏi, không ngờ cổ tay bị bàn tay ấm áp nắm chặt, cô quay đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm cổ tay hơi lạnh lẽo của cô, mũi thoáng qua một mùi hoa hồng lãng mạn, nghĩ đến lời nói thẳng thắn hôm nay, cô đã rơi lệ, hai mắt của anh lóe lên một cái, mới lạnh nhạt hỏi cô không sao chứ. Tôi có chuyện gì, đường khả hình có chút nghi ngờ nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi nghiêng mặt thật gần nhìn cô, nói, lúc này ở nơi này gặp sự cố, phía bên cô có gì khác thường không? Không có, tôi chỗ này rất tốt, đường khả hình xoay cổ tay, lại bị anh kìm chặt, cô cau mày nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt tay của cô, vẻ mặt lộ ra hơi căng thẳng, nhìn cô nói: "Tôi không phải nói đùa với cô. Nhớ lại xem, có cảm thấy khác thường hay không? Nếu có, tôi phát hiện có người đi vào, muốn bóp cổ của tôi giết chết tôi. Còn muốn thọt tôi mấy đao." Ánh mắt Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh a hát một tiếng, nở nụ cười, nhìn anh nói tiếp, "Nhưng chuyện này có liên quan gì tới anh?" Đường Khả Hinh sắc mặt tưởng thiên lỗi lập tức cứng ngắc gọi cô thật to đường khả hình lập tức hất cổ tay của anh ra nhìn anh tâm trạng kích động nói đừng có dùng sức gọi tôi như vậy anh không có tư cách gọi tôi như vậy tôi không là cái gì cả nhưng lúc có người khác động lòng thì hôn lúc không động lòng có thể nói lời rất vô tình trà đạp coi rẻ mà thôi cô đau lòng sao tưởng thiên lỗi đột nhiên nhìn về phía đường khả hình hỏi cái gì đường khả hình kinh ngạc nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi lại lạnh nhạt cười nói xem ra cô rất ưa thích tôi cũng bởi vì một câu nói như vậy mà rất đau lòng trong miệng càng không ngừng nhớ tới thậm chí còn không thang người da mặt của anh còn dày hơn tấm thất nhà tôi đường khả hinh không muốn nói thêm lời nào chỉ muốn xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi lại kéo cả người cô nện vào trên tường a à, cả người đường khả hinh dán về phía sau lưng đau đến có chút choáng váng nhìn về phía anh tức giận anh làm gì đấy hôm nay tôi còn chưa có ăn cơm, anh làm như vậy sẽ ngã chết tôi. Đường Khả Hinh, sắc mặt tưởng thiên lỗi nghiêm túc nhìn về phía đường Khả Hinh, gần giọng nói tôi không có thời gian dây dưa với cô, cô nói cho tôi biết, từ lúc đi lên đến bây giờ, có phát hiện điều gì bất thường hay không? Trong người có cảm thấy không ổn hay không? Có cảm thấy, chấm ngoặc kép, trái tim tôi đau, chấm than ngoặc kép, hai mắt đường Khả Hinh đột nhiên đỏ bừng nhìn về phía anh, trong lòng chua xót hai mắt tưởng thiên lỗi nhìn thẳng vào mặt của cô nhất là nhìn ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình thì có chút dũng cảm anh lập tức làm như không thấy nói ra phán đoán của mình nghe cô nói như vậy có lẽ thật sự không có chuyện nếu như phát hiện có gì khác thường lập tức cho tôi biết anh nói xong cũng đã xoay người đi khỏi đường khả hình im lặng không lên tiếng chỉ sâu kín dương dương nhìn theo bóng lưng của anh cách mình càng lúc càng xa hai mắt của cô đột nhiên phát ra ánh sang rất mạnh mẽ lập tức đứng thẳng người, bước nhanh theo bóng lưng của anh, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Tưởng thiên lỗi cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai mắt của anh sốc xếch chợt lóe, bước chân chậm lại, nhìn bóng dáng in trong cửa thang máy ở phía trước, bước nhanh tới phía sau mình, quả đấm của anh khẽ nắm lại. Đường khả hình bước nhanh đi đến phía sau lưng anh, vẻ mặt rất lạnh lùng, đi qua bên cạnh của anh, xẹt qua bờ vai của anh, đi nhanh về phía trước. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng cô nhanh chóng mà kiên quyết, anh chậm rãi dừng bước lại. Đường khả hình vọt vào bên trong thang máy, cũng không ngẩng đầu lên, đè xuống nút đóng cửa, biết trước mặt có người đang nhìn mình, hai mắt của cô càng lúc càng lạnh, mặc cho cánh cửa thang máy đóng lại, cũng không có ngẩng đầu lên. Tưởng thiên lỗi nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lồng ngực của anh đột nhiên phập phồng mãnh liệt, nhưng cũng im lặng xoay người bước đi, từng bước nặng nề, bóng lưng kia đã nhiều năm vẫn luôn cô đơn và kiên trì như vậy. Mặc dù gặp được một chút hạnh phúc, nhưng chấp nhận vì một áng mây mà buông tha bầu trời xanh có gió phơi phới, còn có một chút môi ngọt. Mà tất cả những điều này cũng chỉ vì tình yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 235.